Chương 21, Every Breath You Take. Nhớ em. Hai chữ này giống như ở trong ống nghe điện thoại thả ra một con sâu róm, hay là một con tiểu hồ điệp, bày phấp phới từng chút chui vào trong lỗ tai người ta. Tai Thương Vũ chợt mềm nhũn, nửa người trở nên tê dại. Trái tim cũng trở nên ngứa ngáy tê dại từng chút một. Lông mi khẽ rung hai lần, cô ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, khóe miệng từng chút cong lên. Đêm nay mặt trăng, thật là xinh đẹp a. À. Đưa đầu ngón tay cầm lấy bản thảo của người đàn ông khẽ vuốt ve, Thương Vũ nhẹ nhàng nói, trước đó anh nói, có thể thêm thứ gì đó vào bề mặt đàn tỳ bà, vậy chúng ta tìm thời gian thương lượng một chút được không? Được. Tông Duệ sảng khoái nói, sau đó lại thấp giọng khẽ chật lưới, ai, tôi nói. Em tại sao lại chuyển đề tài nữa rồi? Anh bất mãn nói, mỗi lần đều là như thế này, thật sự một chút phản ứng cũng không cho sao. Thương Vũ chậm rãi cắn môi dưới, giơ tay vỗ vỗ ban công nơi người đàn ông vừa ngồi. Cái người đàn ông ngốc nghếch này. Cô nhất định phải giống như anh đem lời nói ra rõ ràng như vậy sao? Tôi nói lại. Thương Vũ mở miệng lần nữa, bởi vì tự giác xấu hổ, thanh âm đều có chút rầu rĩ hừ nhẹ. Qua cuối tuần tôi cũng không cần biểu diễn, có thể đến phòng làm việc của anh, chúng ta. Lỗ tai nóng đến nói không nổi nữa. Thương Vũ mím mím môi, vẫn bổ sung thêm một câu, hay là cứ xem thời gian của anh đi. Người đàn ông trầm thấp cười khẽ một tiếng, vậy còn cần phải xem sao? Thời gian của tôi đều thuộc về em. Gò má không khống chế được mà nâng lên một chút, Thương Vũ nghĩ nghĩ rồi nói, vậy. Ngày kia được không? Được. Trước khi đến nhớ báo với tôi một tiếng. Được. Thương Vũ vội dành lời nói trước người đàn ông, tôi tự mình đi là được, không cần anh đón. Lời nói bị người khác cướp mất, Tông Duệ bất đắc dĩ thở dài, được, đều nghe em, đại tiểu thư. Trong điện thoại vang lên một tiếng rầm, chắc là tiếng cửa xe đóng lại. Thương Vũ vội vàng nói, vậy anh mau về đi, lái xe chậm một chút a. Dừng lại 2 giây, người đàn ông bỗng nhiên lại nói, lần sau có thể nói thẳng một chút. Nếu như em cũng nhớ tôi. Những đầu ngón tay mảnh khảnh dừng lại một lúc, sau đó càng cọ sát mạnh hơn vào tấm bản thảo vô tội các góc gần như bị cô uốn cong. Anh mau trở về đi, tạm biệt. Nói xong, Thương Vũ cúp điện thoại như đang muốn chạy trốn. Cánh tay đang cầm điện thoại rơi xuống, cô lấy tay còn lại che má. Lòng bàn tay da thịt đều nóng bừng, giống như có rất nhiều con kiến nhỏ đang nhảy múa. Ngẩng đầu lại nhìn bầu trời đêm, ánh trăng so với vừa rồi càng sâu thêm một chút. Mặt trăng đều vây lại, nhưng cô lại không hề ngủ chút nào. Hóa ra không chỉ giúp sảng khoái, việc tiết ra quá nhiều dopamine còn có thể gây ra chứng mất ngủ. Cửa phòng ngủ đột nhiên bị người ta rất thành khẩn gõ vang. Bố. Thương Vũ quay đầu lại, nói, có chuyện gì vậy? Nhanh chóng bước tới mở cửa, cô sửng sốt một chút. Thiệu Tri Huyền đang đứng ở cửa. Hôm nay anh ấy cũng mặc một bộ cổ phục Trung Quốc, tay áo dài cài cúc vẫn còn vết hằn lộ rõ vào đêm khuya, hiển nhiên là mới từ bên ngoài trở về. Thương Vũ há hốc mồm, tối nay không phải anh, ở bên khu nhà mới sao? Không có việc gì, đột nhiên muốn quay trở lại. Thiệu Tri Huyền nhìn cô, một tay nâng lên, cho em. Thương Vũ nhìn thấy một hộp bánh quế thơm tự làm mấy lần trước cô đã hẹn với bà nội nhưng lại không ăn được vì tạm thời phải đến buổi tọa đàm. Cô nhận lấy, bà nội có khỏe không? Rất tốt, vẫn như thường lệ. Thiệu Tri Huyền nhàn nhạt nói, ngước mắt nhìn cô gái 2 giây, sau đó hỏi, tối nay ở nhà có khách sao? Tim Thương Vũ đập thình thịch. Không có. Thiệu Tri Huyền im lặng một lúc, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái, như đang xem xét điều gì đó, nhưng lại có vẻ do dự muốn nói lại thôi. Cuối cùng, anh không nói gì, chỉ nhẹ giọng dặn dò, đi ngủ sớm một chút đi. Thương Vũ âm thầm thở ra một hơi, một tiếng rồi đóng cửa phòng ngủ lại. Người đàn ông đằng sau cánh cửa chân như bị cắm rễ xuống đất, hồi lâu không rời đi. Thiệu Tri Huyền chậm rãi nhướng mày, hạ mắt xuống nhìn ánh sáng xuyên qua khe cửa. Chẳng lẽ là anh nhìn lầm? Vừa đi vào cuối ngõ đường Đông Nghiêng nhìn về phía đông, liền có thể nhìn thấy ngôi nhà cổ của gia đình. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng khi anh bước đi trên con đường nhỏ này, liếc mắt một cái liền sẽ nhìn thấy cửa sổ phòng cô từ phía xa xa. Nhìn thấy đèn trong phòng cô bật sáng, anh sẽ vô thức tăng tốc về nhà. Nhưng đêm nay ngoại trừ ánh đèn, anh còn giống như còn nhìn thấy thứ gì khác. Nhưng, làm sao có thể được? Ban công ven sông, làm sao có thể có người trực tiếp nhảy xuống được? Đưa tay vuốt vuốt mi tâm căng cứng, Thiệu Tri Huyền cho rằng mọi chuyện là do thần kinh mẫn cảm gần đây của anh. Quan tâm sẽ bị loạn. Đối với cô anh luôn như vậy. Lo được lo mất. Anh muốn chạm vào, nhưng rồi lại lo sợ thua tay. Cuối tuần, Thương Vũ lại bắt taxi tới phố Tây Lan. Cảnh đêm của phố Tây Lan nổi tiếng, tất cả khách du lịch đến Ngô Tô đều đến đây. Thân là người địa phương sinh ra lớn lên tại nơi này nhưng Thương Vũ kỳ thật rất ít tới đây, số lần cô tới đây trong tháng này đã đuổi kịp mấy năm nay. Huống hồ. Khi cô bước lên cầu thang gỗ dẫn lên tầng cao nhất, Thương Vũ trong lòng tự cười nhạo mình, ai mà ngờ rằng cô lại một mình đến quán bar hết lần này đến lần khác. Lại đứng trước cánh cửa gỗ kiểu cũ, lần đầu tiên cánh cửa được đóng lại. Thương Vũ do dự một chút, sau đó giơ tay gõ nhẹ hai cái. Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra từ bên trong. Nhìn thấy người đàn ông, Thương Vũ sửng sốt một chút, mới chỉ là tháng 5 mà anh đã thay quần áo mùa hè, dưới chiếc áo màu đen không tay lộ ra hai đầu cánh ta rất rắn chắc tráng kiện. Nhìn vào đường cong cơ bắp, anh gần đây có vẻ như luyện tập rất có hiệu quả. Đương nhiên cái này cũng không có gì hiếm lạ. Sự chú ý của Thương Vũ đổ dồn vào chiếc găng tay đen trên tay người đàn ông. Sau khi kịp phản ứng là cái gì, cô hỏi, anh bận à? Xong rồi, sáng nay có một người bạn từ ngoài trấn tới đây. Tông Duệ nhẹ nhàng nói, nghiêng người ra hiệu cho cô gái vào phòng, vào trước đi. Thương Vũ bước vào, vô thức nhìn về phía bàn làm việc. Bị sốc trong giây lát. Có một người có hình xăm. Lại có thêm một nhóm người đang vây xem. Tất cả đều là những người quyền quý, cũng có một số người cô đã gặp ở trang trại ngựa trước đây. Có sao nói vậy, vòng tròn thiếu gia công tử của bọn họ dáng dấp quả thật rất nổi bật, dễ gây sự chú ý, có người thân cao chân dài, có người lại phong lưu phóng khoáng. Còn có người nói rất nhiều. Ồ, vị khách quý này là ai? Có thể khiến tiểu tông gia của chúng ta gấp đến hoảng lên, nhất định phải tự mình đi đón. Chúng ta đã gặp nhau 2 lần rồi. Người trả lời nhìn cô gái mặc sườn xám một chút, quay người nói với Tông Duệ, cậu còn không giới thiệu một chút sao? Tông Duệ liếc nhìn cô gái đang cúi đầu bên cạnh, nhèo mắt nhìn người đang nói với mình. Anh chưa kịp mở miệng cảnh cáo thì đã có người trong đám người đi tới nói, tôi nhìn ra không phải là cậu ấy không muốn giới thiệu. Là người ta không chịu đúng không? Có ý gì? Cậu đừng nói là vị thiếu gia này của chúng ta bận rộn lâu như vậy. Còn chưa lấy ra được danh phận sao? Làm sao có thể? Chẳng lẽ tiểu tông gia của chúng ta năng lực lại kém như vậy sao? Lẽ đúng không tiểu tông gia? Tông Duệ nhìn đám bạn xấu đang cười đùa đến thất điên bát đảo, đầu lưỡi khẽ chạm vào một bên má nhẹ à ra một tiếng. Ông đây năng lực kém đúng không? Anh chậm rãi cởi đôi găng tay cao su màu đen ra, nhìn xem ông đây hôm nay có thể xử cậu như thế nào. Vừa nói, anh đột nhiên rút phi tiêu từ sau cánh cửa ra, giơ tay ném về phía đám người kia. Mẹ kiếp! Đám thiếu gia nhao nhao né tránh, có người ôm đầu, có người cúi xuống. Phanh một tiếng, phi tiêu đập mạnh vào tấm gỗ trên tường. Hắc, cậu không cao hứng là lại ném đồ như vậy sao? Lần trước là mũi tên, lần này là phi tiêu. Cậu còn lải nhải tiếp, lần sau tôi sẽ dùng phi đao đâm vào mông cậu. Tông Duệ nhìn anh ta, lạnh lùng nói. Vậy cũng rất tốt. Tôi cũng có thể dùng dao để nâng mông lên một chút y mở rộng tầm mắt một chút. Tôi hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt a, thấy không các anh em ơi, cái này gọi là xung quanh giận dữ vì hồng nhan. À, đã thông suốt nha. Tông Duệ dùng ánh mắt trấn áp đám thiếu gia ồn ào kia, một tay cầm lấy cổ tay Thương Vũ, dẫn cô đi về hướng sân thượng. Ngồi một lát đi. Anh lấy bộ trà lần trước ra, đặc biệt chuẩn bị cho cô. Tôi lập tức xong ngay. Thương Vũ gật đầu. Anh đi nhanh đi. Tông Duệ lúc ra ngoài cũng đem cửa ban công đóng lại cho cô. Ngoài cửa, tiếng cười của người đàn ông nhanh chóng dừng lại, thay vào đó là âm thanh ô nhẹ nhàng của máy móc, tiếng kim xăm di chuyển trên da. Thương Vũ đem cửa thủy tinh lặng lẽ kéo ra gần một nửa. Cô chưa bao giờ nhìn thấy cảnh Tông Duệ xăm hình cho người khác, quả thực rất hiếu kỳ, nhưng cũng xấu hổ không dám đi tới xem cùng. Một lúc sau, người trong phòng làm việc của anh lần lượt giải tán. Hẳn là bị một vị nào đó nghiêm mặt cảnh cáo, đám công tử thiếu gia kia không có tiếp tục ba hoa treo gẹo, một cái nối tiếp một cái trực tiếp đi ra ngoài. Người cuối cùng bước ra là người đàn ông xăm hình ngày hôm nay. Chiều cao và hình dáng cơ thể của anh ta gần giống với thợ xăm, kiểu tóc lại hoàn toàn khác biệt, ưỡn ngắn đến gần như chạm vào da đầu, anh ta trông đặc biệt rắn rỏi. Buổi chiều có thể tháo màn bọc ra, đừng che lại. Tông Duệ nói với anh ta, một bên mở tủ lạnh lấy ra một túi chườm đá, giơ tay quăng ra, có thể đi tắm, sẽ ra chút máu, kết vảy đều rất bình thường. Người đàn ông giơ tay đón túi nước đá, cảm ơn huynh đệ. Mùa giải sau tới xem trận đấu đi. Tôi cho cậu một vé. Tông Duệ tùy ý cười, chuyện này sao lại nói đi. Đột nhiên nhớ tới cái gì, anh nhướng mày nói, trước mắt có một vấn đề. Anh đi đến người trước mặt, thấp giọng nói hai câu gì đó. Nghe xong, người đàn ông tới xăm hình quay lại nhìn Thương Vũ trên sân thượng. Chuyện này tôi phải hỏi vợ tôi trước đã. Anh mỉm cười với Tông Duệ, công việc của người ta cũng không phải là chuyện tôi có thể tùy tiện nhúng tay. Hai người nói đùa vài câu rồi giải tán. Thương Vũ nhìn theo bóng lưng của người đàn ông tóc ngắn đang sải bước rời đi, nốt ruồi chu sa giữa hai lông mày của cô chậm rãi nhăn lại. Ai? Cô thu tầm mắt lại, trông thấy Tông Duệ đang đối mặt nghiền ngẫm chăm chú nhìn cô. Anh hất cầm về phía cánh cửa gỗ nơi mọi người đi qua, đẹp trai không? Thương Vũ im lặng liếc nhìn người đàn ông một chút, sau đó tiếp tục cau mày nhớ lại, tôi thấy anh ấy có chút quen quen. Anh ấy là một tay đua xe. Tông Duệ đi đến sân thượng, trước đó rất hot trên mạng, trì thần Viêm Trì. Ai? Thương Vũ nhớ ra, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, vậy anh và anh ấy quen nhau như thế nào? Quen biết khi đi du học. Tông Duệ ngồi xuống, giơ tay xoa xoa bờ vai đau nhức của mình, chúng tôi cùng nhau chơi đua xe. Thương Vũ kinh ngạc, anh còn có thể đua xe sao? Tông Duệ ngắn ngủi khẽ cười một tiếng, em cảm thấy ông cụ ở nhà có thể cho tôi bỏ học để xăm hình được không? Anh bệ vệ rộng mở chân, muốn sống thẳng lưng thì phải tự mình tìm cách kiếm tiền. Thương Vũ im lặng gật đầu. Xem ra sự phản nghịch cũng cần phải có sức lực rất lớn, trả giá cũng rất nhiều. Vừa rồi anh. Thương Vũ chớp mắt nhìn người đàn ông, có phải đang nói với người ta về tôi đúng không? Tông Duệ lông mày giật giật, nhướng mi nhìn cô, cảm giác rất nhạy bén a. Thương Vũ bẹp miệng, anh cùng người ta vụng trộm nói cái gì a? Không có nói xấu em. Nhìn thấy cô gái biểu môi bất mãn, Tông Duệ cà loe phất phơ mà khoanh chân, vụng trộm hay là quang minh chính đại cũng không quan trọng, làm sao tôi có thể bằng lòng nói xấu em được. Thương Vũ hừ một tiếng, cũng không hỏi thêm gì nữa. Đúng rồi, vợ anh ấy, em từng gặp qua gì? Tông Duệ bật ấm nước là đại sư sườn xám ở Cẩm Độ. Thương Vũ kinh ngạc, hả? Là tỷ tỷ ở nhà của bà nội nghe sao? Lúc trước tôi đến nhà họ, chị ấy còn đang học đại học. Thương Vũ xúc động thở dài, có chút cảm khái, chị ấy hiện tại đều đã kết hôn à. Tông Duệ cũng theo giọng điệu của cô mà thở dài một hơi, có phần ghen tị, đúng vậy à, Viêm Trì cũng không lớn hơn tôi mấy tuổi, người ta đều đã có vợ rồi, không giống như tôi. Anh dừng lại, ngước ánh mắt yếu ớt nhìn Thương Vũ, còn không có một phần tên danh phận. Thương Vũ mím môi khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu không để ý tới người đàn ông. Ánh mắt liếc nhìn trên mặt đất. À, suýt nữa quên mất. Cô xoay người cúi xuống nhặt chiếc túi ở chân bàn lên. Cho anh. Trông thấy túi giấy liền biết là cái gì. Tông Duệ nhướng mày, đưa tay mở túi ra. Lấy ra một tách cà phê đá. Thương Vũ ai nha ra một tiếng, đều có chút tan đá rồi. Tông Duệ nhìn ly cà phê đá, khóe môi cong lên, em không phải không uống cà phê đá sao? Anh nghiêng đầu nhìn cô gái, đặc biệt mua cho tôi sao? Thương Vũ xấu hổ mím môi hỏi, anh có phải thường uống loại này hay không? Tông Duệ nhét ống vào, nhấp một ngụm, không phải. Anh lại nâng chiếc cốc lên, nhìn cái ly có chút dò xét rồi chật lưỡi nói, cái này ngon hơn nhiều so với cái tôi tự mua. Lại tới. Thương Vũ quay đầu không nói gì, khóe miệng lại khống chế không nổi mà dương lên. Dư quan khóe mắt bắt gặp hình ảnh phản chiếu của người đàn ông trên bàn trà bằng kính, cũng là một dáng xương gò má giống như muốn nâng lên trời. Hạt cà phê mới ở đây thật sự rất ngon. Tông Duệ khuấy khối đá đang chìm xuống đáy, sau đó đưa ống hút đưa đến môi cô gái, thử nếm xem. Thương Vũ vô thức rụt cổ lại, lắc đầu. Người đàn ông rút tay lại. Em không uống đá, hay là không thích cà phê? Thương Vũ nhăn mũi, tôi cảm thấy có chút đắng, nhưng thêm sữa thêm đường lại có chút béo. Cô nghiêng đầu, thật ra tôi rất muốn uống chút cà phê. Uống trà bây giờ đối với việc nâng cao tinh thần của tôi không có tác dụng gì. Người đàn ông búng ngón tay, đứng dậy bước ra ngoài, chờ một chút. Nước sôi phát ra tiếng kêu ùn ụt. Thương Vũ đặt chiếc ấm xuống, do dự một lát rồi đứng dậy, cũng không pha trà mà đi theo anh ra ngoài. Bên cạnh bàn làm việc, Tông Duệ đang đổ hạt cà phê vào máy pha cà phê, một tay tháo vít loa ra. tiếng máy xay cà phê ác đi tiếng nhạc, giọng người đàn ông ác đi tiếng ồn ào, có thể uống đá được không? Thương Vũ gật đầu, có thể. Nhìn thấy người đàn ông khéo léo chiếc chất lỏng rồi cầm lấy chiếc cốc, Thương Vũ nghĩ ngay đến tiệm hoa cùng quán cà phê trên đường Đông Nghi Y, dường như dù đất đai có đắt đến mấy thì việc mở quán cũng không phải chỉ để vui chơi. Hình xăm, đua xe, mở cửa hàng. Dù không có hào quang của người giàu nhất trên đầu, anh cũng có thể sống một cuộc sống rất mãn nguyện. Giống như anh mong muốn cô, sống một cuộc sống tự do và rực rỡ. Trong khi đầu óc còn đang lang thang, một tách cà phê đã pha sẵn được đặt trước mặt cô, khác với những gì cô thường thấy, phần trên cốc có màu cà phê sẫm, phần dưới có màu cam nhạt với những bong bóng nhỏ. Ngoài ra còn có một lát bưởi dán trên mép cốc. Tông Duệ nâng cầm hướng về phía cô gái, thử xem. Thương Vũ nhìn người đàn ông, bản tính bán nghi đưa ống hút vào miệng. Hai mắt lập tức sáng lên. Uống rất ngon. Cô nâng cốc lên nhìn, ngoài cà phê ra, anh còn cho vào cái gì vậy? Soda bưởi, nước chanh, lá húng quế. Tông Duệ đáp, thế nào? Ngon miệng không? Thương Vũ gật đầu liên tục, cầm cốc lên uống một ngụm thật sâu. Siêu ngon. Cô chủ động đưa cà phê đến bên miệng người đàn ông, ánh mắt sáng ngời, anh có muốn nếm thử không? Tông Duệ ánh mắt lóe lên, trong lúc nhất thời không nhúc nhích, chỉ bình tĩnh chăm chú nhìn cô gái. Đây dường như là lần đầu tiên cô thể hiện cảm xúc của mình một cách rõ ràng và mãnh liệt trước mặt anh. Cho dù là ý cười trên đuôi lông mày hay là nốt chu sa đỏ ở sơn căng, đều có một loại tươi mát không cố kỵ. Chậm rãi chớp mắt, Tông Duệ vẫn không uống cà phê, chỉ đưa tay lau mấy lát bưởi nhỏ trên môi cô gái. Nếu em thích, vậy về sau. Từng hơi thở của em, từng hành động của em, từng mối ràng buộc mà em phá vỡ, rồi từng bước em đi. Anh sẽ dõi theo em. Một bài hát tiếng Anh của từ loa bên trong truyền tới, giai điệu nhẹ nhàng cùng ca từ dịu dàng, rất không đúng lúc ngắt lời người đàn ông, lại có vẻ như càng đúng lúc, thay anh mở lời. Ồ, em không thấy sao? Em vẫn chưa hiểu sao? Em thuộc về anh. Em thuộc về anh. Bài hát Every Breath You Take của The Police. Trong giai điệu bài hát bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, trái tim Thương Vũ lỡ mất hai nhịp. Cô chợt nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Tông Duệ ở đây, anh đứng dưới ánh đèn, quay lưng về phía cô, cả người như một ảo ảnh bí ẩn không thể chạm tới. Bây giờ, cô rõ ràng đang chăm chú nhìn vào mắt anh, nhưng cô dường như nhìn thấy được càng nhiều ảo mộng kiều diễm hơn, vì là phong cảnh anh đã mang đến cho cô mà cô trước đây chưa từng nhìn thấy. Đó cũng chính là cái về sau mà vừa rồi anh chưa kịp nói hết. Tô. Có tiếng động vang lên từ bên ngoài cánh cửa gỗ không đóng lại. Thương Vũ bị giọng nói đột ngột này dọa sợ mà run rẩy một chút. 8 phần cà phê trong tay rung lắc một chút, chất lỏng đổ ra. Tiểu Tông gia y thành mậu 2-3 bước chạy tới, hét lớn đến mức làm gián đoạn khung cảnh hữu tình trên lầu cũng làm xáo trộn bầu không khí mập mờ bên trong. Nhìn thấy trong phòng có người, anh ta lập tức ngậm miệng bình ổn lại. Không có chuyện gì. Tông Duệ nhẫn nại nhắm mắt lại, đôi chân dài sải bước về phía cửa. Không phải, tôi không biết. Y thành mậu còn chưa kịp nói xong đã bị người đàn ông đẩy ra ngoài. Sau khi đóng sầm cửa lại, Tông Duệ quay đầu, nhìn thấy cô gái vẫn như cũ cầm ly nước bị đổ, giọt nước tí tách trượt trên tay cô. Cô quay đầu tìm thứ gì đó để lau, vẻ mặt có chút bối rối. Nhìn thấy người đàn ông quay lại, Thương Vũ chớp mắt có chút mất tự nhiên. Sớm biết anh không uống, tôi đã... Ai nói tôi không uống? Người đàn ông nặng nề mở miệng, nhận lấy cốc cà phê từ tay cô gái. Khoảnh khắc tiếp theo, anh đột nhiên đặt chiếc cốc xuống, nắm lấy bàn tay ướt sũng của cô gái. Đôi môi mềm mại nóng bỏng của người đàn ông nhanh chóng mút lấy khe hở giữa mu bàn tay và các ngón tay của cô. Trong đầu Thương Vũ nổ tung một tiếng, toàn thân giống như bị điện giật tê dại. Cô ngơ ngác nhìn Tông Duệ chậm rãi ngẩng đầu lên, môi anh cũng nhuộm cùng màu sắc với tay cô. Nếu em thích nó. Anh thấp giọng hoàn thành những lời còn dang dở, về sau mỗi ngày đều sẽ làm cho em. Chương 22, Hội Kiếm Sĩ. Cà phê đá. Cảm giác mát lạnh ẩm ướt lan tỏa khắp các ngón tay cùng cổ tay. Nhưng Thương Vũ lại cảm thấy tay mình nóng quá. Mặt và tai cũng vậy. Cô giống như sắp quen. Quay đầu tránh nhìn vào ánh mắt quá trực tiếp của người đàn ông quá phận trước mặt, cánh tay Thương Vũ dùng sức đánh mạnh vào tay anh lại đùa nghịch. Đừng cử động. Cánh tay còn chưa kịp rút lại đã bị người đàn ông kéo về phía trước. Tông Duệ từ dưới mặt bàn rút ra một tờ giấy, ngước đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô. Lưu manh lau nó cho em. Cũng tự biết rất rõ ràng cô sẽ mắng anh như thế nào. Nhìn ngón tay của người đàn ông dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau tay cô, rất giống cảm giác ẩm ướt ấm áp mà vừa rồi môi anh vừa mút qua. Lông mi Thương Vũ run rẩy, vội vàng chộp lấy vật trong tay người đàn ông. Tôi tự mình làm. Bầu không khí xung quanh anh quá mập mờ, cô vội lách qua người đàn ông bước về phía sân thượng. Không quên lấy cà phê trên bàn, nó thực sự rất ngon. Sau lưng, người đàn ông thấp giọng cười khẽ, mang theo sự cưng chiều cùng bất đắc dĩ. Em có mang theo bản vẽ phác thảo của tôi không? À, có mang tới. Thương Vũ lúc này mới nhớ tới hôm nay mình đến đây để làm gì. Cô mở túi lấy tờ giấy trong ngăn ra, đây. Tông Duệ nhận lấy, nhìn mấy giây, mày rậm khẽ nhíu lại. Tôi sửa lại một chút. Sửa xong sẽ cho em xem. Được. Người đàn ông nói làm liền lập tức làm, cầm lấy giấy bút, ngồi lên ghế ở quầy bar rồi bắt đầu vẽ. Nắng chiều chiếu vào từ cửa sổ, chiếu những đốm sáng lên mặt bàn, in rõ nét mặt người đàn ông. Lúc anh hoàn toàn chăm chú làm việc, hóa ra là như vậy, đường nét, hình dáng trên gương mặt càng trở nên sắc bén hơn, đôi mắt chuyên chú cùng sống mũi cao thẳng, khi nhìn thoáng qua đều có loại khí chất lãnh đạm áp bách cực mạnh. Cùng với lúc tán tỉnh cô vừa rồi hoàn toàn là hai dáng vẻ khác nhau. Cắn ống hút nhìn chằm chằm gương mặt kia mấy giây, Thương Vũ chợt nhớ tới một câu. Đàn ông chăm chỉ làm việc là có mị lực nhất. Khi sợi tóc gãy trên trán trượt xuống lần thứ hai, Tông Duệ không kiên nhẫn lắc đầu. Giúp tôi buộc chặt tóc một chút. Thương Vũ chậm rãi ồ ra một tiếng, đặt cốc cà phê rỗng xuống rồi bước tới đứng cạnh Tông Duệ. Anh đang ngồi còn cô thì đứng, chênh lệch chiều cao không lớn, nhưng Thương Vũ phải duỗi tay ra mới có thể chạm tới đỉnh đầu của người đàn ông. Phần trên của mái tóc không dài cũng không ngắn kia của anh được buộc bằng dây buộc, hiện tại có chút lơi lỏng. Thương Vũ nhẹ nhàng cởi dây buộc tóc màu đen, đưa đầu ngón tay vào trong mái tóc đen, đột nhiên tay cô dừng lại. Vô thức nhìn cánh tay nằm dưới chiếc áo không tay của người đàn ông, trong lòng cô bỗng xuất hiện ý nghĩ kỳ lạ, tại sao người đàn ông này toàn thân trên dưới đều cứng rắn, mái tóc lại mềm như vậy? Chất tóc còn rất tốt. Sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, bồng bềnh mềm mại, ngón tay khẽ lướt qua cũng rất mượt mà không hề bị cản trở. Cảm giác rất dễ chịu. Thương Vũ vén phần tóc phía trên của người đàn ông lên, khi buộc dây buộc tóc vào, khóe miệng cô cong lên, bàn tay khẽ xoắn thêm nửa vòng nữa, liền cột ra một quả bóng tròn nhỏ trên đầu. Khi cánh tay rơi xuống, cô nhịn không được mà giật giật quả bóng nhỏ bồng bềnh mềm mại kia. Lại chạm đến phần đuôi tóc nằm rải rác một bên gáy. Em đang chơi đùa với chó con sao? Người đàn ông trước mặt đột nhiên lên tiếng, giọng điệu lười biếng pha chút đùa cợt. Đặt cây bút trong tay xuống, Tông Duệ chống bàn, quay người đối diện với cô gái. Anh nâng cầm hướng về phía cô, thoải mái không? Đến đây, tiếp tục sa. Người đàn ông cúi đầu, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cô gái. Đừng chạm vào tai là được. Tai Thương Vũ dẫn đầu đỏ lên. Lách mình trốn đến một bên khác của quầy bar, nhặt chiếc cốc chỉ còn đá viên trong đó lên như muốn che đậy sự ngượng ngùng. Nhìn thấy Tông Duệ giơ tay sờ bóng sau gáy, bên môi hăng hái cong lên ý cười, cô nhanh chóng ngắt lời, anh luôn để tóc dài một nửa như thế này sao? Để mấy năm. Người đàn ông xoay người, cầm bút lên tiếp tục sửa bản thảo, trước đó cạo sạch, sau này lại lười cắt. Tại sao lại cạo sạch? Thương Vũ có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ lại, gương mặt này coi như dù có để đầu trọc, đoán chừng cũng giống như hiện tại, mức độ đẹp trai rất dễ nhận biết. Mẹ tôi trị bệnh bằng hóa chất, tóc rụng rất nhiều. Tông Duệ ngắn gọn nói, tôi và bố tôi liền cạo sạch. Ánh mắt Thương Vũ tràn ngập vẻ xúc động, đang muốn mở miệng nói thêm gì đó thì người đàn ông chậm rãi nhướng mi lên nhìn cô, sao vậy, muốn nhìn tôi tóc ngắn trông như thế nào sao? Thương Vũ há hốc mồm, không có phát ra âm thanh. Không muốn hào phóng thừa nhận, lại không có cách nào làm trái với lương tâm mà nói không. Tông Duệ hiểu ý cười, một tay cầm lấy máy tính bảng, mở khóa, bấm vài cái rồi đưa cho cô gái. Cúi đầu trông thấy ảnh chụp, Thương Vũ nhất thời sửng sốt. Người đàn ông này chắc chắn là cố ý để bức hình này lên trên cùng cho cô xem. Trên bãi biển đầy nắng, người đàn ông một tay dựng tấm ván lướt sóng, mái tóc ướt sũng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đen y trong cảnh đó, anh để trần nửa người trên, làn da đều bị phơi ra màu lúa mì. Điểm nhấn cùng với màu da chính là đường cong cơ bắp kia y bờ vai rộng và vòng eo hẹp, trông giống như người mẫu trong một bộ phim bom tấn. Rời mắt khỏi cơ bụng thẳng tắp một hàng kia, Thương Vũ mím môi, dùng đầu ngón tay vuốt màn hình. chỉ có một vài bức ảnh, chắc hẳn là từ những năm gần đây. Có những bức ảnh anh ấy với mái tóc dài một nửa buộc lại phía sau, mặc vest tham gia tiệc rượu, cũng có những bức ảnh anh ấy với mái tóc ngắn, đeo một chiếc khuyên tai màu đen, tư thế đang nhảy lên ném bóng rổ, còn có ảnh anh cạo sạch tóc, lại nhếch miệng cười, một tay ôm lấy người phụ nữ đội mũ trên giường bệnh. Nhìn khuôn mặt ốm yếu của mẹ anh, lại nhớ đến vẻ đẹp lộng lẫy vô song của bà khi còn trẻ, Thương Vũ có chút khó chịu nhắm mắt lại. Xem xong rồi sao? Tông Duệ lên tiếng hỏi, anh không ngẩng đầu, tay cầm bút chì ở trên giấy vang lên tiếng xào xạc. Tôi hiện tại đẹp hơn hay là tóc ngắn đẹp hơn? Thương Vũ mím môi, nhất thời không trả lời được. Cô thực sự không thể phân biệt được người đàn ông này tóc dài quý phái hay tóc ngắn khí khái hào hùng cái nào đẹp hơn, anh đẹp trai theo những cách khác nhau. Còn có loại dáng vẻ càng thô lại càng hấp dẫn. Anh ấy có một bức ảnh chụp anh ấy đi bộ đường dài trên sa mạc. Rõ ràng là dáng vẻ lôi tha lôi thôi đầy bụi đất, nhưng toàn thân trên dưới đều có loại hóc môn hoang dã nguyên thủy lôi cuốn. Chật, khó chọn như vậy sao? Tông Duệ chật lưỡi, đặt bút xuống nhìn cô gái, vậy để tôi dạy cho em một chiêu nhé. Thương Vũ chớp mắt mấy cái, hả? Người đàn ông cười lưu manh nâng cầm nhìn cô, đem tôi về nhà ở cùng một chỗ, về sau muốn dài muốn ngắn, còn không phải sẽ tùy theo ý thích của em sao? Biết ngay chính là dáng vẻ này. Thương Vũ bẹp miệng, nhỏ giọng phản bác, ai nói tôi thích? Tông Duệ đưa tay, không nhanh không chậm giật giật búi tóc sau đầu, vừa rồi là ai vuốt ve không ngừng? Thương Vũ liếc nhìn người đàn ông, mỉm môi không nói gì. Tông Duệ mở rộng đôi chân dài ra, lười biếng cử động cổ. Suy nghĩ kỹ một chút đi. Không có nhiều đàn ông chiều chuộng bạn gái như tôi đâu. Anh lắc đầu, đừng nói là cho em sờ, mỗi ngày đều để cho em làm. Thương Vũ vội ngắt lời, đóng máy tính bảng lại, không xem nữa. Người đàn ông đẩy bản thảo đã vẽ trước mặt cô. Vậy thì nhìn cái này. Thương Vũ cầm lên, phát hiện người đàn ông vừa rồi không phải sửa lại bức tranh mà là vẽ một bức mới ở mặt sau. Vẫn là đàn tỳ bà cùng dây cung Thương Vũ không thể tách rời, nhưng phong cách đã thay đổi rất nhiều so với phong cách thủy mặc Trung Quốc ban đầu, bức tranh mới có ít đường nét hơn cũng đơn giản và trang nhã hơn. Cái này cũng thật đẹp mắt. Thương Vũ nghiêng đầu hỏi người đàn ông, tại sao đột nhiên lại muốn thay đổi thành như vậy? Tông Duệ bấm vào hình vẽ ban đầu, bức tranh này có chút phức tạp, rất nhiều chỗ như bóng dây, cần phải tạo thành sương mù, sẽ lâu hơn rất nhiều, sẽ có nhiều vết thương hơn. Anh dừng lại, nghiêm túc nhìn cô gái, tôi sợ em đau. Đêm đó khi cô nói muốn đến studio lần nữa, anh nhận ra rằng mong muốn xăm hình của cô có lẽ không chỉ là ý thích bất chợt. Động lòng trước cô gái nhưng vẫn không nhịn được việc thương hoa tiếc ngọc. Tôi vẫn thích bức tranh ban đầu. Thương Vũ lật bản thảo sang hình vẽ thủy mặc rồi hỏi người đàn ông, có chỗ nào xăm hình không đau không? Tông Duệ khẽ liếm vào răng, thấp giọng cười khẽ. Đưa ánh mắt dò xét nhìn cánh tay nhỏ nhắn mềm mại của cô gái, anh lộ ra vẻ có chút khó xử nói, nếu không, xăm trên người đàn ông của em đi. Anh giơ tay sờ ngực mình, em một chút cũng không thấy đau chút nào, muốn nhìn còn có thể tùy ý mở ra nhìn. Thương Vũ bất mãn dựng thẳng lông mày. Nói chuyện nghiêm chỉnh một chút. Tông Duệ không nói gì lắc đầu, lập tức nghiêm mặt, không đau, nhưng cần bớt lộ liễu đi, đúng không? Thương Vũ gật đầu. Anh vẫn nhớ những lời cô nói trước đây. Tông Duệ không nói gì, sau khi đứng dậy lùi lại hai bước, chậm rãi đút một tay vào túi, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô gái. So với những cô gái nóng bỏng mặc quần đùi áo lửng ở nước ngoài, trang phục của cô khá bảo thủ, về cơ bản là sườn xám, và áo toàn bộ đều dài đến bắp chân, thậm chí dài đến mu bàn chân, ngoại trừ hai cánh tay trắng nõn giống như ngó sen, từ cổ đến chân đều che phủ chặt chẽ. Cũng không thể che đi những đường cong tinh tế trước sau cùng sự quyến rũ tao nhã bên trong. Chỉ đến khi nhìn thấy cô mặc sườn xám cúi đầu xuống đàn hát, Tông Duệ mới tin rằng, trang phục này càng không lộ nhiều lại càng gợi cảm. Ánh mắt nhìn xuống vạt áo ren đung đưa của cô gái, mi tâm của người đàn ông khẽ chuyển động. Mắt cá chân. Thương Vũ không nghe rõ, cái gì? Chân. Người đàn ông trầm thấp lặp lại một lần, xăm ở phía ngoài xương mắt cá chân của em sẽ thoải mái hơn xăm ở cổ chân. Anh nhìn đôi giày nhung đế bằng nhỏ của cô, nhướng mày, sao hôm nay em lại đi đôi giày này? Nếu không muốn lộ hình xăm, có thể đi tất trắng giống như bình thường. Thương Vũ coi chân có chút mất tự nhiên. Cô thực sự hiếm khi đi tất ngắn vạt hoa như hôm nay. Sao anh lại còn chú ý tới tất chân mà bình thường cô hay mang a? Nhìn thấy cô gái cúi đầu nhìn chằm chằm mu bàn chân không nói lời nào, Tông Duệ giơ tay chạm vào hình xăm của mình, khàn giọng, nếu em không hài lòng với vị trí này, cũng không phải là không có nơi nào khác. Thương Vũ ngẩng đầu nhìn người đàn ông, bắt gặp dáng vẻ khó xử trên gương mặt anh, vấn đề là mối quan hệ này của chúng ta. Xăm ở vị trí kia rất không phù hợp, hiểu không? Thương Vũ không muốn hiểu, cũng không muốn nghĩ xem vị trí kia rốt cuộc là ở chỗ nào. Cô cúi xuống nhấc mép tất lên, sờ sờ bắp chân, vậy xăm chỗ này đi, rất tốt. Thấy cô gái thật sự muốn thử, Tông Duệ liếm môi, ai? Muốn xăm hình, đây là việc cả đời. Anh cảm thấy cần phải nhắc nhở một lần nữa, đừng nghĩ rằng không muốn thì có thể tẩy sạch. Tẩy hình xăm cũng có thể tẩy được, nhưng sẽ đau đớn hơn rất nhiều, không cẩn thận còn hủy da. Em đã nghĩ đến chuyện đó chưa? Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông, Thương Vũ giật giật lông mi, do dự một lát. Nếu không, trước tiên tôi xăm cái không châm thử một chút. Tông Duệ à một tiếng, có chút kinh ngạc, em còn biết không châm sao? Tôi nhìn thấy nó trên mạng. Thương Vũ nhỏ giọng nói, hình xăm đó không phải sẽ bong ra sau 1-2 tháng sau. Tôi sẽ thử trước, có thể không? Tông Duệ nhìn chằm chằm cô gái này 2 giây, sau đó hơi nhướng mày, được. Anh vung chân đi về phía bàn làm việc. Đến đây. Người đàn ông đáp ứng quá sảng khoái, Thương Vũ hoảng hốt chớp mắt một cái, mới đứng dậy đi theo sau. Căn phòng vẽ ở cuối phòng làm việc vẫn trông giống như lần trước cô nhìn thấy, nhưng có hơi khác một chút. Trên tấm gỗ có thêm 2 trang bản thảo, chiếc bàn khổng lồ chứa đầy dụng cụ xăm hình. Chiếc máy xăm màu đen tuyền trông giống như một khẩu súng lục hạng nặng. Ngoài những chiếc kim xăm được cố định trên máy còn có rất nhiều chiếc kim có chiều dài và độ dày khác nhau được đặt bên cạnh, có một số thì mỏng hơn đầu bút một chút. Thương Vũ nhìn cây kim dày như xiên chiên, vô thức nuốt nước bọt, sợ hãi lùi lại nửa bước. Người đàn ông một mực không nói chuyện, đưa lưng về phía cô, thuần thục loay hoay với các dụng cụ, lau chùi khử trùng. Sau khi chuẩn bị xong, anh lấy ra một đôi găng tay đen mới rồi từ từ đeo vào tay. Lớp cao su mỏng căng ra quấn chặt từng tấc da trên bàn tay người đàn ông, in rõ hình dáng các mép cùng khớp ngón tay. Những ngón tay mảnh khảnh của anh trông càng dài hơn, khi chúng hơi cong lại, lại có một cảm giác mạnh mẽ, nguy hiểm. Nghĩ tới bàn tay này sắp nắm lấy mắt cá chân của mình, lưng Thương Vũ lập tức tê dại. Ba một tiếng, miếng keo dán da màu đen phát ra âm thanh nhẹ nhàng trên cổ tay người đàn ông. Anh ở bên cạnh liếc nhìn cô. Cởi ra đi. Chương 23, tình yêu sẽ đến. Cởi ra đi. Người đàn ông thì thầm 2 chữ, trái tim Thương Vũ nhảy lên 2 lần. Dù biết ý anh là gì nhưng mặt cô vẫn không ngừng nóng lên. Khụ. Người đàn ông cố ý hắng giọng, khẽ cười, ý tôi là, cởi giày và tất ra. Nghĩ gì thế? Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy trêu chọc, tôi là đang đứng đắn xăm hình, em kiềm chế một chút đi. Thực sẽ trả đũa. Thương Vũ trừng mắt nhìn người đàn ông, chỉ vào chiếc giường hình xăm cạnh tường, ở đó sao? Thương Vũ đi tới, nhẹ nhàng nâng vạt sau sườn xám lên, cẩn thận từng ly từng tí ngồi lên mép da đen ghi đùi lập tức duỗi thẳng, mũi giày nhung hướng xuống dưới, chân cô đều không chạm tới đất. Một tay nắm lấy tay vịn, nghiêng người tháo dây giày, trong lòng Thương Vũ dâng lên một loại cảm giác thẹn thùng xấu hổ. Cô nhớ tới bà nội đã từng nói với cô, ngày xưa bàn chân của con gái rất quý giá, đôi chân nhỏ bé mịn màng cũng chỉ có tiên sinh nhà mình mới thể nhìn. Chiếc tất ngắn dệt hoa hồng chậm rãi từ mu bàn chân rơi xuống, Thương Vũ cắn môi dưới, ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh bàn. Bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng rụt rè của cô gái, ánh mắt Tông Duệ giật nảy lên. Anh chợt cảm thấy mình đã nói quá sớm. Có vẻ như người cần kiềm chế không phải là người ta. Nhìn thấy đôi bắp chân dưới gấu váy lơ lửng trong không trung, người đàn ông cọ sát những đầu ngón tay đeo găng vào nhau, nhẹ giọng nói, điều chỉnh chỗ ngồi thấp xuống một chút đi. Ồ, Thương Vũ quay đầu nhìn về phía dưới tay vịn, tự nhủ, cái này làm như thế nào? Để tôi. Tông Duệ trầm giọng nói, cởi găng tay đi về phía giường xăm. Đứng trước mặt cô gái, lần đầu tiên anh cảm thấy đạo đức nghề nghiệp của mình đang nhận lấy sự khiêu chiến. Chiếc giường xăm này cũng là giường. Không có người đàn ông nào có thể không loạn khi nhìn thấy cô gái mình thích trên giường. Huống chi. Tại sao bây giờ anh mới nhận ra giờ hôm nay cô ăn mặc đặc biệt xinh đẹp? Vẫn là sườn xám, toàn thân màu trắng gạo, viền xanh sapphire, những đường kim tuyến mỏng ánh bạc viền những bông hoa sẫm màu, hòa quyện với khung cảnh mùa xuân ngoài cửa sổ mang đến cho người phụ nữ dáng vẻ dịu dàng nhất. Cũng không biết là do kiểu dáng hay tư thế ngồi mà kiểu váy này dường như có cảm giác ôm sát hơn người một chút, cánh tay dưới ống tay áo có cảm giác sáng bóng mịn màng, trước ngực lại càng căng phồng lên. Liếm mép môi, nhìn đi nơi khác, Tông Duệ thấp giọng nói, ở bên cạnh chỗ này. Vừa nói, người đàn ông vừa cầm tay vịn, dùng thân hình cao lớn của mình ấn xuống. Khuôn mặt tuấn tú lập thể sắc nét đột nhiên phóng to trước mắt, Thương Vũ hô hấp cứng lại. Ở gần như vậy, cô nhận ra lông mi của anh cũng rất dài, hàng mi dài rủ xuống chậm rãi nhấc lên, đôi mắt màu hổ phách của anh chạm vào mắt cô. Thương Vũ trên mặt càng nóng, thấp giọng thúc giục, anh nhanh lên. Cô không hề biết rằng câu nói này ở trong bầu không khí mơ hồ này, đối với đàn ông lại có ý nghĩa khác. Tông Duệ lông mày giật giật, lại nhíu mày. Bị kẹt rồi. Vừa nói, anh vừa dùng lực trên tay, khung giường xăm hình phát ra tiếng cạch cạch. Khoảnh khắc tiếp theo, cô gái trước mặt anh thấp giọng hô lên một tiếng, cả người nghiêng theo ván giường đột ngột trượt xuống. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Thương Vũ vô thức nắm lấy chỗ dựa gần nhất y eo của người đàn ông. Cả hai đều giật mình. Tim đập nhanh, Thương Vũ run rẩy mi mắt khẽ ngước lên, y chỉ có thể nhìn thấy hầu kết nam tính nhô lên đặc biệt rõ ràng. Ngay lúc này nó đang nặng nề trượt xuống. Lồng ngực trước mặt rung ra một tiếng cười trầm thấp, giọng nói của người đàn ông có chút khàn khàn, sao lại chui vào lòng tôi rồi? Chỗ ngồi quá trơn. Thương Vũ quẩn bách nhắm chặt mắt. Một cánh tay khỏe mạnh ôm lấy phần lưng dưới của cô, Tông Duệ ôm cô nâng lên. Cô lập tức có thể nhìn thấy hai con ngươi màu hổ phách của anh một lần nữa. Chính là đang nghiền ngẫm thật sâu mà nhìn cô. Tôi thấy là do em quá trơn. Thương Vũ càng quẩn bách, một tay khẽ đẩy Tông Duệ, anh. Người đàn ông đáp lại yêu cầu của cô, cơ thể cường tráng của anh đứng thẳng lên cùng với cô. Anh trực tiếp bế cô lên khỏi giường xăm. Thương Vũ sửng sốt, đôi chân trần cuộn tròn lại. Anh làm gì à? Đổi chỗ. Tông Duệ thấp giọng nói, một tay nhấc lên người trơn bóng mềm mại trong lòng nâng lên ước lượng. Ôm chặt. Người đàn ông vòng tay qua chân cô, bế cô đứng thẳng như một đứa trẻ. Trái tim của Thương Vũ như lơ lửng trong không trung, đập mạnh đến mức nghẹt thở. Cô thì thào kháng cự, không. Dư quang khóe mắt của Tông Duệ nhìn qua, thoáng thấy một cái tai đỏ tươi. Anh nhếch lên khóe môi, đột nhiên cúi người xoay một cái. À! Thương Vũ hét lên một tiếng, nhanh chóng dùng hai tay ôm lấy vai người đàn ông. Tông Duệ sửng sốt. Rất khó để nói có phải là do ôn hương nhuyễn ngọc trong vòng tay khiến tâm trí anh hỗn loạn, hay là tiếng kêu mềm mại quyến rũ bên tai càng kích thích thần kinh của anh hơn. Nhắm mắt lại đè ép thái dương đang không ngừng nhảy lên, anh ôm chặt cô gái, tiếp tục cong người, tay còn lại nhặt đôi giày đế bệt mà cô đã cởi ra bên cạnh giường. Lúc đứng dậy, lại bị cô gái sườn xám trơn tuột ôm vào lòng. Thương Vũ cảm thấy mình được nâng lên, sau đó ngã vào vòng tay của người đàn ông một cách chắc chắn hơn. Chậm rãi buông ra những ngón tay đang siết chặt vai anh, đầu răng nhọn của cô càng cắm sâu vào cánh môi. Có chút kỳ quái. Thương Vũ thầm nghĩ. Bản năng sinh học là sợ hãi trước những người có hình thể cao lớn hơn mình. Trước đây, có vài vận động viên nam của đội bơi lội cấp tỉnh trong trường đại học luôn muốn trò chuyện với cô, nhưng Thương Vũ luôn tránh mặt họ. Nhưng đối mặt với Tông Duệ ở người không hề nhỏ hơn những vận động viên đó, cô chưa bao giờ có cảm giác khủng hoảng hay khó chịu. Ngược lại, mỗi khi cô được anh ôm chặt trong vòng tay, cảm nhận được hormone cùng sức mạnh nóng bỏng của anh, cô lại có cảm giác an toàn rằng mình được bao bọc, nâng đỡ và bảo vệ. Người trong ngực anh không hề lên tiếng cũng không cử động, cuộn tròn trên ngực anh như một con mèo con, đôi chân của Tông Duệ vô thức chậm lại, trong nháy mắt đi đến bên cửa sổ. Anh đặt người lên chiếc ghế sofa đơn dưới cửa sổ. Ngồi ở đây đi. Thoải mái hơn một chút. Không có cách nào, eo cô mềm mại đến mức tưởng chừng như có thể bóp gãy chỉ bằng một cú véo, ngay cả chiếc giường hình xăm cứng lạnh cũng có cảm giác như anh đang khiến cô chịu ủy khuất. Thương Vũ điều chỉnh tư thế ngồi, nép mình vào ghế sofa, sau đó cầm chiếc đệm phía sau đặt lên đùi, đè xuống vạt váy sườn xám có thể chạy loạn. Tông Duệ cũng cầm dụng cụ xăm hình quay trở lại. Nhìn thấy người đàn ông cao lớn cúi đầu ngồi trên chiếc ghế nhỏ, Thương Vũ mới ý thức được rằng thoải mái hơn mà anh vừa nói, người dễ chịu nhất chỉ có cô. Cô mím môi nói, anh như vậy cổ sẽ khó chịu phải không? Sáng nay anh ấy vừa mới xăm một hình xăm trên cổ, có lẽ anh ấy đã xăm hình đó trong vài giờ liền. Vừa rồi khi anh đang vẽ, cô phát hiện anh liên tục cử động bả vai. Động tác đeo găng tay của Tông Duệ dừng lại, sao vậy, bây giờ bắt đầu đau lòng cho tôi rồi à? Anh cà lơ phất phơ lắc lắc cổ, nếu không thì em xoa xoa cho tôi một chút đi. Cô cảm thấy câu hỏi của mình thật dư thừa. Đeo lại găng tay đen, Tông Duệ ngồi về phía trước, dùng một tay nhẹ nhàng kéo bàn chân phải không mang giày của cô gái đặt lên đùi mình. Cái tư thế này có chút vi diệu, mũi chân của Thương Vũ hướng về đôi chân dài đang dang rộng của người đàn ông. Cơ bắp đùi của anh giãn ra, chất liệu quần hoàn toàn bị kéo căng, kéo dài các nếp gấp. Thương Vũ chớp mắt nhìn đi nơi khác, ngón chân vô thức cử động. Chân của cô rất đẹp, ý ấn tượng đầu tiên của Tông Duệ là như thế, nếu cô xăm trên đôi chân như vậy, có lẽ sẽ tạo ra cảm giác như một tác phẩm nghệ thuật. Mu bàn chân tinh tế cùng gót chân tạo thành một đường cong tinh tế, mu bàn chân trắng nõn, gót chân sáng bóng, các ngón chân được cắt tỉa gọn gàng đang phát sáng một chút màu phấn hồng nho nhỏ. Chân con gái đều nhỏ như vậy sao? Anh thậm chí có thể cầm gọn chỉ bằng một tay. Mềm mại không xương đến mức nó có thể dễ dàng khơi dậy tính chiếm hữu của một người đàn ông, thậm chí là mong muốn phá hủy. Tông Duệ dùng đầu lưỡi ấn mạnh vào thịt má, ngăn chặn xúc động muốn vò nát bàn chân trong lòng bàn tay mình. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, ấn ngón cái vào xương cổ tay cô bên trên. Bắt đầu nhé. Lời còn chưa dứt, ngón chân cái hồng hồng của cô gái lại cuộn tròn một chút. Bàn tay của Tông Duệ dùng lực nặng hơn một chút, những ngón tay của anh hoàn toàn quấn chặt mắt cá chân của cô. Đau cũng đừng kêu. Thương Vũ sửng sốt một chút, hả? Người đàn ông nhướng mi, nhìn thẳng vào cô, trầm giọng nói, tôi sẽ chịu không nổi. Sau khi sửng sốt một giây, mặt Thương Vũ đột nhiên đỏ bừng. Không đợi cô phản ứng, máy xăm khởi động phát ra âm thanh, ô nhẹ nhàng. Sợ thì nhắm mắt lại. Cô nhanh chóng nhắm mắt lại, nghiêng đầu nín thở. Những ngón tay siết chặt vào mép ghế sofa, nhưng cơn đau bất ngờ không hề ập đến. Một cơn ngứa ướt rơi xuống mắt cá chân của cô. Âm thanh máy móc ồ cũng dừng lại. Hàng mi khép kín của Thương Vũ rung lên hai lần, cô mở mắt ra. Người đàn ông cầm một chiếc bút lông mảnh rồi vẽ một đường màu đen phía trên mắt cá chân cô bằng đầu bút cực mảnh. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô gái, Tông Duệ bình tĩnh nói, em không thể xăm không châm. Tại sao? Ngoài miệng truy hỏi, nhưng trong lòng Thương Vũ lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như cô chưa sẵn sàng để khắc hoa văn vào người mình. Thể chất của em dễ để lại sẹo phải không? Tông Duệ quay bút tiếp tục vẽ đàn tỳ bà lên chân cô gái. Tôi không biết. Thể chất dễ để lại sẹo là như thế nào? Thương Vũ cau mày nhớ lại, trên người tôi hình như không có vết sẹo nào. Thiệu Nhất Lam nữ sĩ nuôi con gái rất cẩn thận, đừng nói đến chuyện để cô có sẹo, lúc Thương Vũ lên cấp 3, thỉnh thoảng cô lại nổi lên một hai cái mụn, mẹ cô cũng không cho cô tự mình nặn ra, nhất quyết phải đưa cô đến thẩm mỹ viện để giải quyết. Tôi đoán em chính là dạng này. Tông Duệ nói, lặng lẽ liếc nhìn mắt cá chân của cô gái y vừa rồi lúc anh ôm cô, tay dùng lực hơi nhiều một chút, nơi đó còn để lại một dấu tay màu đỏ. Kim rỗng không dùng mực, hình vẽ thực ra là vết sẹo sau khi da bị thủng. Tông Duệ vuốt bút, cởi găng tay cao su màu đen, dùng tay trần bắt lấy mắt cá chân của cô gái. Vết sẹo của người khác sẽ mờ đi sau vài tháng, nhưng vết sẹo của em do thể chất sẽ để lại trên người không hề biến mất y, nếu vậy thà xăm nhuộm màu còn tốt hơn. Thương Vũ gật gật đầu, nghe rõ. Là như vậy sao? Trước tiên đừng vội xăm. Tông Duệ cử động cổ tay, ngón tay cái ấn vào bắp chân cô gái. Chỉ cần dùng một lực nhẹ, làn da trắng như gelatin liền in rõ đường viền đầu ngón tay của anh. Làn da của em là bức tranh mà tất cả các nghệ sĩ xăm hình đều mong muốn. Anh chậm rãi chớp mắt, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Đừng phá hủy da, nhé. Ý muốn bảo vệ cùng lòng ham muốn chiếm hữu cùng tồn tại trong mắt người đàn ông, khuôn mặt của Thương Vũ bị đốt cháy bởi đôi mắt nóng rực như vậy. Ngầm đồng ý với quyết định không xăm, cô đổi chủ đề, vậy bây giờ anh vẽ một bức theo bản thảo được không? Tông Duệ giơ tay chấm bút vào hộp sơn nhỏ, chỉ cần em không nháo đòi xăm hình, trước hết cứ vẽ như thế này đã nghiền cũng được. Giọng điệu cưng chiều như đang dỗ dành một đứa trẻ, khóe môi Thương Vũ cong lên. Đây là thuốc màu gì? Cô tò mò hỏi, có thể giữ được bao nhiêu ngày? Đừng nói là vừa tắm xong liền trôi mất đi. Cái này ị. Tông Duệ đột nhiên ngừng nói, nhướng mày, em có biết ấn ký khi kiểm dịch thịt lợn không? Thương Vũ mở to mắt. Hả? Cùng một loại chất liệu kia, rửa cũng không rửa sạch. Người đàn ông tiếp tục, bên môi ngang bướng cong lên. Đến đây y, anh cầm lấy cổ chân cô, giả vờ đặt bút ca ca cũng cho em một ấn ký, một khi phong ấn nó lên, em sẽ là của tôi. Không được y. Thương Vũ kinh hô một tiếng, hai chân thoáng giãy giụa. Tông Duệ nghiêng tay một cái, bút vẽ rơi xuống đất. Đầu bút mảnh mai kéo một vệt mực dài trên mắt cá chân cô gái, đến tận đầu bàn chân. Mu bàn chân cô căng thẳng, mũi chân chống vào giữa đôi chân đang dang rộng của người đàn ông. Thời gian ngưng động lại 2 giây. Nó dường như dài tới 2 thế kỷ. Trong đầu vang lên một tiếng vang lớn, Thương Vũ thu chân lại, cúi thấp đầu xuống núp vào trong ghế sofa không nói lời nào. Chiếc đệm ở đùi đang giữ mép váy của cô lăn xuống sàn, từ từ lật lại. Cô không dám nhìn vào mặt người đàn ông đó. Dư quang khóe mắt chỉ thấy các đốt ngón tay của anh ấy đột ngột cong lên. Cùng một chỗ nắm chặt, còn có nhiệt độ trong phòng, cùng với bầu không khí không thể nói rõ được giữa họ. Cũng không biết là khí huyết của ai, âm thanh dâng trào điên cuồng. Nuốt xuống cổ họng khô khốc, Tông Duệ bình tĩnh nói, giọng nói trầm thấp gần như khàn khàn, phòng vệ sinh ở bên kia. Anh ra hiệu về phía phòng ngủ, nhặt chiếc đệm trên sàn lên rồi đặt lên sau lưng mình. Đi rửa một chút đi. Chương 24, Kim Phong Ngọc Lộ. Nhấn vòi, tiếng nước chảy dừng lại. Thương Vũ dùng giấy lau vết nước trên chân, nhìn kỹ hoa văn trên mắt cá chân. Lông mày có chút nhíu lên. Những đường cong vẽ sai đã bị trôi đi, nhưng đầu đàn tỳ bà sơn cũng bị ố nước nhẹ. Nghĩ cũng biết, khẳng định là thuốc màu có thể rửa sạch a. Không phải anh ấy chỉ thích trêu chọc cô thôi sao? Nhưng lần nào cô cũng dại dột rơi vào bẫy. Những ngón chân trắng nõn mềm mại cọ vào đôi giày nhung, Thương Vũ mím môi nghiêng đầu nhìn ra ngoài khe cửa. Người đàn ông vẫn ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh cửa sổ không cử động. Cô cúi đầu nhìn mu bàn chân, những ngón chân phủ sơn móng tay trong suốt quẩn bách đến cuộn tròn. Vừa rồi giống như, thật sự đụng phải. Anh không có siết dây lưng, cũng không phải khóa thắt lưng, vậy còn có thể là gì nữa đây? Mũi chân cùng gương mặt đồng thời nóng lên, Thương Vũ đưa tay che trán, chậm rãi thở ra. Sau một hồi lâu tự xây dựng tâm lý, cô mới chậm rãi xỏ mang tất xỏ giày vào, mở cửa bước ra ngoài. Tông Duệ đang thu dọn dụng cụ, nghe thấy tiếng bước chân của cô gái, anh nhướng mày. Thuốc màu kia y không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Thương Vũ cảm giác được giọng nói của người đàn ông nghe có chút mất tự nhiên. Đừng chà sát quá mạnh. Nó có thể giữ được trong 1 tuần. Thương Vũ há hốc mồm, cổ họng căng lên, ồ. Thấy người đàn ông thu dọn bút lông của mình đi, cô lại nhỏ giọng, không vẽ sao. Tông Duệ hừ nhẹ một tiếng, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn cô, còn vẽ nữa sao? Anh chỉ tay vỗ nhẹ vào chiếc đệm trên chân, suýt chút nữa em đã khiến tôi gặp tai nạn lao động rồi. Thương Vũ vô thức liếc nhìn chiếc đệm mềm mại trên eo người đàn ông, quận bách cúi đầu, tôi không phải cố ý. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về mình. Ai bảo anh bắt đầu đùa loạn làm gì? Tông Duệ quay đầu lại, liền nhìn thấy gò má cùng lỗ tai cô gái đỏ bừng. Xuống chút nữa, là đôi chân nhỏ nhắn của cô đã được đi tất giày. Giữa gấu váy ren và mép tất, một đoạn mắt cá chân trắng nõn mềm mại vừa được anh cầm trên tay lộ ra. Tông Duệ ánh mắt thoáng động một chút, thấp giọng nói, trách tôi. Anh đã đánh giá quá cao khả năng tự chủ của mình, đáng đời đùa với lửa tự đốt chính mình. Còn làm khổ huynh đệ của anh. Phạt đứng. Có chút ngạc nhiên khi người đàn ông này không tiếp tục trêu đùa với mình nữa, nhưng Thương Vũ lại không biết phải trả lời thế nào. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn không biết từ lúc nào đã lặng lẽ buông xuống. Tôi phải trở về. Tông Duệ lấy chiếc đệm trên đùi ra bất động thanh sắc mà nhìn một chút, đem đệm dựa đặt xuống ghế sofa, đứng dậy. Hôm nay không phải cuối tuần, tối nay có buổi biểu diễn sao? Thương Vũ lắc đầu, tôi phải về ôn lại luận văn, sắp tới thời gian hùng biện rồi. Người đàn ông nâng cằm nhìn cô, muốn một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc giúp đỡ em không? Thương Vũ khẽ cười, chuyên ngành của chúng ta khác nhau. Chuyên ngành không làm được, vậy làm hậu cần đi. Tông Duệ đi đến bàn trà lấy chìa khóa xe, đi thôi. Trước tiên đem em đi ăn no, sau đó lại đưa em về nhà. Thương Vũ đứng tại chỗ lên tiếng, tôi có thể tự mình gọi xe. Người đàn ông dừng lại, chăm chú nhìn cô. Chết sống cũng nhất định không cho đưa sao? Làm sao? Anh khẽ chật lưỡi một tiếng, ung dung nói, cảm thấy tôi không có khả năng ra tay với em sao? Không phải. Anh là quá có khả năng đấy chứ. Thương Vũ chỉ vào chìa khóa xe trong tay người đàn ông, xe của anh quá bắt mắt, trên mạng tôi đã nhìn thấy 2 lần. Tông Duệ cụp mắt nhìn chìa khóa xe, lông mày giật giật. Đã hiểu. Đầu lưỡi anh dọc theo khe rãnh của răng vẽ một vòng, hừ cười, tôi vẫn còn đang trong giai đoạn thử hẹn hò, đúng không? đem chìa khóa xe đặt xuống trở về quầy ba, người đàn ông tận lực thở dài một tiếng, biết làm sao được. Ai bảo tôi không có danh phận chứ? Thấy bước chân anh vẫn chưa dừng lại, còn có vẻ muốn tiễn cô, Thương Vũ do dự nói, vậy chúng ta đổi sang một chiếc bớt gây sự chú ý hơn. Người đàn ông miễn cưỡng trả lời. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Tông Duệ bảo cô gái đợi một lát rồi đi sâu hơn vào quán bar. Một lúc sau, anh quay lại với hai chiếc mũ bảo hiểm trên tay. Thương Vũ có chút kinh ngạc, vô thức nhìn về phía cửa quán bar. Lập tức nhẹ qua ra một tiếng, thật xinh đẹp a. À. Ngoài cửa có một chiếc xe máy điện, màu vàng mù tạt kết hợp với màu kem và trắng, đèn pha phía trước xe tròn trịa hoàn hảo, cả màu sắc và hình dáng đều rất cổ điển, rất đúng với gu thẩm mỹ của Thương Vũ. Tông Duệ nghe xong liền vui vẻ, trước đó anh cầu toàn liền lái chiếc siêu xe nằm trong bộ sưu tập 3 siêu xe duy nhất trên thế giới, vậy mà người ta cũng chưa từng khen xinh đẹp. Anh bước tới, đội chiếc mũ bảo hiểm màu kem lên đầu cô gái, khóe môi cong vểnh lên, cái này đẹp sao? Không phải rất xinh đẹp sao? Thương Vũ kéo quai mũ bảo hiểm, đưa tay sờ sờ đèn pha hình tròn phía trước xe, đáng yêu quá. Người đàn ông nhìn cô, rất đáng yêu. Thương Vũ mắc cười cong cong, đúng không? Ý tôi nói là em. Tông Duệ ấn mũ bảo hiểm xuống, lại không nhịn được nháo nháo mặt cô gái dưới mũ bảo hiểm, cười nói, giống như một cái bánh nhỏ vậy. Dư quan qua khóe mắt thoáng thấy mấy cô gái bên đường đang nhìn mình, Thương Vũ có chút ngượng ngùng đẩy tay người đàn ông ra. Anh mua chiếc xe máy điện đặc biệt này ở đâu vậy? Tôi chưa nhìn thấy có ai lái nó trên đường bao giờ. Cô tò mò hỏi người đàn ông, nghĩ lại nói thêm, thật ra ở Ngô Tô, chạy xe điện tiện hơn, anh không phát hiện ra sao? Giao thông trong phố cổ ùn tắc, các danh lam thắng cảnh tập trung nhiều du khách nước ngoài đến tham quan đều thuê xe máy điện để di chuyển, tiết kiệm hơn so với đi taxi. Tông Duệ cười nhẹ, có phát hiện ra. Không chỉ làn đường dành cho xe đạp rộng như đường lái xe, mà mỗi lần tôi lái xe ra ngoài đều không bị kẹt xe. Đội chiếc mũ bảo hiểm màu đen lên đầu, anh hỏi cô gái, em muốn ăn gì? Thương Vũ không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào ghế sau xe máy, rồi nhìn xuống bộ sườn xám mình đang mặc. Cái này tôi không ngồi được. Vừa dứt lời, một cánh tay khỏe mạnh vòng qua eo cô rồi vững vàng bế cô ngồi vào ghế sau. Viện người bên cạnh ngồi xuống, Tông Duệ dùng đôi chân dài một bước ngồi vào phía trước, sau đó nắm lấy cánh tay của cô gái vòng qua eo mình. Ôm chặt vào. Thương Vũ bị động tác trơn tru của người đàn ông làm cho choáng váng. Đầu ngón tay chạm vào kết cấu rắn chắc dưới lớp vải, lòng bàn tay không khỏi siết chặt. Nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn đặt bên hông mình luống cuốn lại cứng đờ nắm chặt, khóe môi Tông Duệ chậm rãi nhếch lên. Lúc nãy còn ôm không nỡ buông tay. Anh liếc nhìn cô gái, trên môi lộ ra ý cười nghiền ngẫm lại có chút lưu manh, sao bây giờ lại xấu hổ rồi? Thương Vũ quẫn bách, đưa tay đánh vào eo người đàn ông một cái. Ai không nỡ buông tay? Bàn tay nhỏ của cô đánh vào áo anh không khác một chú mèo con gãi ngứa. Tông Duệ bị cào đến nỗi sau lưng cứng đờ, eo cũng tê dại theo. Liếm liếm đường môi dưới, đôi mắt anh tối sầm lại. Ôm chặt. Xung quanh càng ngày càng có nhiều người nhìn qua, Thương Vũ sắc mặt trở nên nóng bừng. Anh mở. Lời nói mạnh miệng còn chưa nói xong, cô đã bị chiếc xe máy đột ngột nổ máy đẩy lên lưng người đàn ông. Tông Duệ. Thương Vũ vừa kinh ngạc vừa tức giận nói. Ai? Người đàn ông lập tức đáp, trong thanh âm đều mang theo sự cưng chiều thỏa mãn, lại gọi ca ca làm gì a? Anh nhẹ chật lưỡi một cái, em đừng nói, trước kia tôi còn cảm thấy cái tên này không có gì đặc biệt. Làm sao mà em vừa gọi lên, lại dễ nghe như vậy chứ? Thương Vũ mím mím môi không nói chuyện, hai cánh tay đặt trên thắt lưng của người đàn ông im lặng đưa về phía trước. Ôm trọn vòng eo thon gọn. Tông Duệ rũ mắt xuống, khóe môi không thể hạ xuống được. Em muốn ăn gì? Anh hỏi lại. Thương Vũ nhất thời mờ mịt, chuyển ánh mắt liền nhìn thấy một cặp tình nhân trẻ khác đang đi xe máy bên cạnh, họ trông giống như khách du lịch đến chơi. Cô gái cũng đội một chiếc mũ bảo hiểm xinh xắn ngồi ở ghế sau, vẫn đang bàn bạc với bạn trai nên đi ăn bánh bao hay mì. Khóe mắt Thương Vũ cong lên. Anh chưa đến chợ bán đồ ăn vặt ở đây phải không? Cô giật nhẹ góc áo của Tông Duệ, hay là chúng ta đến đó chơi đi? Chỗ đó có cái gì? Người đàn ông hỏi. Có, đồ ăn vặt đặc sắc của Ngô Tô đều có, rất nhiều khách du lịch từ ngoài thị trấn đến ăn. Thương Vũ tạm dừng một chút rồi lại bổ sung thêm, bất quá cũng không phải là đồ chỉ dành cho khách du lịch, hương vị cũng khá chân thực. Được. Tông Duệ đáp. Nhìn những bông hoa tường vi nhô ra trên bức tường bên đường, cảm nhận được hơi ấm êm dịu sau lưng, anh chợt cảm thấy được đi chiếc xe đạp điện này thật sự rất thú vị. So với đi xe thể thao còn tốt hơn. Chậm rãi hơi chớp mắt, đáy mắt người đàn ông nhiễm đầy xuân sắc cùng ý cười. Thương tiểu thư làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi, đi chỗ nào cũng được. Thương Vũ mỉm cười, lại kéo góc áo của người đàn ông một lần nữa, chỉ đường cho anh theo định vị trên điện thoại di động, lối này. Khoác trên mình ánh hoàng hôn rực rỡ, bọn họ cùng nhau hòa vào dòng người đông đúc. Họ đến chợ trong tiếng khói lửa bừng bừng, chen chân cùng với dòng khách du lịch đông đúc để mua bánh bao đậu đỏ, bánh bao áp chảo tôm hùm, còn có trà sữa bích loa xuân mà họ chưa từng nếm thử trước đây. Sau khi Thương Vũ bị người ta nhận ra đến lần thứ ba, người đàn ông đã thu dọn bánh bao tôm còn sót lại, nắm tay vội vàng đưa cô gái đi. Sau khi ra ngoài, không biết tại sao lại đi nhầm đường, chiếc xe lạc vào một con hẻm nhỏ mà Thương Vũ chưa từng đến. Không có khách du lịch cùng dòng người đông đúc, đường phố ngõ hẻm tràn ngập người sống trong thành phố nhộn nhịp của Giang Nam. Từ bên trong phòng chơi cờ đánh bài truyền đến âm thanh các ông bà đang trò chuyện, vui đùa bằng tiếng Ngô Tô, mùi thơm của món ăn tự nấu tỏa ra từ khoảng sân rộng mở của ngôi nhà cổ. Chiếc xe máy điện vòng qua từng hàng hoa cây cối trước mỗi nhà, tránh chó mèo đi lại trong ngõ hẹp rồi dừng lại trước cửa sân nơi đặt một sọt trứng vịt. Mua 3 quả trứng vịt muối với giá 5 tệ. Khi đang trả tiền, cô bất cẩn tình làm ngã chậu hoa hồng trước nhà. Lão bá bán trứng vịt ngồi trong sân xem tivi, cũng không quay đầu lại mà khoát khoát tay cho bọn họ rời đi. Tông Duệ ấn một tờ tiền hồng vào dưới ấm nước ở cửa, bật công tắc lại rồi chở cô gái đi về phía cửa ngõ. Phố cổ được làm bằng nước, rời khỏi ngõ hẻm nước, chớp mắt sẽ nhìn thấy dòng sông. Màn đêm buông xuống Ngô Tô, trên bờ sông đèn đuốc cũng được thắp sáng lên, mang đến cho những chiếc tàu du lịch trên sông khung cảnh của buổi đêm cuối xuân. Tông Duệ giảm tốc độ xe, chậm rãi chạy theo con thuyền đang đi trên sông. Tiếng hát trong thuyền cũng trôi vào bờ. Họ đang hát cái gì vậy? Anh hỏi Thương Vũ. Thương Vũ nghe qua giai điệu quen thuộc, lại không nhớ nổi tên bài hát, chỉ trả lời là bài hát ngôn ngữ xưa. Tiếng hát trên thuyền dừng lại, tiếng vỗ tay cũng đồng thời vang lên. Khách du lịch lại dỗ dành hướng dẫn viên hát một bài hát khác. Tông Duệ mỉm cười, bây giờ làm hướng dẫn viên du lịch không dễ dàng chút nào. Thương Vũ gật đầu phụ họa, làm ăn mà. Người đàn ông chặt lưỡi, chậm rãi nói, Thương tiểu thư dẫn đường cho tôi, tại sao không hát một chút? Thương Vũ sửng sốt một chút, hả? Tại sao lại khó như vậy à? Tông Duệ lắc đầu thở dài, muốn nghe nghệ sĩ nổi tiếng đàn hát thì phải mua được vé, nghe hướng dẫn viên du lịch hát cũng không được. Ai? Anh vỗ nhẹ vào cánh tay đặt bên eo mình, tôi không xứng đáng được hưởng dịch vụ VIP sao? Thương Vũ ở phía sau người đàn ông lặng lẽ cười khẽ. Anh muốn nghe cái gì? Tông Duệ đắc ý nhếch môi, cái gì cũng được. Khi cô cất tiếng, liền trở thành tháng tư của riêng anh. Thương Vũ mím môi suy nghĩ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc bị gió chiều thổi tung bay. Ánh mắt khẽ động, cô chợt nghĩ tới điều gì đó. Không có bài hát nào thích hợp với khung cảnh lúc này hơn. Mấp máy cánh môi, âm thanh mềm mại dịu dàng của cô gái cất lên. Làn gió đêm, lướt trên phím đàn lay động trái tim người tình. Tấu lên một khúc ca, mang anh đến bên cạnh em. Người đàn ông buông tay lái ra, hơi ngạc nhiên khi thấy cô không hát nhạc bình đàn hay ngô ca mà lại hát một bản tình ca mà anh có thể hiểu được. Thanh âm mềm mại của Ngô Nông hát tình ca, từng tiếng nhẹ nhàng triền miên câu lấy. Giọt sương trắng rơi trên khuôn mặt dịu dàng của người tình. Chạm vào tim em, mở ra ngàn vạn lời yêu thương cất giấu trong lòng. Tiếng ca đột nhiên dừng lại, nghĩ tới ca từ phía sau của bài hát, Thương Vũ có chút ngượng ngừng không muốn hát tiếp. Cuộc gặp gỡ giữa đêm sương cùng với gió thu. Cũng như anh và em, hai trái tim hòa quyện vào nhau. Người đàn ông trước mặt cô đột nhiên mở miệng, hát tiếp lời ca còn dang dở trước đó của cô. Thương Vũ giật mình, anh cũng biết sao. Tông Duệ mỉm cười không nói chuyện, tiếp tục hát. Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông cùng giai điệu êm dịu, rất thích hợp với khúc tình ca chậm rãi này. Thì thầm chia sẻ, tình yêu cùng nỗi quyến luyến nhớ nhung. Sương trắng nép mình vào lòng gió đêm. Thương Vũ cụp mắt xuống nhìn vạt áo nhăn nheo của mình, nụ cười trong mắt rốt cuộc cũng hiện lên khóe miệng. Sau khi tiếng ca của người đàn ông khép lại, cô nhẹ nhàng hát cùng anh. Cuộc gặp gỡ giữa đêm sương cùng với gió thu. Cũng như em và anh quấn quýt lấy nhau trong tình yêu này. Nhẹ nhàng nắm tay, nhau chậm chậm tiến về phía trước. Gió đêm hát ru cùng sương trắng. Bài hát Kim Phong Ngọc Lộ bản lai do Trương Bích Thần tiểu quỷ hát. Ác nhiệt tình đề cử, bài này rất rất hay. Mọi người có thể tìm nghe thử. Thanh âm của họ hòa quyện vào nhau, triền miên dày đặc, rơi vào ánh trăng cùng gió chiều. Hai trái tim va chạm vào nhau như thế, dựa vào nhau, rơi vào trong hồng trần cuồn cuộn. Đến cuối bài hát, nụ cười trên môi Thương Vũ vẫn không tan đi. Cô ngồi nghiêng người về phía trước, tựa cầm vào cánh tay người đàn ông. Anh cũng thích bài hát này sao? Tông Duệ một tiếng, khẽ cười, bài hát này tôi đã nghe 20 năm rồi. Lúc bố mẹ tôi mới kết hôn, bố tôi đã hát cho mẹ tôi nghe bài hát này. Bố tôi nói, dù đã kết hôn nhưng trình tự cũng không được thiếu, cũng giống như việc tỏ tình này vậy. Vậy, sau đó thì sao? Cô phát hiện mình rất thích nghe câu chuyện tình yêu của bố mẹ Tông Duệ, ai lại không thích một tình yêu lãng mạn đến chết cũng không thay đổi đâu. Có phải họ vẫn hát bài hát này cho đến khi về già không? Tiết mục kỷ niệm ngày cưới của họ. Thương Vũ mỉm cười, vậy cái này chính là bài ca định tình của bọn họ rồi. Tông Duệ khẽ một tiếng, lại trầm thấp cười, vậy bài ca định tình này hai chúng ta cùng nhau hát, có phải cũng nên? Xác định cái gì không? Thương Vũ ở sau lưng lẳng lặng liếc nhìn người đàn ông, nhỏ giọng nói, chán ghét. Tông Duệ trầm thấp cười một tiếng, lại chán ghét tôi à? Nghe cái giọng điệu này, thực sự còn được lợi hơn. Có vẻ như ngay từ đầu đã thấy rõ cô ấy luôn nói sự thật, mồm miệng cứng rắn nhưng lòng lại mềm yếu. Một tay buông lỏng tay lái, người đàn ông đút tay vào túi rút ra thứ gì đó. Thương Vũ không nhìn thấy, chỉ cảm thấy cổ tay đang ôm ngang eo người đàn ông bỗng nhiên có chút mát lạnh. Cô rút tay lại, ngạc nhiên phát hiện trên cổ tay mình có thêm một vòng hoa nhài. Anh mua nó khi nào? Người đàn ông mỉm cười, không trả lời mà nhẹ nhàng hỏi cô, bây giờ còn chán ghét tôi không? Thương Vũ nhìn chuỗi hoa nhài trên tay cô, gò má gần như bay lên thái dương, trong điểm mù mà anh không thể nhìn thấy, cô không còn phải che giấu sự vui vẻ cùng rung động trong lòng. Còn có một chút chán ghét. Tông Duệ bật cười, nhưng không có phát ra âm thanh gì, chỉ có cô gái dựa vào anh mới có thể cảm nhận được sự vui vẻ rung động trên lưng. Ông đây đã nói em khó dỗ dành mà. Còn chưa kịp mở miệng phản bác, Thương Vũ lại cảm giác được cổ tay còn lại mát lạnh. Cô cong cong môi rút tay lại. Lập tức sửng sốt. Không phải vòng tay hoa nhài, mà là một chuỗi ngọc trai. Nó rất giống với chiếc cô thường đeo khi biểu diễn trên sân khấu, chất lượng còn tốt hơn chiếc đó rất nhiều, từng hạt cườm đều tròn trịa, sáng bóng, tỏa sáng rực rỡ trong đêm. Lông mi cô run rẩy, cô ngước mắt lên, cái này. Lúc đầu vốn định chờ đến khi em bảo vệ luận văn tốt nghiệp mới đưa cho em. Tông Duệ nhẹ giọng giải thích, sau đó lại bất đắc dĩ nói, đáng tiếc ngày đó tôi có việc bận. Sợ về không kịp, nên tặng trước cho em. Chờ hôm đó làm xong việc, tôi lại bù cho em một món quà tốt nghiệp lớn hơn. Ánh mắt Thương Vũ khẽ lay động, nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng trên tay. Không sao. Hôm đó chụp một tấm ảnh tốt nghiệp là đã. Sao có thể như vậy được? Người đàn ông kiên định nói, đời người có thể có mấy lần tốt nghiệp. Đây là chuyện lớn. Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đen lấy chìm sâu vào màn đêm. Sau này, tất cả thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời em, tôi cũng sẽ không vắng mặt. Tim Thương Vũ đột nhiên nhảy lên, sau đó lại rơi xuống. Nó được một bàn tay to lớn dịu dàng bắt lại. Đúng vậy à, tốt nghiệp là chuyện đại sự, đoạn thời gian dài này, cô vẫn luôn lo lắng mờ mịt về tất cả mọi việc sau khi tốt nghiệp. Nhưng vừa rồi anh lại nói muốn tham gia vào sau này của cô. Về sau, giống như, cũng không còn đáng sợ nữa. Cổ tay trắng nõn đeo lên chiếc vòng ngọc trai hoàn hảo không tì vết, Thương Vũ một lần nữa lặng lẽ vòng tay qua eo người đàn ông. So với trước đó càng chặt chẽ hơn, cũng càng quyến luyến hơn. Tông Duệ nhếch môi, buông một tay ra khỏi tay lái, nắm lấy bàn tay cô gái. Hiện tại thế nào, tôi còn chán ghét không? Thương Vũ không nói gì, tựa mặt vào lưng người đàn ông, im lặng cười. Không chán ghét. Cô nghiêm túc trả lời trong lòng. Hiện tại, em nghĩ mình đã bắt đầu thích anh. Chương 25, đêm đổ phong kiều. Chiếc xe máy điện cổ điển đổ trước cửa sau tối đen như mực của tiểu khu cũ. Cô gái ngồi ở ghế sau cởi mũ bảo hiểm, vịn lấy cánh tay tài xế cẩn thận bước xuống xe. Cả người lẫn xe đều không vội rời đi mà chỉ yên tại chỗ. Người đàn ông cao lớn lười biếng duỗi đôi chân dài ra đất, tiến lại gần cô gái nói câu gì đó không rõ. Cô gái lập tức vừa thẹn thùng vừa xấu hổ, tức giận giơ tay đánh nhẹ vào cánh tay người đàn ông. dáng vẻ liếc mắt đưa tình tiêu chuẩn. Người đàn ông cười lớn đến nỗi đôi vai rộng khẽ rung lên, vừa cười vừa giơ tay chạm vào đỉnh đầu cô gái, sau đó vuốt lại phần tóc bên tai bị chiếc mũ bảo hiểm làm rối tung. Nói thêm vài lời, người đàn ông mở cốp sau xe máy lấy ra một hộp cơm cùng một bó hoa sen được gói tinh tế xinh đẹp. Cô gái mặt mày cong cong nhận lấy, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt anh. Chậm rãi đi vào cửa tiểu khu, cô lại quay đầu nhìn. Chiếc xe máy và người đàn ông vẫn đứng nguyên tại chỗ, thấy cô đang nhìn sang, người đàn ông giơ tay lên, dùng ngón trỏ và ngón giữa gõ vào mép mũ bảo hiểm rồi từ xa nói lời chúc ngủ ngon. Thương Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy bó hoa chào tạm biệt người đàn ông, quay người tiếp tục đi vào trong. Cô nhìn giọt nước trên đài sen cùng hoa sen trên tay, lại nhìn vòng hoa nhài trên cổ tay, cô lặng lẽ mỉm cười. Hôm nay có thể coi là đi chơi đến nghiện. Ngày xưa, ở góc độ là người địa phương, liền cảm thấy việc ăn chơi giải trí cũng không có gì hiếm lạ, nhưng tối nay cô hoàn toàn thích thú. Quả nhiên, ở bên cạnh người khiến mình rung động, phong cảnh dù có quen thuộc đến mấy cũng sẽ trở nên xinh đẹp động lòng người. Khi sắp đi đến cổng, bước chân của Thương Vũ đột nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt đồng thời cứng đờ. Nó giống như một lời cảnh tỉnh. Bóng dáng cao lớn không quay lại mà nhìn chằm chằm vào cửa sổ trên lầu của cô. Trở về rồi sao? Thương Vũ há hốc mồm tìm về thanh âm, cũng bình tĩnh nói, sao anh lại tới đây? Thiệu Tri Huyền nhất thời không nói gì, sau đó quay đầu nhìn cô, không phải em nói muốn nói chuyện sao? Anh bước về phía cô hai bước, chúng ta dường như không tìm được thời gian. Thương Vũ nhìn bóng dáng thon dài trên mặt đất, trong lòng thở dài. Đưa đầu ra hay thu đầu lại cũng đều là một con dao. Sớm muộn gì cũng phải tới. Cô liếc nhìn cửa sổ tối tăm trên lầu, bạn cùng phòng của em chắc là đã nghỉ ngơi rồi. Ánh mắt ra hiệu nhìn chiếc ghế bên cạnh, Thiệu Tri Huyền đi tới ngồi xuống trước. Khi nhận thấy cô gái đang ngồi dựa vào tay vịn ở phía bên kia, cố tình tận lực cùng mình kéo ra khoảng cách, người đàn ông thầm thở dài. Nhìn nhiên bông sen trong tay cô, anh chậm rãi chớp mắt, ra ngoài chơi à? Thương Vũ một tiếng, đem đồ vật trong tay đặt ở bên cạnh ghế. Đi cùng bạn bè. Thiệu Tri Huyền tiếp tục hỏi, nơi khác sao? Thương Vũ vô thức nhìn về phía cửa tiểu khu, Trầm mặc một lát, Thiệu Tri Huyền lại lên tiếng, cho nên, khoảng thời gian này ở nhà cố tình xa lánh, chính là bởi vì người này. Thiếu gia của Tông Thịnh, Tông gia. Thương Vũ giật mình, quay đầu nhìn anh trai mình, ánh mắt lại nhìn về phía lối vào tiểu khu. Anh nhìn thấy được. Thiệu Tri Huyền hiểu rõ tâm tư của cô, chủ động mở miệng. Anh cười rất nhẹ, đều thấy được. Khuôn mặt tươi cười của cô, dáng vẻ hoạt bát của cô, anh cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ khi cô hờn dỗi. Sự quen thuộc của họ, sự thân mật của họ. Anh đều thấy được tất cả. Hai người quen biết nhau bao lâu? Từ lần đầu tiên anh ta đến quán sao? Thiệu Tri Huyền hỏi chính là lần đầu tiên mẹ cô mời Tông Duệ đến Thanh Âm Cát, hay là lần em biểu diễn ở Lâm Viên? Thương Vũ sửng sốt một chút, lúc ở trong Lâm Viên, cô thậm chí còn không biết Tông Duệ ở đó, vẫn là sau này khi anh nói chuyện với mẹ về cô mới nhận ra. Không hỏi Thiệu Tri Huyền có nghe được gì từ mẹ mình hay không, Thương Vũ chỉ lặng lẽ thở dài, nhẹ nhàng nói, sớm hơn một chút. Trong mắt Thiệu Tri Huyền hiện lên vẻ kinh ngạc. Giống như cô, anh cũng không hỏi cụ thể là lúc nào, chỉ là lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Nhưng anh sớm hơn. Anh đột nhiên trầm giọng nói. Quay đầu nhìn Thương Vũ, đáy mắt người đàn ông sâu thẳm âm u không gợn sóng. Chúng ta quen biết sớm hơn, có phải là? Lông mi Thương Vũ run rẩy, không trả lời. Người già thường nói, trẻ con trước 3 tuổi sẽ không có ký ức. Đột nhiên nhắc tới chuyện cũ, Thiệu Tri Huyền nhẹ nhàng cười, nhưng kỳ thật anh nhớ rất kỹ, ký ức đầu tiên trong đời anh chính là em. Anh kiên định nhìn Thương Vũ, anh nhớ ngày thứ 2 sau khi em được sinh ra, bố mang anh đến bệnh viện gặp em. Lúc đó bà nội còn nói với anh rằng từ nay em sẽ là em gái của anh. Dừng lại một chút, ánh mắt anh khẽ lay động, nói anh phải chăm sóc em gái thật tốt, bảo vệ em gái. Thương Vũ siết chặt hai tay trên chân, dùng răng cắn chặt môi. Em cũng là lúc 3 tuổi mới bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Em nhớ, giọng cô gái rơi vào màn đêm, lạnh lùng nói, cháu nội của bà Lý muốn cướp kẹo đường của em, anh liền đánh hắn một trận. Sau đó bà nội lại lôi anh ra đánh cho một trận. Thương Vũ khóe môi cong lên, nhìn sang một bên. Thiệu Tri Huyền vẫn đang nhìn cô, trong đôi mắt đen láy của anh dường như có gì đó nhảy mạnh lên. Em nhớ rõ tất cả ký ức của chúng ta. Em cũng nhớ rõ. Thương Vũ nhìn anh, nói từng chữ một, Anh là anh trai của em. Cô rũ xuống thấp mí mắt nhìn xuống mặt đất. Mặc kệ là có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa, anh cũng vẫn là anh trai của em. Một cơn gió lạnh thổi nhẹ, làm nhiệt độ ban đêm giảm xuống. Nó cũng làm giảm áp suất không khí giữa hai người. Cho nên em chính là không muốn kết hôn cùng anh. Y Thiệu Tri Huyền chậm rãi nói, cho dù trong lòng vừa có một sợi dây cung gãy mất, anh cũng vẫn như cũ khắc chế cho mình tỉnh táo, nên mới cùng vị Tông thiếu gia kia gần gũi, có đúng không? Thương Vũ lập tức phủ nhận, không phải. Sự hỗn loạn ở nhà đã đúng là đã kích thích cho tinh thần nổi loạn của cô, nhưng đó còn là sự đầu hàng vượt lên trên sự nổi loạn của cô. Cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn khiến cô không kìm lòng được mà rung động. Thương Vũ nhẹ nhàng thở ra, cùng ai ở bên nhau, kết hôn với ai, em sẽ chỉ nghe theo trái tim mình. Cô liếc nhìn Thiệu Tri Huyền rồi nói, anh không cần phải bởi vì ý nghĩ của bố mẹ mà cảm thấy nhất định phải. Em sẽ nói rõ với họ. Một tiếng cười có phần sa sút vang lên bên cạnh cô, không phải. Thương Vũ nhìn anh, hả? Cũng không phải là. Thiệu Tri Huyền lặp lại với giọng đều đều, giọng nói trong trẻo, bình tĩnh và rõ ràng, anh cũng không phải là bởi vì ý nghĩ của bố mẹ. Anh quay đầu thẳng tắp nhìn về phía cô gái, ánh mắt rất sâu. Là anh đã nói trước với họ, muốn cùng em kết hôn. Thương Vũ sửng sốt một chút, đại não ong ra một tiếng. Cái gì? Thiệu Tri Huyền không nhìn cô mà như xuất thần nhìn bồn hoa trước mặt. Anh nói với bố mẹ, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vẫn luôn là anh chăm sóc em. Đem em giao cho người khác, bọn họ không yên lòng, anh càng không yên lòng. Anh quay đầu nhìn cô gái, thanh âm rất nhẹ, nhưng rất kiên định. Cho nên, anh muốn chăm sóc em cả đời. Mỗi lời anh nói giống như đang thổi một quả bóng bay cho đến khi nó nổ tung. Tiếng nổ khiến tai Thương Vũ u đi, tim đập thình thịch, choáng váng không biết nên làm gì. Thương Vũ há hốc mồm, thanh âm đều có chút run rẩy. Anh là anh trai em. Anh là anh trai em. Thiệu Tri Huyền nhắm mắt lại, nhưng anh không muốn chỉ là anh trai em. Không biết bắt đầu từ lúc nào. Có lẽ là lúc cô tháo xuống đồng phục, mặc vào sườn xám, lộ ra dáng vẻ duyên dáng yêu kiều. Có lẽ là lúc nhìn thấy được khao khát cùng dục vọng trong mắt những người đàn ông khác khi họ nhìn cô, mà trong tim mình lại nháy mắt dâng lên lòng đố kỵ cùng buồn bực. Hoặc có thể đó là thói quen đã ngày đêm kề cận quấn lấy nhau hơn 20 năm. Quen thuộc với cuộc sống có cô bên cạnh, quen thuộc mỗi ngày thấy được cô. Chỉ cần có cô là đủ rồi. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, anh hiểu em đơn thuần chỉ xem anh là người thân, là anh trai của em. Thiệu Tri Huyền đối mặt với cô gái đang ngây người như phỏng bình tĩnh mở miệng, nhưng mà Tiểu Vũ, chúng ta không có quan hệ máu mủ. Thương Vũ mấp máy môi, nói không nên lời. Lại không giải thích được mà phát hiện, không giống với con ngươi màu hổ phách của Tông Duệ, con ngươi của Thiệu Tri Huyền rất tối. Khi tâm trạng anh dao động, đôi mắt anh sẽ trở nên u ám hơn. Chẳng hạn như bây giờ. Đôi mắt mà cô từng rất quen thuộc giờ đã trở nên u ám xa lạ. Anh là anh trai em, điểm này sẽ không thay đổi. Nhưng ngoài điều đó, anh hy vọng. Thiệu Tri Huyền đứng dậy khỏi băng ghế, chậm rãi quay người lại, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào cô gái. Em có thể coi anh là một người đàn ông không có quan hệ máu mủ mà đối đãi. Đêm đã khuya một chút. Đêm xuân không lạnh, nhưng Thương Vũ lưng vẫn cảm thấy lạnh. Cô khoanh tay chạm vào cánh tay hơi lạnh dưới ống tay áo của mình, nặng nề thở dài. Thiệu Tri Huyền đã đi được một lúc, Thương Vũ vẫn còn ngây người. Cô nghĩ đến rất nhiều việc khi còn bé của mình, kể từ khi cô được đưa về, hàng xóm dường như đều biết rằng cô không phải là con ruột của bố mẹ cô. Lớn thêm một chút, cũng hiểu chuyện hơn, luôn có những đứa trẻ nghịch ngợm chạy đến buôn chuyện, cô cũng dần dần thừa nhận chuyện mình là con nuôi, còn khóc lóc chạy đi tìm Thiệu Tri Huyền cáo trạng. Thiệu Tri Huyền biết được liền đem đám tiểu tử kia dạy dỗ cho một trận, sau đó lại về nhà dỗ dành cô. Anh nói, Tiểu Vũ chính là em gái anh, là muội muội ruột của anh. Nhưng vừa rồi, anh còn nói, anh không muốn coi cô như em gái ruột của mình. Cũng muốn cô không coi anh là anh trai cô. Còn có, anh nói ngày thứ hai sau khi cô được sinh ra, anh liền đến bệnh viện gặp cô. Cho nên, cô vừa mới sinh ra, liền bị nhận nuôi sao? Bố mẹ ruột của cô một ngày cũng không muốn giữ cô lại bên cạnh họ sao? Thân thế của cô rốt cuộc là như thế nào? Cô đến cùng là ai? Cúi đầu vùi mặt vào cánh tay, thở dài một hơi, Thương Vũ mở túi xách bên hông lấy điện thoại di động ra. Mở WeChat, cô bỏ qua chấm đỏ chưa đọc rồi nhấp vào ảnh đại diện của Tông Duệ. Cô không muốn anh biết về cuộc trò chuyện tối nay của cô với Thiệu Tri Huyền, nhưng lúc này, cô lại rất muốn nói chuyện với anh. Cũng không biết phải nói gì. Có lẽ cô chỉ muốn nghe giọng nói của anh. Nhìn con trỏ trong hộp thoại nhấp nháy vài giây, Thương Vũ giơ đầu ngón tay gõ phím lên, nhấn nút gọi thoại. Nhạc trong micro vang lên rất lâu nhưng vẫn không được kết nối. Thương Vũ chậm rãi đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào hình đại diện trên màn hình. Lần đầu tiên cô không thể liên lạc được với anh. Trời càng về khuya, khách du lịch trên phố Tây Lan cũng tan đi. Đèn lồng đỏ hai bên bờ sông đã tắt, dòng sông cũ cùng cây cầu cổ rơi vào trạng thái buồn ngủ trong đêm tĩnh lặng. Trên sân thượng, người đàn ông nhìn xuống cửa hàng đã đóng cửa đối diện, rồi liếc nhìn đồng hồ trên tường trong nhà. Gần như vậy rồi. Dập điếu thuốc trong tay, Tông Duệ vào phòng đi đến trước bàn làm việc. Những dụng cụ xăm hình ngày thường trưng bày ở đây đã không còn nữa, thay vào đó là một chiếc laptop. Trên màn hình chính đang chạy một phần mềm hội nghị nội bộ của tập đoàn. Anh nhấn xuống nút côn, âm thanh vang lên một tiếng, video liền lập tức kết nối. Đối diện chỉ có một chiếc đèn bàn, trong ánh đèn mờ ảo, bộ bàn ghế cổ hoa lê trông trang nghiêm lại giản dị. Khuôn mặt góc cạnh của ông cụ cũng vậy. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy giống như hai cái giếng cổ không gợn sóng, có khả năng xuyên thấu sâu vào lòng người qua màn ảnh. Tông Duệ lông mày giật giật, cười nói, "Ồ, tinh thần ngài có vẻ rất tốt a." Ông cụ khóe miệng hơi nhếch lên, giống như cười mà không phải cười, "Nhờ phúc của Tông thiếu gia của chúng ta." Tông Duệ tặc lưỡi một cái, lắc đầu, "Cháu chỉ nói, đảm bảo thần bên tai kia úng là không làm được việc tốt lành gì." Anh ngồi trên ghế bệ vệ rộng mở chân, "Bọn họ báo cáo với ngài tới bước nào? Anh đã rút khoản đầu tư trước đó và dừng các dự án đã lên kế hoạch, Tông Trạch tính từng cái một, cùng vai lứa con cháu khác biệt. Ông ấy nói chuyện không mang theo một chút giọng Bắc Kinh nào, ngữ điệu không nhanh không chậm, cũng nghe không ra một chút cảm xúc nào, còn đẩy hợp tác thương cục, còn phá hỏng sân nhà của người ta." Tông Duệ lắc đầu nói, "Cái này nói thật giống như cháu cả một ngày chỉ biết đập phá. Cháu không có thành tựu gì đáng để đứng lên sao?" Tông Trạch nhìn cháu trai mình, "Không phải cháu đã bố trí trang trại ngựa ở phía nam rất phong cách sao? Đường Tây còn có quán bar, đường Đông cũng có quán hoa." Ông cụ ngồi lại gần ống kính, giống như cười mà không phải cười, dự kiến như bưng biểu lộ, "Không phải thiếu gia của chúng ta cũng tiêu tiền như nước, nhất hô bách ứng sao?" Tông Duệ nhướng mày, dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào má, "Cái ý tứ này, ngài hôm nay là đến đây để tính sổ với cháu sao?" Ông lão không nói gì, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm thanh niên trong vài giây, khóe miệng chậm rãi hiếm khi cong lên thành một nụ cười. "Tiểu Duệ, nơi đó cháu phá bỏ hay đập phá cái gì cũng không thành vấn đề." Ông thật sâu gật đầu, "Người của cháu đứng lên là đủ." Tông Duệ ánh mắt khẽ động, không thể kìm nén khóe môi cuối cùng cong lên, mỉm cười. "Nếu không phải ngài đột nhiên bệnh hơn nửa năm, cháu cũng không có cách nào theo đó mà làm cho phù hợp a." Tông Thịnh 2 năm trước đến Ngô Tô mở rộng khu vực kinh doanh, cũng không nghĩ mình ăn no cơm rồi thì đi đập vỡ bát cơm của người khác y làm ăn mà, hòa khí sinh tài. Ông Tông mở rộng lãnh thổ của mình ra nước ngoài, lại không biết làm sao lệch một cái tới Ngô Tô này, những năm gần đây, họ đã thành lập được nhóm nòng cốt của riêng mình. Đối phương có vẻ rất chân thành trong việc hợp tác, từ lúc bắt đầu liền chủ động duỗi ra cành ô liu nhường lợi ích, tưởng là chuyện êm xuôi, đôi bên cùng có lợi nhưng không ngờ mọi chuyện bắt đầu từ việc giành được đất, rắc rối chưa bao giờ dừng lại. Giá càng ngày càng cao, thấy đó là một cái bẫy nhưng không thể thoát ra được, những đối tác đã nhiệt tình đầu tư sớm bắt đầu ôm lấy chân người giàu nhất đạp lên người nghèo, bọn họ đem toàn bộ tài sản của mình góp vào, hiện tại không làm, chính là muốn mạng của bọn họ a. Tông Thịnh ngay lập tức được đặt lên bệ cao, hoặc được trả tiền để bị lợi dụng, hoặc rời khỏi Giang Nam với giá cổ phiếu lao dốc. Vậy là ông Tông đã mắc bệnh đúng lúc. Ông già bệnh tật cần được chăm sóc từ từ nên thời gian cứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Ông bất động thật lâu, những người ở Ngô Tô dần dần không giữ được bình tĩnh. Bàn chân của một số người cũng bắt đầu lộ ra. Đúng lúc này, Tông Duệ đột nhiên trở về. Không ít người nóng lòng hy vọng người thừa kế trong truyền thuyết này có thể đánh vỡ cục diện khó xử, nhưng lại không ngờ rằng vị thiếu gia này đến đây không phải để phá vỡ cục diện mà là để phá hoại. Bây giờ thậm chí còn có nhiều người lo lắng hơn. Cái đuôi lộ ra ngày một to hơn. Tông Trạch gõ ngón tay dài lên bàn 2 lần. "Gần rồi, đã đến lúc rồi." Vừa dứt lời, chiếc đồng hồ quả lắc phía sau vang lên tiếng chuông đầu tiên của ngày mới. Khoảnh khắc tiếp theo, Tông Duệ nhìn thấy một email hàng loạt hiện lên trên máy tính của anh. Nhóm đã sa thải 6 quản lý cấp trung và cấp cao đã làm rò rỉ thông tin cùng thư cảnh báo toàn ngành. Không có họ, thì nhóm cáo già của Ngô Tô lấy ở đâu ra nhiều nội ứng ngoại hợp như vậy? Tông Duệ mỉm cười. Muốn nói không phải người một nhà cũng không được à? Anh nâng cầm hướng về phía ông nội nói, cháu cũng đã sâu chuỗi được một ít. Tông Trạch chỉ cười nhẹ. Hôm nay cháu có thể giải quyết được mọi việc không? Tông Duệ nói có, lại không cam lòng cau mày, cháu vốn là đang có thể nhanh hơn ông một bước. Một là cháu kính già yêu trẻ, để lại một chút cho lão nhân gia ngài. Thứ hai, cái mở đầu này suýt chút nữa bị thiệt lớn, không chừng vẫn còn rất nhiều hố khác. Cháu một lần tìm hiểu nguồn gốc dọn cho sạch sẽ, về sau mọi người đều thanh tịnh. Nhìn khuôn mặt tươi cười của ông lão trên màn hình, chàng trai trẻ im lặng một lúc, đôi mắt màu hổ phách nheo lại. Lão đầu, cháu có chút tò mò. Lúc vừa bắt đầu ông đã sớm biết cháu đang cùng ông đánh phối hợp, hay căn bản là không tin cháu, sớm có chuẩn bị từ trước? Tông Trạch mỉm cười, khoanh tay trên bàn. Cháu hiểu là được, Tiểu Duệ. Ông không bao giờ đặt cược vào một người. Tông Duệ lắc đầu cười nhẹ, trong lòng đã hiểu. Tin anh, nhưng không hoàn toàn. Quả nhiên, ông ấy vĩnh viễn cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm một người. Cho dù là người thân. Lui một bước nói, một cái Ngô Tô mà thôi, ông vẫn có thể từ bỏ được. Tông Trạch ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong mắt lại hiện lên một tầng sương mù nặng nề giống như sự chìm nổi mấy chục năm của ông. Cho dù nguyện vọng của họ có được thực hiện thì sao? Coi như là cho vai lứa con cháu nộp học phí đi. Trả học phí. Tông Duệ cười lạnh, lão đầu, ông đang xem thường ai vậy? Cháu bận rộn lâu như vậy, không phải đến để mạo xưng hào phóng. Người thừa kế trẻ tuổi quay đầu nhìn màn đêm sâu ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy tham vọng, tuân theo ý nguyện của bọn họ sao? Từ giờ trở đi, nếu có một thỏi thép nào rơi xuống đầu bọn họ, đều phải mang họ Tông. Chương 26, bà nội nói. Vừa xuống taxi, điện thoại của Thương Vũ rung lên. Một avatar quen thuộc hiện lên trên màn hình. Ray, tối qua tôi đang họp. Làm sao vậy, nhớ tôi sao? Còn chưa kịp trả lời tin nhắn, hộp thoại lại chuyển sang yêu cầu bằng giọng nói. Thương Vũ đang muốn nhận cuộc gọi. Tiểu Vũ. Cô ngước lên nhìn thấy bố cô đang đứng trong tiệm cơm vẫy tay với cô. Do dự một lúc, cô cúp máy rồi nhanh chóng gửi lại tin nhắn WeChat, đi về hướng tiệm cơm. Lát nữa nói sau nhé. Ray, buổi chiều bảo vệ luận văn lúc mấy giờ? Còn chưa kịp trả lời, Thương Vũ đã nghe thấy bố mình hỏi, con đang nói chuyện với các bạn cùng lớp, à chiều nay con đã chuẩn bị phòng bảo vệ luận văn xong chưa? Không còn cách nào khác, Thương Vũ đành phải khóa màn hình điện thoại di động của mình lại. Gần như xong rồi. Hai bố con nói với nhau vài câu, không bao lâu đã đi đến cửa. Thương Vũ trong lòng có chút do dự bất an, cũng không phải ngày lễ ngày Tết, cũng không phải sinh nhật ai trong nhà, bố cô buổi sáng lại đột nhiên gọi điện thoại, muốn cả nhà giữa trưa cùng ra tiệm ăn cơm trưa. Khi mở cửa ra, nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của mẹ mình, Thương Vũ có chút kinh ngạc, hình như Thiệu Nhất Lam nữ sĩ lại làm ăn lớn, đặc biệt đưa gia đình bà đến ăn một bữa thịnh soạn để ăn mừng. Như thường lệ ngồi ở bên cạnh Thiệu Tri Huyền, nghĩ đến cuộc nói chuyện tối hôm qua với anh, Thương Vũ có chút khó chịu buồn bực không biết nhìn đi đâu. Anh ngược lại thần sắc như thường, vừa bảo người phục vụ đun nước, vừa rót thêm một tách trà hoa hồng, đặt bên cạnh tay Thương Vũ. Bà nội đâu? Thương Vũ quay đầu hỏi bố mẹ, bà nội sao còn chưa đến? Sáng nay anh con định đến đón. Thương Dịch trả lời, bà nội con lại gọi điện, nói bà cảm thấy có chút không khỏe. Sao lại không thoải mái? Thương Vũ ân cần nói, bà không sao chứ? Đầu đau. Bệnh cũ tái phát. Nói nghỉ ngơi một chút là được. Thương Vũ gật gật đầu, vậy, buổi chiều bảo vệ luận văn xong con sẽ đến thăm bà. Trong lúc trò chuyện, người phục vụ bắt đầu bưng món ăn ra, mọi người cùng nâng ly chúc mừng bà chủ nhà tươi cười rạng rỡ. Đặt ly rượu xuống, Thiệu nữ sĩ còn chưa kịp ăn đồ ăn, liền hưng phấn nói, thật là kỳ quái, tôi nói cho ông biết. Cái vị thiếu gia Tông Thịnh kia. Bà ấy vừa mở miệng, Thương Vũ lập tức không có tâm tư ăn uống. Cô liếc nhìn khuôn mặt của bố mẹ mình như không có chuyện gì xảy ra, sau đó quay đầu lại và phát hiện Thiệu Tri Huyền đang lặng lẽ nhìn cô. Tim cô nhảy lên một cái, cụp mắt xuống tiếp tục khuấy chiếc thìa trong bát. Cứ như vậy, cậu ta gần như hủy hoại mạng sống của lão Cố. Thiệu Nhất Lam vỗ tay, hoàn cảnh của lão ấy đã bị người khác chèn ép, khách hàng của hắn cũng không còn nữa. Bây giờ cũng chỉ có thể thành thật đi theo Tiểu Tông gia, còn phải xem người ta có muốn đưa ông ấy đi cùng hay không. Theo như lời bà nói, vậy lão cố kia chính là một người không tử tế. Thương Dịch là người duy nhất trên bàn ăn thật sự nghe vợ mình nói, là ông ta ngay từ đầu không muốn hợp tác còn nâng giá ngay tại chỗ, việc này cũng đã sớm bàn bạc thuận lợi rồi. Chính là... Thiệu Nhất Lam sau khi suy nghĩ lại lắc đầu, ai, làm ăn mà, ai lại không muốn lấy nhiều một chút, ai lại đi so ai với ai phúc hậu hơn. Cũng may là bà thông minh, sớm đã có lập trường đúng đắn. Thương Vũ khen ngợi, nếu không bây giờ bà cũng giống như đám người lão cố. Thiệu Nhất Lam được chồng thổi phồng đến mức mặt mày như hoa nở, đúng vậy. Tôi đã đặt cược đúng. Ta nói, thiếu gia bọn họ không có khả năng vô duyên vô cớ mà tới đây. Cậu ấy thật sự là giả heo ăn thịt hổ. Thiệu Nhất Lam tặc lưỡi liên tục, có thưởng thức, còn có mấy phần kiên kỵ, vốn là tôi nghĩ xem ra cậu ấy chỉ biết nhàn rỗi, ăn uống vui chơi, không nghĩ tới cậu ấy vô thanh vô tức, trực tiếp đem nhà người ta đều trộm sạch. Còn có nhớ lần trước cậu ấy tới Bình Đàn Quán không? Thiệu Nhất Lam đột nhiên quay sang con gái, vỗ nhẹ lên bàn, cậu ấy còn nói với mẹ cái gì mà ông lão nhà cậu ấy không hài lòng về cậu ấy đến chỉ để đối phó, chơi đùa xong sẽ trở về, hừ. Thương Vũ nuốt khan, một chút cũng không nghe rõ lời mẹ nói. Cùng người trong nhà thảo luận về anh cảm giác quá kỳ quái, y tiểu tông gia trong miệng mẹ cô cùng người mà cô quen biết dường như hoàn toàn không phải cùng một người. Ở bên nhau lâu như vậy, quả thực anh chưa bao giờ đề cập đến chuyện làm ăn với cô. Cô thậm chí còn không biết rằng công việc kinh doanh của gia đình cô lại có mối liên hệ mật thiết với Tông Thịnh như vậy. Con đã sớm nói, hắn không đơn giản như vậy. Thiệu Tri Huyền bình tĩnh nhìn Thương Vũ một cái, chúng ta có thể nhìn thấy, là cái người ta muốn để cho chúng ta nhìn thấy. Đúng vậy. Thiệu Nhất Lam nặng nề gật đầu, cong môi, người như vậy thật đáng sợ, sau này đối phó với cậu ta phải cẩn thận hơn, ai các ngươi có nghe nói không? Vị thiếu gia này hình như đã tìm được bạn gái ở Ngô Tô của chúng ta. Một tiếng cạch vang lên, Thương Vũ vô tình làm đổ ly trà nhài trong tay. À, xem con kìa. Người lớn như vậy còn có lóng ngóng tay chân. Thiệu Nhất Lam bị con gái làm cho giật mình, vẫy tay với người phục vụ, tiểu cô nương, làm phiền cô đến lau giúp một chút. Thiệu Tri Huyền cầm lấy ly nước đặt trên khăn trải bàn, thật sâu nhìn em gái, có bị bỏng không? Thương Vũ bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của anh, mỉm môi không nói gì, sau đó liếc nhìn về phía bố mẹ mình. Họ dường như không nhận ra manh mối, chủ đề tiếp tục. Bạn gái cái gì? Thương Dịch lắc đầu, giới trẻ ngày nay không nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Thiệu Nhất Lam coi như đương nhiên, đúng vậy, nhìn lũ nhóc trong vòng chúng ta này, bọn chúng cũng là vũng nước đục, huống chi là tiểu tông gia. Chỉ bằng gia thế và ngoại hình của cậu ấy, tùy tiện ngoắc tay một cái, có thể khiến mấy cô gái nhỏ mê như điếu đổ. Chén canh đã nguội, canh chả cá bên trong vẫn chưa hề động tới. Con gái thời nay không ngốc đến thế đâu. Thương Dịch tiếp tục, ai có thể giao du với thiếu gia đó chắc chắn là con gái trong vòng tròn của họ. Đều là người làm ăn, sao có thể dễ lừa như vậy? Cũng không thể nói như vậy. Thiệu Nhất Lam không đồng tình nói, đột nhiên vỗ nhẹ lên cánh tay Thương Vũ, nhìn bé con ngốc nghếch nhà chúng ta này. Đột nhiên bị kéo vào, Thương Vũ trong nháy mắt có chút chột dạ, con làm sao? Con ngốc nghếch, cũng không biết chừng ngày nào đó bị người ta bán đi còn giúp người ta kiếm tiền. Thiệu Nhất Lam sẵn giọng nói với con gái, con đó, chỉ thích hợp ở cùng với bố mẹ, mọi thứ đều có bố mẹ. Bà dừng một chút, sau đó liếc nhìn Thiệu Tri Huyền một cách đầy ẩn ý, còn có anh trai quan tâm con nhiều như vậy, không phải rất tốt sao? Thương Vũ không trả lời, im lặng nhấp một ngụm canh lạnh. Chiếc điện thoại trên bàn chợt rung lên, cô liếc nhìn rồi mím môi lại. Không trả lời tin nhắn, cô lật ngược màn hình trên bàn. Buổi chiều, Thương Vũ đến trường đúng giờ để bảo vệ luận văn. Việc bảo vệ luận văn diễn ra rất suôn sẻ, thời tiết cũng rất tốt để chụp ảnh tốt nghiệp. Nhìn thấy các bạn cùng lớp lưu luyến chia tay, trong lòng cô cảm thấy trống rỗng. Cố ý ở lại trường lâu thêm một chút, cũng không có mục đích hay lý do gì. Một mình đi tới cổng trường, Thương Vũ lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại di động mà suốt buổi chiều cô cố tình không nhìn đến. Tông Duệ cũng không nhắn tin cho cô nữa. Cuộc trò chuyện của họ dừng lại ở hai tin nhắn anh gửi khi cô đang ăn trưa. Sao lại không trả lời? Không cần quà tốt nghiệp nữa sao? Thương Vũ nhìn chằm chằm hai chữ này hồi lâu. Ngay lúc cô đang định gõ đầu ngón tay lên màn hình thì ở xa có người đột nhiên hét lên. Tiểu Vũ. Cô ngước mắt lên nhìn thấy Thiệu Tri Huyền ở bên kia đường, có một chiếc SUV màu đen đang nháy đèn đậu bên cạnh. Anh bước nhanh qua đường về phía cô. Thương Vũ vô thức cau mày, sau đêm qua, cô càng phản kháng hơn, thậm chí còn có chút sợ hãi khi ở một mình với anh. Cô còn chưa kịp nói chuyện, Thiệu Tri Huyền đã vội vàng nói, anh vừa nhận được điện thoại từ viện dưỡng lão, nói rằng bà nội ngất xỉu. Cái gì? Thương Vũ kinh ngạc, sao đột nhiên lại ngất xỉu? Nhồi máu cơ tim cấp tính. Các bác sĩ đã đến rồi. Đừng lo lắng. Thiệu Tri Huyền an ủi cô, hướng về phía xe ra hiệu, lên xe đi. Viện dưỡng lão và Đại học Ngô Tô nằm ở phía đông và phía tây, tình cờ rơi vào giờ cao điểm nên lái xe rất lâu. Trên đường đi, sau khi Thương Vũ gọi điện cho bố mình, suốt quá trình cô đều không nói gì nữa. Qua khóe mắt, cô cảm thấy Thiệu Tri Huyền mấy lần có chút do dự muốn nói gì với cô, nhưng cuối cùng anh lại không nói gì. Sau khi im lặng lái xe đến nơi, hai người chạy một mạch vào trung tâm y tế của viện dưỡng lão. May mắn thay, viện dưỡng lão này đều được trang bị cơ sở vật chất cùng bác sĩ hàng đầu, ngay khi bị nhồi máu cơ tim, bà cụ đã được đưa đến phòng cấp cứu. Hiện tại đã qua khỏi nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe là được. Lúc tỉnh dậy nhìn thấy mọi người vây quanh mình, bà cụ vui mừng vừa bất đắc dĩ cười. Bà nhẹ nhàng an ủi đứa cháu gái mặt đang đầy nước mắt, rồi nói với ba người còn lại, bác sĩ không phải nói mọi chuyện đều ổn sao? Còn vây quanh đây làm gì? Ta muốn nghỉ ngơi một chút, bé con ở lại với ta là được. Thương Dịch cẩn thận hỏi bác sĩ thêm vài câu nữa rồi cùng vợ và con trai rời đi. Thương Vũ dời ghế đến ngồi cạnh giường bà cụ, bà nội, bà an tâm ngủ đi, đêm nay cháu ở cùng bà. Cô kéo lại một góc chăn cho bà, có việc gì bà cần bà cứ gọi cháu. Khương Chỉ Oánh nhìn chằm chằm vào mặt cô gái vài giây, sau đó nhẹ nhàng thở dài, cháu ngoan. Bà nhìn ra ngoài cửa sổ vài giây. Cháu đi vào phòng bà, đem hộp gỗ lim trong tủ treo quần áo lấy ra đây cho bà. Thương Vũ trong lòng có chút không hiểu, nhưng cũng không nhiều lời, đứng dậy làm theo. Phòng bà cụ cách trung tâm y tế viện dưỡng lão không xa, chỉ mấy phút ra vào, cô đã đặt cái hộp gỗ lên đầu giường bà nội. Nhìn thấy bà cụ ngồi dậy, Thương Vũ vội vàng ngăn lại, bác sĩ nói bà nên nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt. Cô nhìn cái hộp, có gì ngày mai lại nói tiếp. Khương Chỉ Oánh lắc đầu, có mấy lời, nếu như bây giờ không nói sau này, e rằng không có cơ hội để nói. Thương Vũ ánh mắt khẽ động, trong lòng dâng lên một loại linh cảm nào đó. Bảo bối, chìa khóa ở trong túi của bà. Khương Chỉ Oánh không còn sức đứng dậy, chỉ huy cháu gái, lấy nó ra, mở tầng dưới cùng ra. Thương Vũ tìm thấy một chiếc chìa khóa bạc nhỏ trong móc khóa của bà nội rồi mở khóa. Lớp dưới cùng của chiếc hộp gỗ 4 lớp không có đồ trang sức, chỉ có một bức ảnh. Ngay khi cô lấy nó ra, cô đã đoán được người trong ảnh là ai. Bà ấy có khuôn mặt gần giống hệt khuôn mặt của cô. Thương Vũ ánh mắt lấp lánh nhìn về phía bà nội. Bà lão vành mắt đỏ lên. Lật qua nhìn xem. Thương Vũ lật tấm ảnh ố vàng ra phía sau, nhìn thấy chữ viết rất mạnh mẽ. Chiêu Nguyệt. Ngoài ra còn có một ngày dưới tên này, được ký vào mùa thu 30 năm trước. Môi Thương Vũ rung lên, cổ họng nghẹn lại. Cháu nghe anh trai cháu nói rằng anh ấy đã nhìn thấy cháu vào ngày thứ 2 sau khi cháu ra đời, cho nên... Bà cụ hiểu ý cô muốn hỏi, lặng lẽ nhìn bức ảnh trong tay cháu gái, mẹ ruột của cháu, bà đã qua đời khi sinh ra cháu. Bà ấy bị chảy máu rất nhiều, không thể cứu được. Bàn tay cầm bức ảnh của Thương Vũ run rẩy, cô nhìn chằm chằm vào bà mình bằng đôi mắt hình hạnh ương ước. Mẹ ruột của cháu, là bà nhìn con bé lớn lên. Giọng nói yếu ớt của bà cụ vang lên trong căn phòng tối mờ, mang theo cảm giác buồn bã lạnh lẽo nhàn nhạt, ban đầu con bé không được gọi bằng cái tên này. Khương Chỉ Oánh chỉ vào bức ảnh, cái tên này chắc là lúc lên đại học, mẹ cháu đã tự mình đổi. Tên ban đầu của cô ấy là Thiến Nam. Ai, đây cũng không phải là cái tên hay. Thiến Nam đồng âm với nợ người. Có thể đặt cho con gái mình cái tên như vậy, nghĩ cũng biết họ là hạng người gì, gia đình họ từng sống trong cùng một con hẻm với Thương gia, hai gia đình là hàng xóm cũ. Thiến Nam so Thương Dịch lớn hơn vài tuổi, cô có một người cha nghiện rượu, còn có một người mẹ chỉ thiên vị em trai, từ nhỏ ở nhà đã gặp cảnh khốn khó. Khương Chỉ Oánh thương cô gái nhỏ vất vả, luôn lén lút cho cô ăn đồ ăn ngon hoặc lôi kéo cô nói chuyện. Tiểu cô nương số mệnh không tốt, nhưng tính cách 10 phần mạnh mẽ, đầu óc còn rất thông minh. Từ nhỏ đến lớn thành tích của cô đều rất cao, sau khi lên sơ trung, mẹ của cô liền không cho cô đi học tiếp, muốn để cô ra ngoài làm công. Thiến Nam không nguyện ý, liền tự mình đi nhặt phế phẩm bán lấy tiền. Cô còn đến trường cầu xin thầy giáo và hiệu trưởng, học xong 3 năm cấp 3. Cô cũng không phụ chính mình. Cô đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học ở Bắc Kinh và vào được một trường đại học rất tốt. Thương Vũ giật mình, Bắc Kinh. Đối với cô, từ Bắc Kinh chỉ gắn liền với một người duy nhất. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã được kết nối với Bắc Kinh ngay cả trước khi cô được sinh ra. Đúng vậy, sau khi học đại học, con bé rất ít về nhà. Bố mẹ con bé. Khương Chỉ Oánh lắc đầu thở dài, con bé không về nhà đó cũng không sao. Sau này bà nghe nói mẹ cháu tốt nghiệp xong vào một công ty lớn và ở lại Bắc Kinh làm việc. Sau đó, gia đình bà cũng chuyển đi, bà hoàn toàn mất liên lạc với mẹ cháu. Trong mắt bà cụ hiện lên những mảng ký ức, cho đến năm đó, mẹ cháu bị sinh non. Mẹ cháu sinh non. Thương Vũ giật mình, bà ấy, chuyện đó xảy ra khi nào? Là năm cháu sinh ra. Khương Chỉ Oánh thở dài một hơi, bất đắc dĩ tiếc nuối, cũng là ngoài ý muốn. Lúc bà đến bệnh viện chăm sóc mẹ cháu, bà đã gặp Thiến Nam, con bé chỉ có một mình với cái bụng to. Vừa nhìn thấy bà, mẹ cháu đã khóc. Bà vội hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Mẹ cháu không phải làm việc ở Bắc Kinh sao? Con bé về khi nào? Còn kết hôn? Tại sao lại có thể một mình đến bệnh viện sinh con? Bà cụ trầm mặt một lát, hít một hơi, nhưng mẹ cháu dường như không muốn nói ra. Mẹ cháu chỉ nói việc kết hôn với chồng hiện tại là do gia đình giới thiệu, người đàn ông đó không tốt, gia đình hắn cũng không tốt, mẹ cháu muốn ly hôn. Bà nói con còn đang có thai, làm sao ly hôn được? Mẹ cháu nói, bà vẫn nhớ lời con bé nói với bà. Con bé nói, chính vì đứa con mà con phải ly hôn. Con không muốn con của con có một người bố khốn nạn, con không muốn con bé lớn lên trong một gia đình tồi tệ. Bà hỏi mẹ cháu, tương lai thế nào? Sau khi sinh con ra mẹ cháu sẽ làm gì? Con bé nói muốn tự mình nuôi con bé nói mình có tay có chân, có học thức, có thể tự mình kiếm tiền, có thể nuôi dạy con thật tốt. Thương Vũ rũ mắt nhìn bức ảnh trong tay, quay đi nhẹ nhàng lau khóe mắt ẩm ướt. Hóa ra cô không bị bỏ rơi. Mẹ ruột của cô cũng không phải không cần cô. Hai dòng nước mắt trong trẻo cũng tuôn ra từ đôi mắt đục ngầu của bà cụ, chạy xuống thái dương rồi thấm vào tóc bà. Đáng tiếc ca, đáng tiếc con bé sau khi sinh cháu ra liền. Mẹ cháu số mệnh không tốt, đứa nhỏ Thiến Nam này, mệnh thật là khổ. Thương Vũ dùng khăn giấy lau đi nước mắt trên mặt bà nội, Khương Chỉ Oánh kéo tay cháu gái qua, nhìn cô, cái trâm cài trên đầu cháu. Thương Vũ giơ tay sờ vào sau đầu, cổ tay nhẹ nhàng rút ra. Mái tóc đen xõa xuống, cô đưa chiếc trâm cài tóc bằng gỗ cho bà cụ. Khương Chỉ Oánh vuốt ve chiếc kẹp tóc hoa cát cánh, đây là vật mẹ ruột của cháu để lại cho cháu, mẹ cháu vội vã rời đi, chỉ nói muốn đưa thứ này cho cháu. Cháu còn tưởng rằng đây là đồ vật trước kia của bà. Thương Vũ nhìn chiếc trâm cài tóc bằng gỗ, khẽ chớp mắt, bà ấy, còn để lại thứ gì không? Khương Chỉ Oánh chậm rãi chớp mắt, hơi nhíu mày. Bà đã lớn tuổi, nhớ lại chuyện cũ cũng rất tốn sức lực, nhưng có những việc, vừa nhắm mắt lại liền sẽ nhớ tới. Tỉ như cách cô gái khốn khổ nắm chặt tay bà khóc lóc ủy thác, còn có dáng vẻ đồng tử giãn ra từng chút một, trong miệng không ngừng lẩm bẩm hối hận. Mẹ cháu nói rằng con bé hối hận khi lấy một người đàn ông mà mình không thích. Bà ấy cảm thấy có lỗi với cháu và bản thân mình, mẹ cháu còn nói. Bà cụ chậm rãi cau mày, nói cái gì, cũng rất hối hận khi yêu một người nào đó. Mẹ cháu nói, không yêu thì không tốt, yêu cũng không tốt, nếu có kiếp sau, con bé chỉ muốn yêu chính mình mà thôi. Bà cũng không rõ lắm. Khương Chỉ Oánh lặng lẽ thở dài, ta tính toán, mẹ cháu khi mang thai cháu, cũng đã 34 tuổi rồi, trước kia lấy chồng sinh con ở tuổi này là rất muộn. Mẹ cháu chắc là, đã gặp phải chuyện gì đó. Hoặc là, lúc ở Bắc Kinh đã gặp được người nào đó. Ánh mắt Thương Vũ thoáng động một chút nhưng không nói gì. Bà cụ thở dài, không yêu thì không tốt, yêu nhiều cũng không tốt. Lời này, thực ra cũng có đạo lý. Bà nhìn cháu gái với đôi mắt đỏ hoe, bình tĩnh nói, bảo bối, trái phải nhớ kỹ, quá đầy thì sẽ tràn, bất mãn thì thua thiệt, nhỏ thì sẽ đầy, mọi thứ đều là như thế. Chuyện tình cảm này, cũng không ngoại lệ. Trong lòng Thương Vũ kịch liệt rung động. Một bóng dáng cao lớn bất giác nhảy ra khỏi tâm trí cô. Bà đoán là, mẹ ruột cháu từng trải qua nỗi đau trong tình yêu. Ai, con bé là một người thông minh như vậy mà. Khương Chỉ Oánh đập đập tay cháu gái, cháu ngàn vạn lần, không thể đi vào vết xe đổ của mẹ cháu được. Thương Vũ cúi đầu không nói. Sau khi nhìn xuống bức ảnh một lúc, cô lại hỏi, vậy bố ruột của cháu đâu? Cô gái mím môi, cẩn thận nhìn bà lão, bà có gặp ông ấy không? Ánh mắt Khương Chỉ Oánh trở nên lạnh lùng. đã gặp qua. 2 ngày sau khi cháu sinh ra, gia đình họ đến bệnh viện. Bố mẹ cháu lúc đó còn vì không thể nhận nuôi được cháu nên vô cùng lo lắng. Vội lo liệu tìm người ủy thác cùng luật sư, kết quả, bà cụ lạnh lùng cười lạnh, bố ruột cháu chỉ đến nhìn cháu một chút đã xoay người bỏ đi. Thương Vũ nghiêng đầu, cứng ngắc nhếch khóe miệng, rất tốt. May mắn là họ không cần cháu. Khương Chỉ Oánh nhìn cô gái sắp rơi nước mắt, nhẹ giọng, đúng vậy a, may mắn. Bà đưa bàn tay khô héo ra vuốt ve cánh tay lạnh giá của cô gái, bằng không, bà nội sao có thể có một bé con ngoan như vậy. Thương Vũ quay người lại, nhìn thật sâu vào bà nội, trước khi nước mắt rơi xuống, cô cúi xuống đứng bên giường bà cụ. Bà nội chạm vào cánh tay của cô, rồi chạm vào mái tóc dài rải rác trên giường. Hôm nay bà nội kể cho cháu nghe tất cả những điều này. Cũng coi như hoàn thành lời ký thác của mẹ cháu ở trên trời. Từ tận đáy lòng, bà không muốn nói, bà có thể nói cái gì đây? Đã nhiều năm như vậy, nói cháu không phải là cháu gái ruột của bà sao? Một giọt nước mắt to lớn từ khóe mắt cô gái trượt xuống, lén lút rơi vào chiếc chăn màu trắng. Bà lão lau nước mắt cho cô bằng đôi bàn tay khô héo, rồi nhẹ nhàng hát một bản ca dao ngôn ngữ mà bà thường hát để dỗ cô ngủ. Bé con, đừng nghịch ngợm. Ngồi nghe bà nói. Bé con, đừng hoảng sợ. Đến nghe bà nói. Ngủ một giấc cơn giông sẽ qua đi. Lập tức có thể nhìn thấy những đám mây. Đừng sợ, bé con. Bé con ơi, đừng khóc. Mau mau ngủ đi. Bàn tay bà nội giống như khi còn bé nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Bé con lớn lên sẽ đi rất xa. Sẽ cảm thấy mệt mỏi. Chỉ cần nhớ kỹ giọng nói quê hương bà nói thế nào. Bé con sẽ có lúc bối rối. Đừng quên bước chậm lại một chút. Chậm một chút rồi cháu sẽ hiểu. Cái gì cần ném đi? Đường đời là một cánh đồng. Sự lựa chọn được và mất. Lúc lạc đường hãy ngẫm lại. Năm đó bà nói thế nào? Bài đồng dao của bà nội mang đến sự ấm áp vỗ về đưa cô vào giấc ngủ. Thương Vũ không biết mình lúc nào ngủ, chỉ là trong mộng cũng không an ổn. Cô đã mơ thấy rất nhiều thứ, bố mẹ cô trong giấc mơ còn trẻ, Thiệu Tri Huyền cũng là dáng vẻ khi còn bé. Cô cũng mơ thấy khuôn mặt của mẹ ruột trong bức ảnh, dừng lại trên tấm ảnh là nụ cười của bà, nhưng trong giấc mơ, cô lại cứ khóc mãi. Cuối cùng, không hiểu sao cô lại ngồi vào ghế sau xe máy. Đưa tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc của người đàn ông. Hơi thở cùng nhiệt độ cơ thể của anh rất thật. Họ cùng nhau ở trong gió chiều cùng hát cùng cười, giống như ngày hôm đó. Đột nhiên, chiếc xe máy đổ nhào, cô hét lên và ngã khỏi xe, nhưng ngay sau đó, cô ngã vào vòng tay ấm áp rắn chắc của người đàn ông. Thương Vũ từ trong mộng tỉnh lại, toàn thân giật nảy người một cái. Mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh bình đã bắt đầu nhô lên. Bà bội còn đang ngủ, hô hấp đều đặn mà dài dằng dặc. Ánh mắt rơi xuống đầu giường, Thương Vũ nhìn thấy trâm gỗ của mình, cùng một tấm ảnh cũ đặt ở bên dưới. Cầm lấy ảnh chụp nhìn một lúc lâu, cô đem trâm gỗ cùng ảnh chụp cất vào trong túi xách của mình. Thương Vũ nhẹ nhàng cầm túi đi ra ngoài. Mở túi xách lấy khăn giấy ra, cô đồng thời lặng lẽ bật điện thoại. Bàn tay đang lau mặt tôi chợt dừng lại. Có hơn chục cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ trên WeChat. Khi ngón tay cái chậm rãi trượt trên màn hình, Thương Vũ cảm thấy như không khí trong phổi mình đang bị ép ra từng chút một. Những cuộc gọi nhỡ này dường như được sắp xếp theo trình tự số học theo thời gian. Anh thế mà, cả đêm đều không ngủ. Đầu răng cắn vào lớp da mỏng trên các đốt ngón tay, cô hít một hơi thật sâu. Những ngón tay thả xuống dừng lại trên đỉnh điện thoại, khi cô đang do dự có nên gọi lại hay không, hình ảnh quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện trên màn hình. Lông mi Thương Vũ run rẩy 2 lần, gần như nín thở. Chương 27, Quà Phượng Hoàng. Điện thoại di động im lặng. Nhưng Thương Vũ nhìn biểu tượng đang đập trên màn hình, cảm thấy lòng bàn tay tê dại. Ngay cả trái tim cô cũng có chút đau. Cô đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào điện thoại cho đến khi cuộc gọi thoại tự động ngắt máy. Thêm một cuộc gọi nhỡ nữa. Thương Vũ cứng đờ để cánh tay xuống, không biết vì cái gì, cái mũi có chút chua xót. Bé con, tiếng kêu yếu ớt của bà nội vang lên từ trong phòng bệnh. Bé con. Thương Vũ nhanh chóng đáp lại, giơ tay lau khóe mắt ướt át rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Bà cụ vừa tỉnh dậy, so với hôm qua tốt hơn nhiều. Nhìn thấy dưới mắt cháu gái có 2 vầng xanh đen nhạt, Khương Chỉ Oánh đau lòng bảo cháu gái về nhà nghỉ ngơi. Thương Vũ cũng không vội rời đi mà đợi bác sĩ khám xong, Thiệu Tri Huyền đến thay phiên cho cô, sau đó cô mới thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng bệnh. Chậm rãi đi dọc theo hồ nhân tạo của viện dưỡng lão hướng về phía cửa, Thương Vũ liên tiếp hắt hơi 2 cái, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Ngày đầu tiên của tháng 6, thời gian đã chính thức bước vào mùa hè, thời tiết ngược lại bắt đầu giảm xuống, mây đen dày đặc trên bầu trời, dường như sắp có bão. Thương Vũ sờ lên cánh tay trần trụi, từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Anh không tiếp tục gọi điện thoại, cũng không gửi tin nhắn đến. Kéo xuống khóe môi khô khốc, Thương Vũ trong lòng cười nhạo chính mình. Cô đang chờ mong cái gì? Không phải vừa rồi là cô không chịu nhận điện thoại của người ta sao? Chớp mắt xua đi những suy nghĩ hỗn loạn, đè xuống tâm tư của chính mình, Thương Vũ bước nhanh đi ra ngoài. Sau khi rẽ vào một góc nhìn về phía cửa, cô đột nhiên dừng lại. Trong một khoảnh khắc, Thương Vũ cho rằng mình đang gặp ảo giác, dường như cô lại nhìn thấy giấc mơ của mình. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông bên cạnh xe như thể đang linh cảm được điều gì đó quay lại nhìn về phía cô. Những điểm nhấn màu đỏ giữa các ngón tay của anh nhấp nháy 2 lần, dập tắt điếu thuốc, lưng eo có chút sụp xuống đứng thẳng dậy, nhìn cô từ xa. Thương Vũ mím môi, cứng nhắc bước tới trước mặt người đàn ông đó. Cô không nhìn anh, cụp mắt xuống, đang lưỡng lự không biết nên nói như thế nào thì người trước mặt lên tiếng trước. Xong việc rồi sao? Giọng anh hơi khàn vì khói thuốc, nhưng vẫn trầm thấp nhẹ nhàng, không hề có ý trách móc cô. Lông mi Thương Vũ run rẩy, cô ngước mắt lên. Bà cụ sao rồi? Tông Duệ lại hỏi. Tốt hơn nhiều rồi. Thương Vũ nhẹ nhàng trả lời. Cô vô thức nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của người đàn ông trước tiên, nhưng không hiểu sao lại bị thu hút bởi bộ râu xanh rậm rạp trên cằm anh. Cổ họng cô có chút nghẹn lại, cô nói tiếp, bác sĩ nói không còn nguy hiểm nữa. Vậy thì tốt. Tông Duệ thở ra, sáng nay nghe nói bà cụ bị bệnh, cho nên tôi nghĩ em sẽ ở đây cả đêm. Thương Vũ chớp mắt mấy cái, không hỏi anh là từ đâu mà nghe nói, cũng không hỏi anh làm sao lại biết bà nội ở tại viện dưỡng lão này. Cô phát hiện trước đây cô đã bỏ qua một điểm rất quan trọng về anh, giống như mẹ cô mới ngày hôm qua đã phát hiện ra anh thâm tàng bất lộ vậy. Hôm qua bảo vệ luận văn xong liền trực tiếp tới đây sao? Tông Duệ nhìn cánh tay lạnh như ngọc của cô gái dưới bộ sườn xám ngắn tay, sau đó cau mày liếc nhìn bầu trời u ám, hôm nay nhiệt độ giảm. Anh đang nói về việc hạ nhiệt, nhưng trên cơ thể người đàn ông dưới ống tay áo đen không có một chút lạnh lẽo nào. Mở cửa sau, anh lấy ra một chiếc áo khoác denim, vũ nó ra rồi khoác lên vai cô gái. Thương Vũ nhận ra chiếc áo khoác này chính là chiếc áo cô thấy anh mặc lần đầu tiên khi cô gặp Tông Duệ trên máy bay. Không ngờ nó lại to đến thế. Chiếc áo còn che mất cả đùi cô, ôm trọn lấy cơ thể cô. Giống như anh ôm cô vào lòng. Trong khi suy nghĩ của cô còn đang lang thang, bàn tay đang cài cúc áo cho cô của người đàn ông dừng lại, lòng bàn tay to lớn của anh giữ lấy gáy cô, ôm cô vào lòng. Mệt muốn chết rồi có phải không? Bờ môi anh dán thái dương cô trầm thấp hỏi, dỗ dành giống như đang dỗ một đứa trẻ, hửng. Phần thịt mềm mại sau tai bị ngón cái thô ráp của người đàn ông cọ sát, vô thức co rúm lại. Thương Vũ rút lui về sau nửa bước, rũ mắt nhìn xuống mặt đất, có chút mệt mỏi. Bàn tay trên gáy im ắng rơi xuống. Thương Vũ không ngẩng đầu, nhưng có thể cảm nhận được Tông Duệ vẫn luôn một mực quan sát mình. Một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng nói, đi thôi, đưa em về nhà nghỉ ngơi. Cửa ghế phụ bị kéo ra, Thương Vũ lúc này mới chú ý tới chiếc xe đang đậu bên đường. Đó không phải là chiếc xe thể thao bắt mắt của anh, cũng không phải là chiếc xe Thương Vụ sang trọng mà cô từng thấy trước đây. Nghĩ tới trên đường đi để em có thể ngủ thêm một lát nên không lái xe máy. Tông Duệ hất cầm về phía ô tô, cười nói, cái này không gây sự chú ý phải không? Để ở tầng hầm đã bám đầy bụi mấy năm rồi. Thương Vũ liếc nhìn logo ngôi sao 3 cánh nhưng không nói gì, có lẽ đây là chiếc xe mộc mạc nhất thế giới. Vừa ngồi vào ghế phụ, cô liền ngửi thấy mùi thơm. Trên bảng điều khiển trung tâm có hộp bánh rán, sữa đậu nành cùng đồ ăn nhẹ. Tông Duệ ngồi vào xe, đưa tay sờ hộp đóng gói. Vẫn còn ấm. Ăn một chút đồ ăn nhẹ trước đi. Anh mở hộp thức ăn ra, hỏi cô gái, buổi sáng đã ăn gì chưa? Thương Vũ lắc đầu, không đói lắm. Thiệu Tri Huyền thực sự đã mang rất nhiều bữa sáng đến viện dưỡng lão, nhưng cô không thấy thèm ăn chút nào. Nhìn Tông Duệ mở hộp cơm, ánh mắt của cô chuyển động, 2 ngày trước bọn họ đi chợ đồ ăn vặt, món cô thích nhất là bánh bao áp chảo nhân tôm càng. Muốn đi chỗ nào? Người đàn ông nổ máy, đường Đông Nghi. Hay là căn hộ mà em thuê? Trong tiềm thức muốn quay trở lại căn nhà thuê, Thượng Du chậm rãi nhớ lại, căn nhà tôi thuê hôm qua tôi đã trả tiền thuê nhà. Đoạn Tiêu Ninh tìm được công việc mới ở quận mới, từ tháng trước đã không sống cùng cô. Một mình cũng không phải không thể thuê, chỉ là cô đã tốt nghiệp rồi, cũng không thể mượn danh nghĩa về ký túc xá để lén lút trở về nhà thuê được nữa. Trong lòng cô có một sự trống rỗng khó tả. Vậy là đường Đông Nghi? Tông Duệ lại hỏi. Thương Vũ cau mày, trong lòng kháng cự. Bây giờ cô ấy muốn có thêm thời gian và không gian để ở một mình, để giải quyết tâm trạng hỗn loạn của mình. Nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy mũi cô gái nhăn lại, Tông Duệ nhướng mày, trầm giọng cười, muốn đến chỗ của tôi thì cứ nói thẳng ra. Thương Vũ không trả lời câu nói đùa của người đàn ông, im lặng 2 giây mới nói, tôi về chung cư. Cô báo tên một khu dân cư, chính là tòa nhà cao tầng nơi mà Thiệu Nhất Lam đã mua cho cô vài năm trước. Giọng điệu của cô gái vẫn như thường lệ, nhưng Tông Duệ vẫn nhạy bén nắm bắt được điều gì đó. Anh liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong gương, thu lại ý cười. Áp suất không khí trong xe không hiểu sao lại hạ xuống. Thương Vũ mím môi, cầm bánh bao tôm chiên trên đùi lên. Rất kỳ quái, ngày đó rõ ràng ăn rất ngon miệng, nhưng bây giờ cô lại không thấy thèm ăn chút nào. Coi như, từ trưa hôm qua đến giờ cô chưa ăn gì, thậm chí cô còn không cảm thấy đói. Sau khi miễn cưỡng ăn xong bánh bao chiên, Thương Vũ đóng nắp hộp lại. Tông Duệ đem dáng vẻ ăn không biết vị của cô gái thu hết vào mắt. Những ngón tay thon dài của anh chạm vào nút bấm trên xe, một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên. Giọng nói của người đàn ông cũng rất ôn hòa, ngủ một giấc đi, một lát sẽ ổn thôi. Cô gái khẽ ngâm một tiếng rồi rút vào trong áo khoác của anh như một chú mèo con. Nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô gái mang theo thất vọng mất mát mê man, lòng Tông Duệ mềm xuống. Ngay lúc anh định vươn tay qua bảng điều khiển trung tâm để nắm lấy tay cô thì người bên cạnh lặng lẽ khoanh tay lại, chính là dáng vẻ phòng bị. Tông Duệ hơi buông lỏng tay phải trên vô lăng rồi siết chặt, đầu lưỡi chậm rãi di chuyển theo vòng tròn trên quai hàm. Thương Vũ cứ nhìn khung cảnh con đường đang lùi xa ngoài cửa sổ xe, không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. Khi cô tỉnh lại lần nữa, khung cảnh xung quanh có chút tối tăm. Ô tô cũng đang đậu. Chớp đôi mắt còn mơ màng, Thương Vũ rất nhanh phát hiện ra nguồn gốc hơi ấm trên người mình. Ngoài chiếc áo khoác quấn chặt quanh người, một tay của cô cũng bị người đàn ông nắm lấy. Bàn tay to khô ráo ấm áp hoàn toàn bao bọc lấy cô. Làn da cùng nhiệt độ cơ thể của họ dường như tan chảy cùng nhau. Lông mi Thương Vũ run rẩy, trong lòng dâng lên một loại cảm giác xúc động không rõ. Kể cả đầu ngón tay cũng như vậy. Người đàn ông bên cạnh lập tức có phản ứng. Tỉnh rồi sao? Giọng nói của anh lười biếng mệt mỏi, khàn khàn như đại cát, giống như cũng mới vừa tỉnh. Bị anh từ chỗ ngồi kéo dậy, Thương Vũ gỡ tay người đàn ông ra, dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là đâu? Gara ngầm khu nhà của em. Tông Duệ trả lời. Thương Vũ lấy ra điện thoại di động nhấn sáng màn hình. Lập tức kinh ngạc. Đã xế chiều. Cô vậy mà lại ở trong xe của anh ngủ lâu như vậy. Còn ngủ rất say, cũng rất an ổn. Màn hình điện thoại chiếu sáng khuôn mặt có chút kinh ngạc của cô gái, Tông Duệ chủ động mở miệng, em còn ngủ nên không đánh thức em dậy. Anh cử động cái cổ cứng ngắc của mình, đưa tay chạm vào đỉnh đầu vừa ngủ dậy có chút loạn của Thương Vũ, thấy dễ chịu hơn chưa? Thương Vũ nhẹ nhàng một tiếng, bất động thanh sắc đẩy tay người đàn ông ra. Lúc cánh tay rơi xuống, vẻ mặt của Tông Duệ cũng cứng đờ. Thương Vũ đã mở cửa xe bước ra ngoài. Cô cởi áo khoác ấm, gấp chiếc áo khoác denim rồi đưa cho người đàn ông. Tôi về trước. Tông Duệ cũng không đưa tay nhận lấy, anh nhìn chằm chằm bộ quần áo đó 2 giây, sau đó nhấc mí mắt lên nhìn cô gái. Em có tâm sự. Không phải câu nghi vấn, là câu khẳng định. Thương Vũ ngước mắt nhìn người đàn ông, mím môi, 2 ngày nay, trong nhà có chút chuyện. Nốt ruồi chu sa giữa lông mày của cô nhăn lại, cô nhỏ giọng, không chỉ có bà ngoại bị bệnh, mà còn có liên quan đến tôi. Tông Duệ trầm giọng tiếp lời, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô gái. Đối mặt với lời nói và ánh mắt trực tiếp của anh, Thương Vũ nhất thời không nói nên lời. Người đàn ông này chính là như vậy, nhìn như bất cần đời không ra gì, kỳ thực nội tâm kín đáo lại vô cùng nhạy cảm. Luôn có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư cô. Sao vậy? Tông Duệ tiếp tục hỏi, đôi chân dài ngồi trên nắp động cơ, duỗi chân thả lỏng, nói một chút đi. Thương Vũ lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong 2 ngày qua, tốt nghiệp, những gì Thiệu Tri Huyền đã nói với cô, những gì bố mẹ cô công khai hay ẩn ý nói tại bàn ăn, những sự việc trong quá khứ của bố mẹ ruột cô. Ngược lại, cô chợt không biết phải nói gì. Một lúc lâu sau, cho đến khi có một chiếc ô tô chạy vào tầng hầm, đổ ở nơi không nhìn thấy, tiếng bước chân của những người xuống xe dần dần biến mất. Thương Vũ liếm vành môi dưới, nhẹ giọng nói, hôm qua tôi nghe mẹ tôi nói, công việc kinh doanh của anh hình như có tiến triển lớn. Có chút kinh ngạc cô vậy mà lại nói đến chuyện này, Tông Duệ mi tâm khẽ động, gật đầu, lúc em gọi đến tôi đang bận chuyện này nên không nhận máy được. Thương Vũ châm à một tiếng, hơi chớp mắt, mẹ tôi nói, anh đến đây lâu như vậy, ngoài mặt dường như không làm gì cả, trên thực tế là... Không muốn trích lại chính xác lời mẹ nói, cô đổi từ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Xem như vậy đi. Sao vậy? Tông Duệ nghiêng đầu nhìn Thương Vũ, dì không vui vì trước đó tôi đề cập đến với dì à? Không có. Thương Vũ lắc đầu, việc làm ăn đã xong, bà ấy rất vui vẻ. Việc này khá phức tạp. Người đàn ông chặt lưỡi, nói đơn giản, thỏa thuận này ngay từ đầu đã không suôn sẻ. Những con cáo già đó quá thông minh, nếu tôi không giả vờ lừa họ trước, họ sẽ chơi đùa xoay tôi như chong chóng. Là như vậy sao? Thương Vũ nhàn nhạt lên tiếng đáp lại, một bên lại nhìn Tông Duệ một chút, như có điều suy nghĩ. Tông Duệ nhíu mày nhìn cô chần chừ không nói. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Lông mi cô gái rung lên hai lần, cô từng chút một ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông. Cho nên, anh khoảng thời gian này đều ở đây giả vờ sao? Ánh mắt rũ xuống, giọng nói cũng như thế, bất cứ lúc nào cũng là giả sao? Tông Duệ không nói gì, ánh mắt nhìn cô gái dần dần trở nên sâu hơn, giọng nói cũng vang lên, có ý gì? Thương Vũ môi mấp máy, cổ họng cứng ngắc, chúng ta biết nhau là vì anh có quan hệ làm ăn với nhà chúng tôi. Nhưng lâu như vậy, anh cũng không nhắc qua phương diện này với tôi. Cô không biết nên làm sao biểu đạt cảm giác này, có lẽ dùng câu nói trước đó của Thiệu Tri Huyền tương đối phù hợp, anh ấy mà cô biết, có phải là, chỉ là cái mà anh muốn để cô nhìn thấy. Em muốn biết cái gì? Tông Duệ ngồi trên mui xe nhìn cô gái, giọng điệu vẻ mặt không còn hào phóng như thường ngày nữa. Tôi không có nói với em, một là cảm thấy em đối với phương diện này không có hứng thú, thứ hai, không phải tôi đang theo đuổi em hay sao à, muốn tôi để cho em biết, túi tiền trong nhà em đang ở trong tay tôi sao? Anh rít lên một tiếng, nếu tôi thật sự nói với em điều này, em có thể tự do tự tại mà thoải mái khi ở trước mặt tôi sao? Thương Vũ hai mắt lóe lên hai lần, không nói nên lời. Tông Duệ nhìn khuôn mặt vô cảm của cô gái, tự dẫu bật cười. Hóa ra, là vì cái này. Anh đột nhiên cảm thấy bản thân rất ngốc, trên thế giới này, anh luôn đeo chiếc mặt nạ tiểu tông gia trước mặt mọi người. Chỉ có cô. Ở trước mặt cô, anh chưa bao giờ coi mình là cái người ở trên cao kia, với cô anh chỉ là Tông Duệ. Một Tông Duệ hoàn chỉnh chân thật nhất. Nhưng người ta không tin vào sự chân thành thuần túy của anh. Lồng ngực rộng lớn của người đàn ông phập phồng lên xuống thật sâu. Thương Vũ. Lông mi Thương Vũ run rẩy, ngẩng đầu nhìn anh. Đây có lẽ là lần thứ hai anh gọi cô bằng tên. Giống như lần trước, nó trầm thấp, mềm mại, rõ ràng có chút bị đè nén. Khoảng thời gian này tôi đối với em thế nào, tôi đến cùng là người như thế nào? Tông Duệ giơ tay chọc chọc vào ngực mình, hơi nhướng mày, bản thân em không cảm nhận được sao? Thương Vũ nhìn vào đôi mắt rực lửa của người đàn ông, đột nhiên phát hiện màu sáng trong đồng tử của anh đỏ ngầu, gắn đầy tơ máu. Nhớ tới trước đó anh đã nói với cô rằng anh đã học cả đêm, lại thêm anh đã gọi điện cho cô suốt đêm qua. Anh cũng đã thức trắng đêm hai đêm liên tiếp. Người khác nói mấy câu, em liền lập tức cứ như vậy không để ý đến tôi. Tông Duệ cắn răng khịt mũi khẽ hừ một tiếng, vậy đoạn thời gian này của tôi ở đây cũng coi như theo đuổi vô ích. Tim đột nhiên co thắt lại, Thương Vũ siết chặt vạt áo khoác, từ từ cụp mắt xuống. Tâm trạng vốn đã hỗn loạn lại càng trở nên phức tạp hơn, xen lẫn sự khó chịu, tự trách mình, bối rối và còn nhiều cảm giác không thể nói rõ, cả người giống như sắp bị những cảm xúc đó đè bẹp. Nước mắt cũng đều muốn rơi xuống. Thương Vũ cứng nhắc gật đầu, nuốt xuống cổ họng nóng bừng, làm chậm trễ lãng phí thời gian của anh. Cô đặt chiếc áo khoác nhăn nheo trên tay lên xe. Tôi vẫn nên đi trước. Vừa mới xoay người, cổ tay liền bị kẹp chặt. Cả người đều bị một cổ khí lực mạnh mẽ kéo vào vòng tay của người đàn ông. Đi cái gì mà đi? Tông Duệ đè ép âm thanh ở bên tai cô nói. Tôi nói là theo đuổi vô ích, cũng không nói là không theo đuổi. Trong giọng nói của anh có chút hung hăng, bàn tay đang ôm eo cô cũng vậy, xương bàn tay dài rộng đầy sức lực, như thể anh đã muốn khóa chặt cô vào cơ thể mình. Ngay cả đôi môi cũng như chìm vào trong tai cô. Ông đây thích em. Mẹ nó. Cho dù bắt tôi phải theo đuổi 10 lần cũng đều không uổng phí. Chương 28, Hoa đẹp và trăng tròn. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Giống như là từ trong gió lạnh được ngâm vào trong nước nóng, thân thể cùng trái tim Thương Vũ đều hung hăng run run một chút. Nước mắt lập tức tràn mi. Lúc cô khóc cũng không phát ra chút âm thanh nào. Nhưng hơi ẩm ấm áp nhanh chóng xuyên qua lớp vải mỏng manh của người đàn ông đốt cháy làn da của anh. Nó cũng đốt cháy trái tim anh. Ánh mắt Tông Duệ đột nhiên có chút gấp gáp. Ai? Anh ở bên tai nói thật nhỏ, tôi còn chưa có thương tâm đâu, em tại sao ngược lại còn khóc trước chứ? Không phải. Cô thầm nói ở trong lòng. Cô không muốn khóc. Cũng không phải cố ý tổn thương trái tim người khác. Chỉ là không biết tại sao. Khi được ôm trong vòng tay anh, loại cảm giác an tâm này khiến cô thật sự muốn khóc. Anh không có để cho cô rời đi. Cô không hề bị từ bỏ. Cô được anh kiên định lựa chọn. Nước mắt càng thêm mãnh liệt, hơi nóng ẩm ướt thấm vào quần áo của người đàn ông. Ngâm đến trái tim của anh đều như mềm nhũn ra. Được rồi. Tông Duệ nhẹ giọng nói, anh không có kinh nghiệm dỗ dành con gái, tay chân anh luống cuống, chỉ có thể tiếp tục hung hăng ôm chặt người đó vào lòng, đều tại tôi chán ghét, tôi hỗn đảng. Đừng khóc có được không? Ông đây rất đau lòng. Chết đối diện chỗ đậu xe bỗng nhiên có một người đàn ông đi đến, vừa đi vừa liên tục quay đầu nhìn hai người bọn họ. Nhìn cái gì? Tông Duệ lập tức nói, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng áp bách, chưa từng thấy con gái khóc sao? Người đàn ông lập tức thu hồi ánh mắt, tăng tốc bước chân rời đi. Nhận ra xung quanh mình còn có người, Thương Vũ có chút xấu hổ, vội vàng kìm nước mắt. Đại tiểu thư. Tông Duệ dùng bàn tay to lau đi khuôn mặt ướt sũng nước mắt của cô gái, dịu dàng nói, chúng ta đổi chỗ khác khóc có được không? Để người ta nhìn thấy còn tưởng rằng tôi đang bắt nạt em. Thương Vũ cởi cánh tay đang ôm ấp cô của người đàn ông ra, hít mũi một cái, chúng ta lên lầu đi. Tông Duệ mở cửa xe, lấy đồ của cô gái, lại mặc áo khoác vào người cô, cánh tay cô so với trước đó còn lạnh hơn. Quần áo trùng lên còn chưa đủ, suốt đường đi cánh tay người đàn ông luôn đặt trên người cô, ôm cả người cô đi vào thang máy. Con số trên nút thang máy nhảy lên 17, hai người bước ra ngoài. Thương Vũ ở trên điện thoại di động nhấn mấy lần, cửa phòng vang lên một tiếng, tự động mở ra. Căn nhà nhỏ này là mấy năm trước mẹ cô mua cho cô. Khi Thương Vũ mới vào đại học, cô thường đến đây sống, khi biết cô ở đây, người trong nhà cũng thường xuyên đến thăm cô. Thương Vũ cảm thấy ở trong ký túc xá tự do vẫn tốt hơn, sau này cũng rất ít khi đến đây. Ngôi nhà không có người ở lâu ngày, nhưng vẫn được lau dọn rất sạch sẽ và ngăn nắp. Sau khi trở về, người đàn ông lập tức đảo khách thành chủ, vừa bước vào cửa liền đi vào bếp lấy một chai nước khoáng. Sau khi kiểm tra hạn sử dụng, anh mở nắp chai rồi đưa đến bên miệng cô gái. Thấy anh không có ý định buông tay, Thương Vũ nắm lấy tay người đàn ông uống vài ngụm. Tông Duệ đem phần nước còn lại một hơi uống cạn sạch, đem chai rỗng ném vào thùng rác. Quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô gái, anh nhíu mày, khóc xong có dễ chịu hơn không? Thương Vũ cụp vành mắt đỏ hoe xuống, chóp mũi nhíu lại. Ai, vẫn còn muốn khóc nữa sao? Người đàn ông nghiêng đầu liếc nhìn cô, giọng điệu mang theo sự cưng chiều cùng trêu chọc, anh đưa tay ôm lấy đầu vai cô đến đây. Ôm ca ca rồi lại khóc tiếp. Thương Vũ tựa vào trong vòng tay của người đàn ông, xuyên qua cánh tay của anh nhìn về phía cửa sổ kính sát đất. Tấm kính khổng lồ bị mờ đi bởi sương mù cùng những giọt nước. Cơn mưa đầu tiên của tháng 6 cuối cùng cũng rơi. Ánh mắt ngấn nước của cô dần dần dừng lại. Được bao bọc chặt chẽ bởi nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở của anh, cô chợt cảm thấy nội tâm mình trở nên an ổn bình tĩnh đến không ngờ. Hôm qua bà nội đột nhiên bị bệnh nặng, tôi vừa tan trường liền đến viện dưỡng lão. Thương Vũ nhắm mắt trong vòng tay của người đàn ông, nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh. Tông Duệ một tay vuốt ve sau đầu cô gái, ngón tay thon dài luồn vào trong tóc, dịu dàng vuốt ve an ủi tạo nên tiếng xào xạc. Hôm qua mệt muốn chết rồi đúng không? Thương Vũ nhỏ giọng một tiếng, tối qua bà nội nói với tôi rất nhiều. Cô ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục, thật ra tôi không phải là con ruột của bố mẹ. Lời vừa ra khỏi miệng, Thương Vũ lập tức có loại cảm giác như trút được gánh nặng y, hóa ra thứ cô cần chính là một lối thoát như vậy. Động tác vuốt ve trên đầu dừng lại một chút. Sau 2 phút im lặng trống rỗng, người đàn ông mỉm cười rất khẽ. Tôi bảo sao? Lần đó ở Bình Đàn Quán, tôi có cảm giác như em là được thả xuống nơi này, đã vậy còn. Tông Duệ kéo cô gái ra khỏi lòng mình, cúi đầu nhìn vào mắt cô, y giọng điệu không đứng đắn nhưng đôi mắt màu hổ phách lại rất dịu dàng. Đã vậy còn, xinh đẹp giống như tiên nữ vậy. Thương Vũ bật cười, vỗ nhẹ vào cánh tay người đàn ông ba hoa này. Thực ra, cô lại tựa vào trong ngực anh, đổi sang tư thế thoải mái hơn, từ nhỏ tôi đã biết mình không phải con ruột bố mẹ mình. Tông Duệ khẽ nhíu mày, em đã sớm biết rồi sao? Loại chuyện này, trưởng bối trong nhà không phải đều muốn che giấu sao? Thương Vũ rầu rĩ nói, hộ khẩu của tôi được đăng ký ở nhà họ hàng, hàng xóm luôn biết, khi còn bé tôi từng nghe họ nói qua. Miệng thật rác rưởi. Tông Duệ thấp giọng mắng. Thương Vũ cũng không trách móc họ, chỉ khẽ cười, thật ra họ cũng không nói ra lời gì không tốt. Người nhà tôi đối xử với tôi rất tốt. Nhiều năm như vậy, bố mẹ đối tôi coi như con đẻ. Cô nhìn căn hộ được trang hoàng lộng lẫy của mình rồi nhìn chiếc tủ đứng trên tường y bên trong đó, đều là những chiếc túi xách nổi tiếng mà mẹ cô đã mua cho cô. Tôi rất biết ơn bọn họ, cũng cảm thấy mình rất may mắn. Đặc biệt là sau khi biết bố ruột của mình là người như thế nào. Nhưng, nên nói thế nào đây? Thương Vũ mím môi, không biết nên diễn tả cảm giác này như thế nào. Tông Duệ thay cô trả lời, chính là luôn cảm thấy mình đang nợ ân tình sao? Lông mi Thương Vũ run rẩy, là loại cảm giác này. Cô từ nhỏ đã là một đứa trẻ nhạy cảm yếu đuối. Sau khi biết mình không phải con ruột, trong lòng cô dường như luôn cảm thấy có một gánh nặng đè xuống. Đều nói không sinh ra nhưng có công dưỡng dục, trăm kiếp cũng khó báo đáp nổi. Cô được cha mẹ xem như kim tôn ngọc quý mà nuôi dưỡng, càng không thể báo đáp nổi. Yêu thương, xem như bảo bối, như viên ngọc quý ở trong tay mà nâng niu. Cảm thấy nợ ân tình lớn của bố mẹ, thế nên cô luôn ngoan ngoãn nghe lời họ, nghe lời bố dạy học đàn tỳ bà, cố gắng nỗ lực hoàn thành mong đợi của ông về chuyện kế thừa truyền thống của gia đình. Nghe lời mẹ cố gắng học tập thật tốt, không nghĩ đến bất cứ điều gì khác, từ nguyên tắc không được yêu sớm, đến những chuyện nhỏ nhặt như quần áo đầu tóc. Một khi làm bố mẹ không vui, cô ấy sẽ cảm thấy có lỗi. Nếu không phải chuyện của Thiệu Tri Huyền khiến trong lòng cô sinh ra kháng cự, có lẽ cô vẫn sẽ là một cô con gái ngoan ngoãn của bố mẹ. Trước kia anh nói đùa nói tôi trưởng thành bắt đầu phản nghịch, y Thương Vũ ngắn ngủi cười một cái, đúng thật là như vậy. Nhưng tôi cũng thấy có lỗi với họ. Cô hạ giọng, mắt hạnh mang theo hơi nước chậm rãi rơi ra. Có lẽ đúng như anh nói, tôi không quen nhận ý tốt của người khác. Hóa ra, những lời anh nói sớm đã đi vào trái tim cô. Khi cô thậm chí còn không nhận ra điều đó. Tông Duệ. Cô gái nhẹ nhàng gọi người đàn ông, trong giọng nói luôn dịu dàng của cô lại có thêm cảm giác vụn vỡ mà cô cố gắng kiềm chế. Thật ra tôi không phải không tin anh. Thương Vũ ngẩng mặt nhìn người đàn ông, đôi mắt ương ướt hai bên như hồ nước trong vắt, là tôi không tin chính mình. Anh đối xử với tôi tốt như vậy, nhưng lại chưa bao giờ yêu cầu tôi báo đáp. Cô mím môi, cúi đầu, tôi sẽ cảm thấy khó có thể tin. Cảm thấy lo được lo mất. Sẽ cảm thấy tôi không xứng đáng. Bàn tay của người đàn ông chạm vào gáy cô từ một bên sườn mặt. Ai nói tôi không muốn em báo đáp? Thương Vũ sửng sốt một chút, hả? Các đốt ngón tay bên gáy chống đỡ nâng cầm cô lên, cô bị anh buộc phải ngẩng đầu, cùng anh bốn mắt đối diện nhau. Em chẳng lẽ không biết tôi muốn gì sao? Người đàn ông nhìn cô thật sâu, tại sao trong mắt một người có thể đồng thời tràn ngập sự thận trọng từng ly từng tí cùng sự chiếm hữu mãnh liệt như vậy? Tôi muốn em. Lời nói thẳng thắn vang lên rõ ràng bên tai Thương Vũ, lông mi rung lên 2 lần, sắc mặt bắt đầu nóng lên. Tông Duệ trầm giọng cười khẽ, lại nghĩ cái gì thế? Anh tặc lưỡi, lại thở dài, tôi thừa nhận, bình thường tôi cũng có chút lưu manh với em, để em thật sự coi tôi là một tên lưu manh thuần túy sao? Thương Vũ lúng túng, cánh môi mím lại, vậy anh nói như vậy. Ý của tôi là... Người đàn ông nghiêng người nói những lời yêu thương vào tai cô, muốn đem em nâng niu trong lòng bàn tay, muốn đem em ôm vào lòng thật chặt, muốn đem em khắc sâu vào trong trái tim mình. Anh dừng lại, kiên định nói, muốn em, hoàn toàn thuộc về tôi. Thương Vũ ánh mắt chấn động. Đồng thời, trái tim cũng đập mạnh hơn. Ngón tay cái của người đàn ông vuốt ve một bên mặt cô, ánh mắt thật gần chăm chú nhìn cô. Bất quá ở trước mặt tôi, em không cần phải ngoan như vậy, hiểu không? Thương Vũ ánh mắt khinh động, Tại sao? Tông Duệ cười ị như thể câu hỏi của cô thật ngốc nghếch. Bởi vì cho dù em có dáng vẻ gì, ông đây cũng đều thích. Thương Vũ ngơ ngác nhìn vào mắt người đàn ông. Cô cảm giác như mình sắp chết chìm trong biển hổ phách này. Ở trước mặt tôi, em muốn khóc muốn cười, muốn nháo loạn, muốn tức giận, không nói lý y muốn thế nào cũng đều được. Tông Duệ giơ tay đánh vào lồng ngực rắn chắc của anh, nếu như em bằng lòng thì cứ việc lao vào đây. Không quan tâm tốt hay xấu, tôi đều thu nhận hết. Thương Vũ chớp mắt, chóp mũi lại cảm thấy có chút đau nhức. Vậy nếu như cô nhìn người đàn ông với đôi mắt đỏ bừng, nếu sau này anh phát hiện ra tôi thực sự không tốt như anh nghĩ. Vậy thì thật tốt. Tông Duệ nhìn cô cười xấu xa, tôi cũng không tính là người tốt. Hai người xấu chúng ta ở cùng với nhau, tránh khỏi tai họa cho người bên ngoài. Thương Vũ cũng nhẹ nhàng cười. Di chuyển cánh tay của mình, cô lại ôm lấy eo người đàn ông, lao vào cái ôm vững chắc đã hứa hẹn cùng cô. Có thể tôi vẫn sẽ còn khiến anh tức giận như hôm nay. Cô gái nhỏ nhẹ thì thầm, tôi rất kém ăn nói. Đôi khi những gì tôi nói cùng những gì tôi nghĩ cũng không giống nhau. Không sao cả, tôi cũng không phải là người giỏi ăn nói. Tông Duệ siết chặt vòng tay, hoàn toàn kéo cô gái vào lòng. Nếu có chuyện gì không vừa ý em có thể nói ra, tôi nhất định sẽ sửa đổi. Editor, vì Thương Vũ đã nhận ra tình cảm của chính mình và chấp nhận Tông Duệ nên mình đổi cách xưng hô cho nhân vật là anh, em nhé. Thương Vũ khẽ một tiếng, lại biểu môi một chút, vậy anh mới vừa rồi còn hung dữ với em. Người đàn ông rất nhẹ, hung dữ với em chỗ nào? Thương Vũ nhéo cổ tay anh, chính là rất hung dữ. Tông Duệ trầm thấp cười nhẹ, ai, em đang trêu đùa anh đấy à? Được. Anh chạm vào gáy cô, trong giọng nói đều mang theo sự thỏa mãn cưng chiều, ông đây liền nuông chiều em vậy. Thương Vũ không lên tiếng, vùi mặt vào ngực người đàn ông, vụng trộm cong lên khóe miệng. Ai? Tông Duệ ở trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, ra hiệu cho cô nhìn mình, vậy ý của em là? Anh không cần phải theo đuổi 10 lần nữa có phải không? Lông mi Thương Vũ run rẩy, ghé vào trong vòng tay của người đàn ông không đứng dậy. Cái người đàn ông đần này. Lại hoặc là, đây cũng không phải là đần. Mà là anh cũng muốn xác nhận, liệu anh ấy có được lựa chọn chắc chắn hay không? Hít sâu một hơi, Thương Vũ vừa ngồi thẳng dậy thì điện thoại của Tông Duệ vang lên. Anh trả lời 2 lần rồi nhanh chóng cúp máy. Ai vậy? Thương Vũ hỏi. Nhân viên giao đồ ăn. Người đàn ông đứng lên trả lời, em không đói sao? Anh nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt tiều tụy của cô, đau lòng nhíu mày. 2 ngày nay em đều ăn uống không tốt có phải không? Gần như cùng lúc người đàn ông đặt câu hỏi, Thương Vũ lập tức cảm thấy đói. Trách không được đều nói dạ dày là cơ quan cảm xúc. Cô gật gật đầu, méo máu, hiện tại đói bụng. Tông Duệ mỉm cười giơ tay sờ đầu cô, chờ một chút, ca ca chuẩn bị đồ ăn cho em. Cũng không biết anh gọi đồ ăn ngoài khi nào, gọi ở đâu, một lúc sau, người đàn ông quay lại với 2 bàn tay đầy ắp. Thương Vũ cầm lấy đồ ăn, ánh mắt lại bị một cái túi khác trên tay thu hút. Cô kinh ngạc nhìn Tông Duệ, đây là bao bì và logo quá quen thuộc đến từ bậc thầy sườn xám có tuổi đời hàng thế kỷ, dù có tiền cũng khó mua được. Tông Duệ nhếch môi, mở hộp quần áo ra. Đến xem thử có thích hay không. Thương Vũ bước lại gần nhìn thấy những chiếc khóa tinh xảo và một chiếc váy lấp lánh. Anh lại tới Cẩm Độ à? Cô hỏi người đàn ông. Lần trước đặt chỗ, phải đợi 2 tháng, mấy ngày trước không phải gặp được Viêm Trì sao? Tông Duệ giải thích nói, anh nhờ vợ cậu ấy hẹn giúp. Thương Vũ giật mình. Hóa ra ngày đó, anh cùng người ta nói chính là cái này. Cô lấy quần áo ra khỏi hộp, phát hiện chiếc sườn xám này khác với phong cách thường ngày của cô, vải lụa hoàn toàn tinh xảo sang trọng theo tiêu chuẩn của váy dạ hội, phía dưới hơi giống váy đuôi cá, phong cách Trung Tây kết hợp. Hình như ở Trung Quốc không có vũ hội tốt nghiệp. Tông Duệ hỏi cô gái. Không có. Thương Vũ lắc đầu, lại nháy mắt mấy cái chế nhạo nhìn người đàn ông, lúc anh tốt nghiệp cũng cùng người ta khiêu vũ đúng không? Thật sự không có. Tông Duệ quả quyết trả lời, nhướng mày, mặc dù xác thực có rất nhiều cô gái mời anh. Thương Vũ không nói gì chỉ khẽ hừ một tiếng, lập tức nhìn thấy người đàn ông thu lại ý cười, đôi mắt sáng màu nghiêm túc nhìn cô, nhưng anh cảm thấy. Điệu nhảy đầu tiên, nhất định phải cùng người mình thích nhảy mới có ý nghĩa. Vừa nói, anh vừa lấy ra thêm 2 món quà. Một là hộp đựng giày, trong đó có giày cao gót để phù hợp với váy sườn xám. Ngoài ra còn có một hộp đóng gói nhỏ hơn nhiều, có chiều dài và chiều rộng bằng bàn tay người đàn ông. Thương Vũ liếc nhìn Tông Duệ rồi mở chiếc hộp ra. Đôi mắt xúc động nhẹ nhảy lên. Trong hộp bằng nhung tơ là một chiếc trâm cài tóc, kiểu dáng đơn giản hào phóng là phong cách mà cô thích. Y ngân trâm mộc mạc, trên thân có hoa văn đám mây cát tường, đầu trâm cài được uốn thành 4 cánh hoa nhỏ, nhụy hoa là một viên ngọc nhỏ màu xanh nhạt ánh tím. Tông Duệ cười, đây là lần đầu tiên anh làm đồ chơi cho con gái, có chút thô ráp. Thương Vũ sửng sốt, cái này là anh làm sao? Người đàn ông đưa tay lấy chiếc trâm cài, dùng ngón tay cái xoa xoa cánh hoa. Em có biết ngôn ngữ của hoa tử đinh hương là gì không? Thương Vũ lắc đầu, là gì? Tông Duệ nhướng mi nhìn cô. Mối tình đầu. Loài hoa này thuộc nhóm Syringa, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là ống, thuộc họ ô liu Olesia. Tử đinh hương đến từ vùng đất Ba Tư, nơi nó được gọi là lilac. Trong tình yêu nó tượng trưng cho mối tình đầu. Thông điệp của nó là dơ long dơ am cờ lâu tu diêu, dơ mò I love you. Tử đinh hương yếu đuối và mong manh, nhưng một khi nó đã nở hoa của nó sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim của những người nhìn thấy. Hai tay anh cầm lấy chiếc trâm cài, cẩn thận lại trang trọng đưa đến trước mặt cô gái. Gửi tới mối tình đầu của anh, người con gái đầu tiên anh yêu. Anh chăm chú nhìn cô, khóe môi chậm rãi cong lên, tốt nghiệp vui vẻ. Cánh môi Thương Vũ run rẩy, cảm ơn. Đưa ngón tay lướt qua những đường vân trên chiếc trâm cài tóc, cô chớp mắt để kìm nén đôi mắt nhức nhối, em rất thích. Khi ngón cái chạm vào viên đá quý ở giữa bông hoa, cô chợt khựng lại. Tông Duệ nâng cầm ra hiệu, nhấn thử một chút đi. Thương Vũ không hiểu nhìn anh một cái, dùng sức ấn xuống. Điện thoại của người đàn ông lập tức vang lên một tiếng. Anh lấy nó ra, nghiêng mắt nhìn qua một chút, cong môi rồi giơ màn hình lên trước mặt cô gái. Thương Vũ nhìn thấy một bong bóng tình yêu sống động, bên trong hiển thị thời gian và địa điểm hiện tại. Cô mím môi, nghiêng đầu nhìn người đàn ông, theo dõi em à. Tông Duệ cười nhẹ, ở đây có thiết bị truyền tín hiệu, em ấn vào, anh sẽ nhận được tín hiệu ở đây. Cũng không còn cách nào. Anh đối diện nhìn thẳng vào cô tiếp tục nói, có người thẹn thùng lại mạnh miệng, mỗi lần đều không nói thẳng là nhớ anh. Thương Vũ ngắt lời, nhỏ giọng giảo biện, em mới không có. Tông Duệ cầm lấy chiếc trâm cài tóc trong tay cô, dùng ngón tay cái ấn vào viên ngọc. Về sau nhớ anh, liền nhấn một chút. Anh nhất định. Ánh mắt người đàn ông rực sáng chăm chú nhìn cô gái, sẽ nhanh chóng xuất hiện trước mặt em. Thương Vũ ngẩng đầu nhìn người đàn ông, sau đó chậm rãi cúi đầu, cố gắng kiềm chế nhiệt độ trong mắt cô. Cô lấy chiếc kẹp tóc trên tay anh và ấn nó. Thân hình cao lớn trước mặt lập tức tiến lên một bước. Thương Vũ chậm rãi ấn vào lần nữa, ngước mắt nhìn người đàn ông. Tông Duệ. Tông Duệ nhắm mắt lại. Anh ở đây. Thương Vũ nhìn anh mỉm cười. Hoan nghênh đi vào thế giới của em. Đôi mắt Tông Duệ nhảy lên, sau đó lộ ra vẻ vui mừng sáng ngời. Mắt Thương Vũ ương ước. Có lẽ sẽ không thú vị bằng thế giới của anh, cũng có thể là, còn sẽ có một chút phiền phức. Người đàn ông dùng cái ôm của mình để đáp lại cô. Sẽ không. Anh ôm chặt cô, dùng hết toàn bộ vui sướng cùng thành ý. Về sau, phiền phức ngập trời, đều có người đàn ông của em đến gánh. Chương 29, ôn hương nhuyễn ngọc. Thương Vũ lại bật khóc trong vòng tay của người đàn ông. Thật kỳ lạ, hôm qua thời điểm khổ sở khó chịu nhất cô cũng không khóc như thế. Ở bên anh, mọi cảm xúc của cô đều có thể được sự dịu dàng của anh nắm bắt. Không cần phải là dáng vẻ của một cô gái ngoan ngoãn nghe lời nữa. Anh chấp nhận toàn bộ dáng vẻ của cô. Vui vẻ có thể tùy ý cười to, khổ sở cũng có thể khóc thúc thích hoặc chơi xấu, có thể được bao phủ bởi cảm xúc cảm động cùng cảm giác an toàn y giống như lúc này, liền có thể mặc kệ cho nước mắt thỏa thích chảy xuôi. Anh đã hứa rồi nhé. Thương Vũ ở trong ngực người đàn ông thì thầm ơi, cô cảm thấy mình giống như biến thành một đứa bé, giống như khi còn bé cùng bọn tiểu đồng ước định, đã hứa thì không được nuốt lời. Anh là đàn ông nói được làm được. Người đàn ông đưa tay phải ra vì anh dường như cũng thay đổi thành bộ dáng của một cậu bé, ngây thơ, nhưng rất tuân thủ chữ tín, ngoéo tay. Tay phải câu vào tay trái, hai trái tim cũng đồng thời câu lấy nhau ở cùng một chỗ. Anh vừa dứt lời, cái bụng đói của Thương Vũ liền ùng ục kêu lên một tiếng. Cô gái có chút xấu hổ che bụng lại. Hay là... Cô cầm lấy chiếc váy sườn xám lễ phục được lên, em thử trước một chút. Tông Duệ mỉm cười, cũng không vội, chúng ta ăn cơm trước đi. Anh đưa tay lau đi những vệt nước mắt trên khóe mắt Thương Vũ, Ngày đầu tiên anh trở thành bạn trai, đã để em khóc thương tâm như vậy rồi, sao còn có thể để em đói bụng được chứ? Bạn trai? Tim của Thương Vũ đập nhanh hơn trước xưng hô như vậy. Đúng vậy à, cô có bạn trai. Càng quan trọng hơn là, bạn trai của cô là anh. Một người đàn ông khiến trái tim cô rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mà anh cũng giống như vậy, anh cũng thích cô ngay từ lúc họ vừa gặp nhau. Ép không được khóe miệng đang không ngừng cong lên, Thương Vũ xoay người, mỉm cười đi về phía túi đồ ăn mang về. Anh mua cái gì vậy? Nhãn hiệu trên túi cho cô biết câu trả lời đầu tiên. Anh thấy thời tiết hôm nay rất thích hợp ăn món này. Tông Duệ nhìn về phía màn mưa bụi mông lung ngoài cửa sổ, sau đó lại dò xét phòng bếp mở, chỉ là ăn xong trong nhà sẽ có mùi. Không đâu. Thương Vũ cười híp mắt đem nồi lẩu xách vào trong phòng, chúng ta mở hệ thống cấp gió không khí trong lành là được rồi. Một thiết bị tương tự như máy lọc không khí nhưng tính năng và cấu tạo phức tạp hơn. Hoạt động theo hai cơ chế, lọc không khí và cấp gió cơ học. Khi chúng ta bật hệ thống cấp gió tươi, không khí bẩn trong nhà sẽ bị thải ra bên ngoài tạo ra sự chênh lệch áp suất không khí lớn giữa trong nhà và ngoài trời, đồng thời không khí trong lành ngoài trời sẽ bị hút vào qua các lỗ thông hơi hoặc khoảng trống trong cửa ra vào và cửa sổ, từ đó đạt được sự thông gió và trao đổi khí. Đưa cho anh. Người đàn ông lập tức cầm lấy chiếc túi đựng đồ ăn khổng lồ, chặn cánh tay giúp đỡ của cô gái, em không cần làm gì cả. Nghỉ ngơi đi. Tông Duệ chỉ vào ghế sofa, nhướng mày nhìn bạn gái, tiện thể, kiểm tra thành quả 20 năm anh quan sát Theno ở nhà mình thử xem. Thương Vũ mỉm cười, xoay người rời khỏi quầy bếp. Trước tiên mang sườn xám cùng múa giày cất kỹ, sau đó cô dùng chiếc trâm cài tín hiệu do bạn trai làm để buộc mái tóc dài ra sau lưng. Từ trong túi lấy ra chiếc trâm cài bằng gỗ mà trước kia cô từng rất quen thuộc, đang do dự cất hay không cất, thanh âm của người đàn ông bỗng nhiên từ phía sau lưng vang lên. Cái này là vật gia truyền phải không? Thương Vũ xoay chiếc trâm cài hình hoa các cánh em cũng không biết, tối qua bà nội mới nói cho em biết, cái này là mẹ ruột của em để lại cho em. Thật sao? Tông Duệ mi tâm khẽ động, cầm lấy chiếc trâm cài bằng gỗ nhìn xem, cái này cũng là tự tay làm. Thương Vũ có chút kinh ngạc, thật sao? Người đàn ông nhìn hình khắc trên chiếc kẹp tóc, nói, cái này là gỗ hoàng hoa lê. Dalbergia odorifera, tiếng Việt là gỗ sưa hay huỳnh đàn, còn tiếng Trung Quốc quen gọi là giáng hương hoàng đàn hay hoàng hoa lê huang huli. Là loại gỗ nổi tiếng đắt giá vì được vua chúa nhà Minh và nhà Thanh rất thích sử dụng làm đồ nội thất cung đình. Màu sắc đỏ, tím, vàng tùy vùng sinh trưởng, nhưng có chung đặc điểm ra gỗ rất thơm và màu đẹp bóng nên rất quý. Thương Vũ suy nghĩ một chút, quyết định cất đi chiếc trâm cài tóc có ý nghĩa đặc biệt này. Sau khi cất đồ đạc, cô lấy bức ảnh cũ trong túi ra. Giống như cô, chỉ cần nhìn thoáng qua Tông Duệ cũng có thể biết được người trong ảnh là ai. Giống. Anh ngước mắt nhìn nốt ruồi nhỏ trên sơn căn của bạn gái mình, nhưng cũng không giống lắm. Thương Vũ mỉm cười, trong lòng hiểu rõ người đàn ông muốn nói gì. Nếu như nói Tông Duệ cùng bố của anh giống nhau về thần thái còn ngoại hình không giống, cô cùng mẹ ruột của mình thì ngược lại vì hình dáng giống nhưng thần thái không giống. Lật lại nhìn tên phía sau, Tông Duệ ánh mắt khẽ động, chữ này. Sao vậy? Thương Vũ hỏi. Không có gì. Người đàn ông mỉm cười, chỉ là cảm thấy những chữ này không giống của phụ nữ, bút lực rất cứng cáp. Thương Vũ nghe vậy cũng cầm ảnh chụp nhìn thử. Tông Duệ sờ sờ gáy bạn gái. Đi thôi, nồi sắp sôi rồi. Thương Vũ không ăn cay, người đàn ông sợ bạn gái bị nghẹn, nên gọi một nồi lẩu uyên ương là cà chua cùng tam tiên không có một chút cay nào. Toàn bộ quá trình đôi đũa của Thương Vũ gần như không chạm vào nồi. Nhìn bạn trai không ngừng nhúng thịt gắp thức ăn cho cô, lại nhìn ra cửa sổ lớn mưa rơi lất phất. Hai chữ ấm áp lúc này trở nên cụ thể hơn. Thương Vũ ăn no hơn rất nhiều so với bình thường, rồi mới đặt bát đũa xuống. Vẫn như cũ là người đàn ông dọn dẹp tàn cuộc. Khi nào thì đi viện dưỡng lão? Tông Duệ vừa dọn vừa hỏi. Thương Vũ nhìn thời gian trên tường, một lát nữa sẽ đi. Được, anh đưa em đi. Tông Duệ dọn dẹp xong bàn ăn, nhìn về phía phòng tắm, mượn phòng tắm của em dùng một chút được không? Sáng nay vội ra ngoài, cũng chưa kịp tắm. Thương Vũ chớp mắt, hả? Anh xuề xòa đã quen nên cũng không sao đâu, vấn đề là, anh khẽ nhếch môi, cười có chút xấu xa, bây giờ trong lòng có người rồi, cũng không thể em khó chịu được. Thương Vũ khẽ hừ một tiếng, cúi đầu nói nhỏ, anh tắm đi. Nhìn chiếc váy nhăn nhăn nhúng nhúng, cô nhớ ra tối qua mình cũng chưa tắm, liền đứng dậy. em cũng phải tắm một chút. Người đàn ông đứng cạnh bếp hơi dừng bước, nhướng một bên lông mày, tỏ vẻ thích thú. Anh nói này, chúng ta mới ở bên nhau được 2 tiếng, bây giờ đã anh tặc lưỡi ra vẻ khó xử, có vẻ không phù hợp lắm đâu. Thương Vũ ngây người 2 giây, rồi mới hiểu ra ý của. Mặt cô nóng bừng lên, nghiêm mặt ai ra một tiếng, ý em nói là anh tắm trước đi. Quay người nhìn thấy nụ cười xấu xa của bạn trai, cô bỗng nhiên dừng lại. Người đàn ông này lại trêu cô. Nhưng bây giờ, những từ như đáng ghét đều trở thành cách họ liếc mắt đưa tình với nhau. Liếc nhìn bạn trai một cái, Thương Vũ quay người đi về phòng ngủ. Rất lâu cũng chưa quay lại, có rất nhiều thứ để ở đâu cô cũng không nhớ rõ. Tìm cho mình một bộ đồ để thay đổi, Thương Vũ lại lục tung tủ để lấy ra khăn tắm và bàn chải đánh răng mới. Khi cầm đồ đi ra ngoài, người đàn ông đã không còn ở đó nữa. Ánh sáng xuyên qua lớp kính mờ của phòng tắm. Thương Vũ chậm rãi đi qua, có chút không được tự nhiên hắn giọng một cái ở cửa phòng tắm. Người đàn ông bên trong khẽ cười, cứ muốn dính chặt anh như vậy à? Cái gì chứ? Thương Vũ bất mãn lầu bầu, em tìm khăn tắm mới cho anh. Tông Duệ phát ra một tiếng cắc cơ rồi cười, có bạn gái chính là tri kỷ à? Tiếng bước chân bước đi thong thả đi tới cửa, tay người đàn ông nắm trên tay nắm cửa hơi ngừng lại một chút. Nhưng mà anh đã cởi hết rồi. Hả? Vậy? Thương Vũ chưa kịp dứt lời, cửa đã bị mở ra từ bên trong. Cô ngạc nhiên hít một hơi, theo phản xạ quay mặt đi. Người đàn ông xấu tính này lại lừa cô, anh chỉ để lộ một phần thân trên. Anh, Thương Vũ ném khăn tắm vào người đàn ông, trêu chọc em đến nghiện rồi phải không? Tông Duệ bắt lấy khăn tắm, ánh mắt sáng màu của anh nhìn thẳng vào bạn gái. Cái này gọi là tán tỉnh đấy có biết không? Thương Vũ chớp mắt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thẳng thắn của bạn trai. Anh cái này gọi là đùa nghịch lưu manh. Tông Duệ khẽ cười, vì em đã định nghĩa anh như vậy rồi. Anh nắm chặt cổ tay mảnh mai của cô, vậy anh đành phải để cho danh xứng với thực vậy. Thương Vũ kêu nhẹ một tiếng, anh đừng làm rộn a. Cô nâng tay còn lại lên, đánh nhẹ vào cơ ngực trơn nhẵn của anh. Tông Duệ bị đánh đến mức lông mày nhướng lên, ánh mắt bắt đầu nghiền ngẫm. Ý vào việc ông đây không nỡ đánh em đúng không? Nói xong, anh dùng một tay to giữ chặt cả 2 cổ tay của Thương Vũ, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem người tới trước mặt mình. Ngón tay dài của anh nhanh chóng chọc vào eo nhỏ của cô. À! Bị chọc vào chỗ ngứa, Thương Vũ ngay cả vai cũng co rúm lại, ngứa. Đôi tay to của người đàn ông ôm chặt sau eo cô, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua vùng eo của cô như gãy dây đàn. Đừng làm rộn. Thương Vũ giống như con tôm nhỏ cong người giấu đi vòng eo mẫn cảm của mình. Đau. Tông Duệ lập tức buông lỏng cô ra. 2 cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cô gái, đưa tay chạm vào những chỗ mẫn cảm mà mình vừa chọc vào. Làm em đau sao? Thương Vũ nhìn vào ánh mắt nghiêm túc ân cần của người đàn ông, cúi đầu trách anh, tay anh giống như tay gấu vậy. Tông Duệ thấp giọng cười khẽ, người đàn ông của em chính là mạnh tay như vậy đấy, quên rồi sao? Anh nhẹ nhàng di chuyển ngón tay, lòng bàn tay áp vào eo mềm mại của cô. Tay gấu về sau sẽ thu liễm lại một chút, được không? Thương Vũ hô hấp có chút đình trệ. Sau lưng không còn ngứa hay đau nữa, thay vào đó là cảm giác tê tê ấm áp do bàn tay lớn truyền đến. Cô cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt càng lúc càng nóng bỏng của anh, lại thấy được dáng vẻ mình đang được ôm trong vòng tay của người đàn ông. Lần này, họ chỉ còn cách nhau một lớp vải trên người cô. Cô rõ ràng nhìn thấy cơ bụng săn chắc, theo nhịp thở hơi nhanh mà nhấp nhô. Cảm giác bị ánh mắt nam tính đầy sức mạnh làm cho mặt cô nóng bừng, Thương Vũ đẩy người đàn ông ra. Anh nhanh đi tắm đi. Nhìn thấy bóng dáng bạn gái vì xấu hổ mà đôi tai đỏ bừng, Tông Duệ khẽ cười, rồi đóng cửa phòng tắm lại. Người đàn ông tắm rất nhanh, chỉ mất khoảng 10 phút đã dọn dẹp sạch sẽ phòng tắm trả lại cho cô. Trước đó, mãi trêu đùa đã tốn một ít thời gian, nên Thương Vũ đã phải tắm nhanh hơn. Tuy nhiên, thời gian đã tiết kiệm được lại bị Tông Duệ dùng để sấy tóc cho cô, sấy tóc của cô. Mái tóc của anh còn ướt anh cũng không quan tâm, nhưng tuyệt đối không cho phép bạn gái của mình bị lạnh. Khi đêm buông xuống Ngô Tô, cơn mưa mùa hạ cũng đã ngừng, 2 người mới nhẹ nhàng thoải mái một lần nữa trở lại hầm gửi xe. Chiếc xe màu đen rời khỏi hầm gửi xe rồi ra khỏi khu dân cư, người đàn ông quay đầu xe, đi theo hướng ngược lại so với lúc đến. Đi đường tắt gần hơn anh giải thích với cô, có thể tiết kiệm được khoảng 10 phút. Thương Vũ gật đầu, được. Một cước đạp xuống chân ga, Tông Duệ dùng một tay giữ vô lăng, còn tay kia thì vươn qua bảng điều khiển để nắm tay bạn gái. Thương Vũ nhẹ nhàng gõ vào mu bàn tay của anh chuyên tâm lái xe đi. Bạn trai nắm chặt tay cô, cầm hơi nâng lên, 30 giây. Qua kính chắn gió, Thương Vũ thấy đồng hồ đếm ngược dưới đèn đỏ, 30 giây. Giảm cho em 10 phút, bù cho anh 30 giây, Tông Duệ xoay lòng bàn tay, nắm chặt tay cô, không quá đáng đúng không? Nhìn thấy người đàn ông kéo tay mình nắm chặt lên đùi anh, Thương Vũ mím môi không nhúc nhích. Còn nói cô dính người. Rõ ràng là anh mới là người dính người hơn. 30 giây trôi qua rất nhanh. Khi nhìn thấy đồng hồ đếm ngược sắp hết thời gian, Thương Vũ nhẹ nhàng rút tay về, được rồi. Không rút về được. Tông Duệ cầm tay bạn gái đưa đến cầm mình. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn của cô. Khi đèn giao thông chuyển sang xanh, anh buông tay ra, giọng hơi khàn, như vậy mới gọi là được. Thương Vũ nhanh chóng rút tay về. Trên mu bàn tay có cảm giác tê tê, không biết là do bị râu của anh cọ sát hay là do nụ hôn chuồn chuồn nước đó làm cô cảm thấy như bị bỏng. Nhìn thấy khóe môi của người đàn ông ngày càng cong lên, Thương Vũ cắn môi dưới, đưa tay véo bắp tay to lớn của anh. Tông Duệ không giận mà còn cười, lông mày nhướng lên như uy hiếp, ngã ba tiếp theo vẫn có đèn đỏ. Thương Vũ im lặng lấy áo khoác jean của anh từ hàng ghế sau rồi cho hai tay vào túi áo. Tông Duệ cười khẽ trong cổ họng, bất đắc dĩ lắc đầu. Uy hiếp của anh thực ra không có tác dụng, xe đến ngã ba tiếp theo mà không gặp trở ngại gì. Tại ngã ba tiếp theo, Tông Duệ rẽ hướng. Cánh cổng của viện dưỡng lão nhanh chóng xuất hiện trước mắt. Anh đổ xe bên lề đường. Sáng mai vẫn là thời gian buổi sáng sao? Đúng vậy. Thương Vũ vẫy tay chào tạm biệt bạn trai, sáng mai gặp. Khi vừa tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe, cửa xe đột nhiên phát ra một tiếng cạch khóa lại. Thương Vũ ngạc nhiên, quay lại nhìn người bạn trai đang khóa xe. Người đàn ông đặt hai tay lười biếng lên vô lăng, ung dung nhìn cô. Em có phải đã quên cái gì rồi hay không? Thương Vũ vô thức nhìn vào áo khoác vừa trả về chỗ cũ, lại nhìn túi xách bên cạnh mình. Không có à. Tông Duệ dùng lưỡi chạm vào má, khẽ hừ một tiếng. Xem ra, anh tắm không có tác dụng gì rồi. Thương Vũ nhìn anh một lúc, sau đó vươn cánh tay ra chủ động ôm lấy bạn trai đang ngồi trên ghế lái. Người đàn ông cười nhẹ, lập tức dùng sức đáp lại cô gần như bị anh ôm ra khỏi ghế. Râu thô ráp của anh chạm vào đỉnh đầu cô tỏa ra hương hoa nhài, giọng nói trầm thấp từ tính của anh cũng trở nên dịu dàng lưu luyến, buổi tối ngủ sớm một chút. Anh cũng vậy. Thương Vũ núp ở trong ngực anh nhỏ giọng nói, anh đã thức suốt 2 đêm rồi. Tông Duệ cười khẽ, đáng giá. Anh nhấn cô vào ngực mình, dù có thức thêm 2 đêm cũng đáng giá. Thương Vũ cảm thấy trong lòng có chút dao động, lắc đầu trong vòng tay của bạn trai, không được. Anh về nhà ngủ một giấc thật ngon đi. Được người đàn ông rất hưởng thụ cong môi, đều nghe bạn gái anh. Thương Vũ đuôi mắt cong cong khẽ cười, rời khỏi vòng tay ôm ấp của anh. Vậy ngủ ngon. Tông Duệ vẫn ôm cô không nhúc nhích. Chỉ thế này thôi sao? Hửm. Thương Vũ ngẩng đầu, không hiểu mà nhìn anh. Trong ánh mắt màu hổ phách của anh, phản chiếu hình ảnh nhỏ bé của cô. Gần quá. Ánh mắt sâu thẳm của Tông Duệ lướt qua khuôn mặt cô, cuối cùng dừng lại trên đôi môi như cánh hoa của cô. Hầu kết không ngừng chìm xuống. Quan hệ bây giờ của chúng ta, nên nói chút ngủ ngon thế nào, hửm. Có một loại dự cảm nào đó xuất hiện trong lòng, trái tim Thương Vũ đập mạnh. Lông mi của cô cũng run run lên không ngừng như cánh bướm. Nụ hôn bất ngờ của anh rất dịu dàng. Nhẹ nhàng, rơi xuống nốt ruồi nhỏ giữa lông mày của cô. Chúc ngủ ngon, bạn gái. Chương 30, tiệc mùa xuân. Sau khi sống tại trung tâm y tế của viện dưỡng lão 2 ngày, Khương Chỉ Oánh đã chuyển về phòng của mình. Bà đã quen với việc tự lập, nói cái gì cũng không cho con cháu tiếp tục đến chăm sóc vào ban đêm. Vì đúng vào dịp cuối tuần còn phải lên sân khấu biểu diễn, nên Thương Vũ đã quay trở lại đường Đông Nghi. Tông Duệ cũng bận rộn xử lý công việc liên quan đến địa điểm mới của Tông Thịnh, khiến hai người đều không có thời gian gặp nhau. Ngoài việc tranh thủ trò chuyện vài ngày với bạn trai qua WeChat, Thương Vũ cảm thấy cuộc sống dường như vẫn giống như trước khi tốt nghiệp. Trong một số thời điểm, cô rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi. Chẳng hạn như khi bố cô đề nghị cô thêm một buổi biểu diễn, điều này giống như kỳ vọng trước đây của ông đối với cô, cuộc sống tương lai của cô sẽ được định hình ở con hẻm nhỏ nơi cô lớn lên, cùng với Thiệu Tri Huyền tiếp quản và quản lý Bình Đàn Quán. mẹ cô cũng bắt đầu có những ám chỉ rõ ràng hoặc ngấm ngầm, dường như muốn cô sớm ổn định với người anh trai không có quan hệ huyết thống của mình. Dưới bầu không khí này, cô hoàn toàn không biết phải làm thế nào để nói về chuyện yêu đương của mình với Tông Duệ cho gia đình biết. Tương tự, cô cũng không biết làm như thế nào để đề cập đến chuyện của Thiệu Tri Huyền với Tông Duệ. Cô còn nhớ rất rõ lần trước khi cô cẩn thận từng ly từng tí nói cho Đoạn Tiêu Ninh, bạn thân của cô chính là dáng vẻ suýt nữa thì sốc đến rơi cả mắt, cho dù không có quan hệ máu mủ, nhưng loại chuyện này trong mắt người ngoài vẫn rất kỳ lạ. Đối mặt với người mình thích, cô càng cảm thấy xấu hổ. Có một lần, lời nói đã ở bên miệng, nhưng không thể thốt ra được. Khi cô còn đang cảm thấy khó xử khi ở nhà, một cuộc điện thoại đã tạm thời giải vây cho cô. Cuộc điện thoại từ một trường dạy lái xe gần trường đại học của Ngô Tô gọi đến. Thực ra, khi học năm 2 đại học, cô đã cùng Đoạn Tiêu Ninh đăng ký học lái xe, về sau vẫn luôn không có đi học. Cuộc điện thoại đến từ trường dạy lái xe này thông báo với cô rằng nếu không đến học lái xe thì sẽ hết hạn. Mặc dù Thương Vũ không mấy hứng thú với việc học lái xe, nhưng sau khi nhận được điện thoại, cô đã thuận lợi dùng cái cớ tập lái xe này mà trót lọt dọn từ nhà ở đường Đông Nghi về căn hộ nhỏ của mình. Đến cũng đến rồi, cô cũng không có lề mà lề mề gì cả, ngay ngày hôm sau cô đã đặt lịch thi môn 1. Ngày hôm đó thi đậu thuận lợi, Thương Vũ về căn hộ lấy một số đồ, sau đó lập tức bắt taxi đến đường Tây Lan. Tính toán, kể từ khi tách ra lần trước, cô và Tông Duệ đã không gặp nhau được một tuần. Khi bước lên cầu thang gỗ quen thuộc của quán bar, Thương Vũ lại nhớ đến cảnh lần đầu tiên đến đây. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ diệu. Họ mới chỉ quen biết được 2 tháng thôi. Chỉ trong 2 tháng, từ hai người ở hai nơi trời Nam đất Bắc hoàn toàn xa lạ trở nên gắn bó sâu sắc, thậm chí thân mật. Cô vẫn tưởng cuộc sống của mình sẽ luôn bình thản như nước trắng. Nhưng hóa ra, cô đã có một cuộc gặp gỡ kỳ diệu lãng mạn từ lâu. Khi xe dừng lại trước cửa gỗ khắc hoa, nhìn lên sân thượng một chút, mọi thứ đều trống rỗng. Thương Vũ tò mò thử thăm dò nhìn về phía bàn làm việc. À! Bị vòng tay quen thuộc ấm áp ôm từ phía sau, Thương Vũ kinh ngạc thốt lên, anh làm gì vậy? Dọa em! Tông Duệ cười bên tai cô gái, thế này là dọa sao? Cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo cô, anh thấp giọng nói, mấy ngày không gặp bạn trai của em, không phải nên ôm một cái sao? Hửm! Cái này không phải là ôm, mà gọi là nhào vào. Cô gái xinh xắn, lanh lợi liếc nhìn người đàn ông cao lớn, rồi cong môi cười, sao anh lại giống như Đại Bạch vậy? Đại Bạch sau khi khỏi vết thương ở trang trại ngựa đã được gửi về Đại học Ngô Tô. Bây giờ vẫn như xưa, nhìn thấy cô liền ngoắc ngoắc cái đuôi nhào lên. Tông Duệ nhìn cô từ trên cao với đôi mắt màu hổ phách hơi híp lại, hỏi, đang mắng ai là chó thế? Thương Vũ mím môi kiềm chế ý cười, nâng tay lên xoa mái tóc mềm mại của người đàn ông. Giống như cách cô thường xoa đầu của Đại Bạch. Người đàn ông khẽ rên một tiếng, lông mày hơi nhướng lên, còn có sức lực đúng không? Anh bỗng nhiên vùi đầu vào vai cô, ông đây sẽ cắn cho em khóc. Anh thật đáng ghét, Thương Vũ vừa cười vừa co cổ để tránh, một giây sau lại bị bạn trai ôm lên. Hai người cứ như vậy cười cười nhốn nháo, đi vào phòng, cô gái một đường chân không chạm đất bị ôm tới ghế sofa. Được người đàn ông ôm ngồi vào đệm mềm, môi của anh lại một lần nữa áp sát vào làn da của cô gái, hôn lên nốt ruồi nhỏ tinh tế giữa lông mày. Có nhớ anh không? Giọng nói của người đàn ông ấm áp như nụ hôn của anh, Thương Vũ cảm thấy trong lòng khẽ rung động. Cô nhìn bạn trai bằng ánh mắt sáng ngời, không nói gì, chỉ nâng tay ấn vào viên đá trên trăm cài tóc sau đầu. Một ám hiệu nhỏ đặc biệt của riêng họ. Tông Duệ thỏa mãn dương lên khóe môi, rồi lại có chút bất mãn nhíu mày. Vậy sao không để anh đến đón em? Anh không phải có cuộc họp buổi sáng sao? Với lại em không chắc khi nào thi xong. À, đúng rồi, Thương Vũ lấy điện thoại ra, mở thành tích vừa mới có để khoe với bạn trai. Ồ, còn rất tốt. Tông Duệ lập tức nói, rồi lại xoa đầu cô, phải ăn mừng một chút mới được. Thương Vũ cười, có gì đáng ăn mừng đâu chứ, môn lý thuyết cũng không khó. Nhất định phải ăn mừng. Anh nhướng mày nhìn cô, sau này mỗi môn thi anh đều cùng em ăn mừng. Thương Vũ im lặng mỉm cười. Đối với chuyện học lái xe này của cô, thái độ của người trong nhà phần lớn là không quan trọng, cảm thấy không cần thiết y dù sao nhà cũng có xe lại có tài xế, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa đón cô. Ngược lại, bạn trai cô, người trong khoảng thời gian này thường xuyên đưa đón cô nhất, lại rất ủng hộ, không chỉ nói muốn cùng cô tập lái xe, mà còn sắp xếp cho cô nâng cấp lên chế độ viết một mình một xe tại trường lái. Thương Vũ ôm lấy cánh tay của người đàn ông, vậy, chúng ta đi ăn gì ngon nhé? Tông Duệ hất cầm về phía ban công. Đã chuẩn bị xong rồi. Hả? Thương Vũ ngẩn người một lúc, rồi lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ thấy trên ban công đã có thêm một chiếc lò nướng than, bên cạnh là mặt bàn với đủ loại nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn. Cô gái chớp mắt, rồi quay người lại. Chưa từng nghe à? Người đàn ông lười biếng dựa vào khung cửa, sự chiêu đãi cao cấp nhất chính là tiệc gia đình. Thương Vũ mỉm cười, quay lại nhìn các nguyên liệu trên bàn. Anh định làm bò bít tết sao? Cô hỏi, ánh mắt cong cong ý cười. Tông Duệ đi đến bên cạnh bạn gái, nhà hàng ít sáng nay vừa gửi bò bít tết tới, bây giờ vừa kịp lúc rã đông xong. Thương Vũ nghĩ một lúc rồi nhớ ra, nhà hàng ít chính là một nhà hàng Michelin nổi tiếng ở Thượng Hải ngay sát bên cạnh. Được rồi, quy tắc cũ. Tông Duệ đưa cốc cà phê bưởi đã chuẩn bị sẵn cho Thương Vũ. Em tự chơi đi, cà cà phải làm việc đây. Thương Vũ khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ không hài lòng, rồi lấy chiếc tạp dề đen bên cạnh buộc cho bạn trai, sau đó cầm cốc cà phê đi ra ngoài. Cô không đi xa, chỉ ngồi ở quầy bar bên ngoài, vừa nhấm nháp cà phê vừa nhìn người đàn ông đang rắc gia vị lên bò bít tết qua khung cửa kính. Không hiểu sao, Thương Vũ luôn cảm thấy hình ảnh bạn trai khi nấu ăn có chút gì đó quen thuộc không thể diễn tả bằng lời. Có lẽ là vì nhà cô lúc nào cũng là đàn ông vào bếp. Hoặc cũng có thể là vì cảnh tượng như vậy từ lâu đã đánh thức trong cô những ước mơ về tình yêu, hai người, ba bữa cơm, bốn mùa. Khi cốc cà phê gần cạn, mùi hương từ ban công cũng bắt đầu bay vào. Có hương vị của bò bít tết nướng trên than hồng, cùng với hương thơm ngọt ngào mềm mại của bơ tan chảy. Thương Vũ hít mũi, 10 ngón tay hoạt động nhanh nhẹn. Khi cô đang chuẩn bị đi ra ngoài sân, ánh mắt lướt qua chiếc ghế sofa, rồi dừng lại ở chiếc túi xách mà cô mang theo. Cô vóc dáng không cao, thường thích những chiếc túi nhỏ gọn, hôm nay cần mang nhiều đồ nên mới phải lấy chiếc túi Neverfull này từ tủ đồ. Cô đi đến, mở túi ra nhìn vào bên trong một chút, rồi lại liếc nhìn bạn trai ở ngoài sân. Cô không ngờ rằng anh ấy ở nhà tự mình xuống bếp, nhưng như vậy có vẻ còn phù hợp hơn. Bít tết đã được nướng trước rồi mới chiên, các món ăn kèm cũng đã chuẩn bị xong. Người đàn ông đặt dụng cụ nấu ăn xuống rồi nhìn về phía cửa kính. Không thấy người đâu. Tháo tạp về trước người, Tông Duệ kéo cửa ra đi vào phòng. Lông mày của anh hơi nhướng lên. Cùng anh chơi trốn tìm sao? Đột nhiên, có tiếng kích phát ra từ phía sau cánh cửa. Người đàn ông theo âm thanh quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh. Đôi mắt màu hổ phách của anh lập tức sững sờ. Tập truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Radio Ngôn Tình. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy nhấn nút like, share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé. Bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo.